Hello. Xin chào tất cả các chị nhà mình đang vào live stream của nhà mát vào trưa ngày hôm nay nhé. Hôm nay sẽ có tiếp tục là em An Hoài và bạn Như sẽ đồng hành cùng các chị nhà mình ở trong live. Thì hôm nay Hoài sẽ mang đến cho mình một chương trình live stream siêu ưu đãi và siêu đặc biệt luôn các chị mình nha. Sản phẩm hôm nay này em sẽ có cho mình mức giá ưu đãi cực kỳ cao là sale up cho mình từ 70% và mức giá chỉ từ 99.000 một sản phẩm từ các chị mình ha. Đặc biệt là hôm nay thì Hoài sẽ thứ nhất là free ship tất cả các đơn hàng ở trong live stream. Và một điều đặc biệt rất là quan trọng thì hôm nay Hoài sẽ có đồng hành cùng các chị mình hai thương hiệu nữa, đó là iBasic và Sáp Blanca. Có nghĩa là những sản phẩm này, đồ ngủ này và kèm cho mình đó là giày dép hoặc là túi sách thì sẽ đồng hành cùng nhà mát ở trong livestream ngày hôm nay với mức giá siêu ưu đãi luôn. Nên là các chị yêu nhớ đồng hành cùng Hoài và Như đến cuối live luôn các chị yêu nhé. Không biết là nãy giờ có chị nào mà mong chờ cái livestream ngày hôm nay hay không? Tại vì trước khi mà live thì em thấy nhà mát cũng đã đưa lên các chị một cái thông báo rồi đúng không? Đây là một cái livestream cực kỳ đặc biệt, free ship tất cả các đơn hàng này và có đổi trả cho các chị từ 7 đến 30 ngày. Và ngày hôm nay với những sản phẩm cực kỳ hot hit đến từ nhà mát nè, từ iBasic nè, từ Sáp Blanca nè thì cho phép em Như sẽ giới thiệu đôi nét đúng về hai cái thương hiệu kia. Nếu mà các chị nào mà mình nghe nó hơi lạ đúng không? Còn nếu mà em nói là chị nào đã quen rồi thì ngày hôm nay không thể nào bỏ lỡ được cái livestream này. Đến với nhà mát thì các chị đã biết rồi là một thương hiệu đã hơn 15 năm trên thị trường và cũng như là đang được bán trên các sàn thương mại điện tử cực kỳ uy tín và chất lượng. Ngày hôm nay thì cũng lên cho các chị những sản phẩm cực kỳ ưu đãi và những cái mẫu mã rất là xuất sắc luôn. Kèm theo đó là cái gì nữa chị ha? Đúng rồi, hôm nay mình sẽ kèm thêm đồ ngủ nữa các chị mình nhá. Hôm nay thì mình vừa có đồ đi chơi này, mình vừa có đồ công sở đi làm, đi tiệc và đặc biệt là hôm nay sẽ có thêm thương hiệu đó là đồ ngủ ở trong livestream ngày hôm nay. Thì Hoài sẽ lên cho mình những cái concept đồ ngủ này, những chiếc váy lụa để các chị mình có thể mặc đi ngủ hoặc là mặc ở nhà luôn chứ không hẳn là đồ ngủ các chị mình nhá. Đặc biệt là Hoài đang mang túi sách nữa các chị mình ha. Túi sách và giày dép hôm nay sẽ có trong livestream và hai cái thương hiệu đồng hành cùng nhà mát hôm nay đó là Hoài sẽ nhắc lại một lần nữa đó là iBasic và Sáp Blanca, là một trong những thương hiệu mà chắc chắn là các chị nhà mình cũng khá là quen thuộc rồi và rất là uy tín các chị mình nhá. Rồi mọi người ơi, tranh thủ vào livestream nè, hóng hóng nè, em chào chị Uyên Thiên nha, chào chị Hoa Nắng. Cái chị ơi, bây giờ đầu live nè, em thấy chị Vân Nguyễn, hello chị. Rồi mọi người ơi, xem thử âm thanh ánh sáng nó ok chưa các chị ha. Mọi người thấy nếu ok rồi thì comment xuống bên dưới giúp em. Thì để mà cái chương trình live ngày hôm nay nó diễn ra rất là nhanh đó, tại vì hôm nay em thấy là rất là nhiều sản phẩm, không chỉ là của nhà mát mà còn là đồ ngủ nè, là đồ bộ mặt nhà của nhà iBasic cũng như là những mẫu mã túi sách và giày đến từ Sáp Blanca. Thì các chị ơi, em sẽ chơi game khoảng tầm là 10 phút đầu live thôi. Nếu mà các chị chơi nhanh thì em tặng quà nhanh, tại vì ngày hôm nay thì cái thời lượng mà đúng rồi, gọi là chơi game của chúng ta rất là ít, cho nên cô chị cố gắng là chơi game thật là nhiều nè. Mà chơi game thật là nhanh bằng cách là gì đây? Chia sẻ giúp em nha. Hôm nay thì Hoài sẽ tặng cho các chị của mình đó là những cái sản phẩm của MAC và đồng thời thì Hoài có thể là tặng những cái món quà lên trị giá đến tầm 2 triệu đồng luôn các chị mình nhá. Có bao gồm 5 voucher các chị mình đó là 200k này, 300k và những sản phẩm hot hit cho em Hoài từ là 395.000 có thể là sẽ hôm nay sẽ dành ra để tặng các chị mình. Nhưng mà đầu live thì bây giờ để hâm nóng cái không khí livestream thì Hoài và Như sẽ mở ra một cái chương trình mini game đầu live và tặng nhanh nha các chị mình nhá. Tặng thật là nhanh nha. Tầm 10 phút để mình chơi mini game thôi và sau đó thì Hoài và Như sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm, tại vì hôm nay sản phẩm rất là nhiều và mình sẽ không muốn quá tốn nhiều thời gian để mình chơi game. Thì bây giờ các chị nhà mình này nhanh tay chia sẻ livestream ít nhất 5 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Và hôm nay mình comment trên Hoài là đồng hành cùng thương hiệu đó các chị mình. Đồng hành cùng thương hiệu và mình tag 3 người bạn vào xem livestream của em nhé. Tại vì thực ra cái tên thương hiệu Hoài rất là muốn các chị ghi lên nhưng mà tại vì hơi khó để các chị mình có thể ghi được thì thôi, mình có thể ghi cho Hoài là đồng hành cùng thương hiệu các chị mình nha. Rồi, em thấy là các chị hỏi em là chơi như thế nào. Tiện quá, xem một like mà mua được cả set từ đồ mặt trời đến đồ đi chơi giày túi. Đúng chính xác luôn á chị Yên Thi ha. Thì ngày hôm nay mình chơi game nhanh như thế này, em sẽ phổ biến chương trình để các chị chia sẻ rồi mình chơi game nhanh ha. Chia sẻ giúp em Như lên trang cá nhân hoặc là trang hội nhóm ở chế độ công khai 5 lần giúp em Như. Xong rồi mình vào live stream, mình comment giúp em là đồng hành cùng thương hiệu nhá. Và tag giúp em 3 đến 5 người bạn vào. Khi mà được đủ 300 lượt chia sẻ thì em Như sẽ dành tặng chiếc quần shop với là phần bèo như thế này dành tặng cho chị nào có lượt tương tác cũng như là phần mềm lọc ra chị là người tương tác tốt nhất để mà em chơi game, hoặc là em có thể lướt trực tiếp lên cho các chị luôn nha. Chỉ trong là khoảng tầm 10 phút đầu live thôi nha các chị ha. Đúng rồi, và nếu như mà xíu nữa các chị nhà mình Hoài vẫn còn voucher phía sau rất nhiều và Hoài có thể chơi random này. Chơi rất là nhiều cái gọi là chơi công bằng cho chị mình nên là mình yên tâm nhá. Bây giờ đầu live thì Hoài tặng luôn sản phẩm cho các chị là một chiếc quần sóc. Thì cái mẫu quần này các chị mình rất là ưa chuộng đúng không ạ? Một sản phẩm rất là hot của nhà mát luôn. Thì với cái mức giá thành của sản phẩm nào, để Hoài xem là cái mức giá thành của sản phẩm quần này là bao nhiêu nhá.
Rồi cái quần này thì em như khỏi nói, nếu mà chị Đào đã theo dõi like của nhà mát thì mỗi lần em lên like cũng bùng nổ đơn hết đó. 395.000, và ngày hôm nay các chị vẫn nhận chiếc quần này với giá là 0 đồng, không tốn bất kỳ chi phí nào hết, đúng không cả nhà? Một chiếc quần gọi là best seller của nhà mát, đúng không nè? Phối được rất là nhiều sản phẩm các chị yêu nhá. Bây giờ hiện tại Hoài đang ở phút thứ bao nhiêu đây? Em Hoài đang cùng các chị mình ở phút thứ 5 rồi, và Hoài còn đúng cho mình đó là 6 phút nữa thôi, tại vì hồi nãy mất 1 phút đầu đó là mình tương tác rồi, thì chỉ còn duy nhất cho mình 6 phút đúng phút thứ 11. Lượt chia sẻ của mình ít nhất đạt cho Hoài tầm 200-300 đi. Hoài tặng luôn các chị nhá, tặng nhanh ha. Sau đó tại vì phía cuối live Hoài vẫn còn rất là nhiều voucher. Hôm nay điều đặc biệt là em tặng voucher tiền mặt cho các chị mình nhá, để mình mua tất cả các sản phẩm của MAC này, hay là kể cả là của ABC hay là của Sabranca thì nhà em đều có thể áp dụng cho các chị mình được nhá. Rồi mọi người ơi, bây giờ này em thấy các chị hỏi em là chơi nhanh nhé, rồi em cũng muốn chơi nhanh lắm, tại vì em muốn chơi nhanh để mà em livestream sản phẩm. Các chị biết không, ngày hôm nay là mẫu sản phẩm rất là đa dạng, không những là từ công sở này, từ đi chơi đi tiệc hay là ở nhà đều có trong cái livestream này. Nói chung là hội tụ đầy đủ một cái gọi là để làm đẹp cho tất cả các chị yêu nhà mình. Nếu mà chị yêu nào từ gọi là từ độ tuổi mà 20 chị em nghĩ là đủ lên đó, là đều sẽ thích những cái sản phẩm như thế này. Và em nghĩ là với những thương hiệu mà IBC cũng như là Sablanca thì bình thường không có livestream, không biết là có live không, nhưng mà ngày hôm nay giá và những sản phẩm chỉ ưu đãi trong livestream, cho nên các chị cố gắng là mình phải tương tác. Không biết là có chị nào nãy giờ mình tương tác mà mình không có thấy em chào, hay là comment thật là nhiều mà không có nghe tín hiệu gì, là có nghĩa là nó bị ẩn comment, thì các chị nhớ là comment lại giúp em nè, mình tương tác, mình chấm bài để cái tình trạng mà ẩn comment nó không có bị diễn ra nha. Rồi ok các chị mình ơi, hiện tại thì Hoài đang ở phút thứ 6 rồi. Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị nhà mình nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lượt chia sẻ. Tại vì thực ra là cái mid game hôm nay thì Hoài chơi sẽ khá là nhanh, nếu như mà tầm 11 phút đầu mà mình không có đạt được lượt chia sẻ thì chắc là Hoài và Như sẽ mở bán sản phẩm trước nhá. Khi nào lượt chia sẻ mình đủ Hoài sẽ tặng sau. Tại vì thứ nhất là sản phẩm hôm nay rất là nhiều và sản phẩm mức giá rất là mềm, là mình sẽ tập trung vào bán sản phẩm nhiều hơn các chị yêu ha. Rồi, bây giờ này em sẽ dành vào phút tương tác với các chị nha. 110 rồi. Vậy thì Hoài chỉ cần cho mình 200 lượt chia sẻ là 90 lượt chia sẻ. 300 lượt chia sẻ. Ok, thì mình sẽ tặng cho các chị mình luôn nhá. Rồi, em thấy là hơn 300 chị đang xem live thì em chỉ cần là mỗi chị một lượt thôi. Mỗi chị một lượt nữa thôi là đã chơi game rồi các chị. Thì ngày hôm nay là em tới là phần quà lùng short này, cũng như là những cái giá là giảm trực tiếp ở trong livestream này. Có nhiều chị hôm bữa là mình vào mình like là hỏi về em thấy là em như với chị Hò là mang những cái chiếc túi sách á, thì các chị hỏi là em ơi có bán túi sách không, hay là những cái đôi giày mà tụi em mang là các chị cũng hỏi là em ơi có bán giày không. Thì em thấy là với cái tâm lý chung của các chị, khi mà các chị mua hàng các chị muốn là trong cái livestream nó bán hết tất cả các thứ để các chị mua một lần luôn, khỏi mất công là phải xem chỗ này xem chỗ kia, mua chỗ này mua chỗ kia, đúng không này? Bây giờ chỉ cần một cú điện thoại thôi là các chị có thể nhận từ trên xuống dưới, từ A tới Z, đúng không? Và ngày hôm nay với những thương hiệu mà nếu mà các chị nào mình còn chưa biết hay là mình chưa rõ, mình có thể lên mạng, lên Google search liền cho em để mình biết là cái sản phẩm mà mình mua nó như thế nào, cái thương hiệu nó như thế nào, để gọi là mình tiếp cận được nhiều hơn. Và những cái livestream này cũng không phải là ngày nào tụi em cũng like rồi, cho nên các chị phải cố gắng là mình phải săn thật là gọi là nhanh nha. Cái chương trình ngày hôm nay là chương trình đặc biệt và gọi là có số phát sóng cực kỳ ít và cực kỳ giới hạn luôn. Trong cái thời điểm này thì tất cả các thương hiệu đều muốn là cố gắng là đồng hành cùng nhau, để có nghĩa là trong một livestream mình sẽ mang được nhiều cái concept này, mang được nhiều sản phẩm hơn, thay vì là mình chỉ bán mỗi quần áo thì hôm nay mình vừa có đồ mặc ở nhà và vừa có thêm giày dép và túi sách nữa. Thì Hoài nghĩ là một cái livestream như này thì các chị nhà mình sẽ ok hơn. Nhưng mà Hoài báo trước là những cái mức giá này ở trên website hay là ở tại cửa hàng của những thương hiệu khác, hoặc là kể cả là nhà MAC nha, hoặc là iBasic này, Sablanca, thì tất cả đều không có những cái mức giá giống như Hoài mang ở trên livestream cho các chị mình. Nên là hôm nay các chị nhà mình nhớ là đồng hành cùng Hoài. Và thật sự là giống như nói thì nếu như chị nào chưa có nhiều cái thông tin về iBasic này hoặc là Sablanca thì mình có thể lên Google để mình search, tại vì tất cả những thương hiệu này đều là thương hiệu có cái thời gian bán hàng khá là lâu và đều là những thương hiệu cực kỳ uy tín cho các chị mình và được cả thị trường trong nước rất là ưa chuộng các chị nhé. Rồi em thấy là có nhiều chị comment rất là nhiều nhưng mà nó chưa có chia sẻ. Chị ơi, các chị phải chia sẻ chứ, các chị comment mà các chị không chia sẻ lỡ đâu mình trúng thì mình lại bị hủy, mình không có gọi là đúng cái theo như cái yêu cầu của chương trình game nha. Phải chia sẻ giúp em Như nè. Hello chị Trang HT. Rồi, ABC với lại Sablanca vải rất ok, mềm xịn. Em cảm ơn chị Châu Trần nha. Rồi mới đầu like mà nghe các chị gọi là feedback như thế này là em cũng có động lực rất là nhiều. Thì các chị ơi, nhanh tay giùm em, không biết là bây giờ đã bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị ha. Ok, hiện tại lượt xem mình đang khá là cao và Hoài thấy lượt chia sẻ mình thì lại khá là thấp các chị mình ạ. Lượt chia sẻ hiện tại của mình mới là 140 lượt chia sẻ thôi. Có thể là bây giờ chắc là Hoài và Như sẽ chưa có tặng quà trước đâu. Bây giờ chắc là mình sẽ bán sản phẩm luôn các chị yêu ha. Bây giờ thì chắc là Hoài sẽ mở bán sản phẩm luôn. Và hôm nay thì các chị nhà mình nhớ là thứ nhất là mua trong livestream bất cứ sản phẩm nào mình cũng đều được free ship này, và
trong cái livestream ngày hôm nay nữa thì chỉ có duy nhất ở trong live mới áp dụng giá giảm với các chị yêu nhá. Là chị nào mà hôm nay muốn thích sản phẩm nào hoặc là ưng ý sản phẩm nào là cố gắng chốt luôn ở trong live. Bây giờ chắc là Hoài sẽ mở bán luôn cái sản phẩm đầu tiên của em đang mặc luôn các chị yêu ha. Còn nếu như mà cái chương trình mini game xíu nữa thì Hoài và Như sẽ tặng sau nha. Rồi bây giờ là em Như sẽ để cho chị Hoài like bán cái sản phẩm mà chị đang mặc trước, để cho các chị có thể là gọi là không chơi game thì mình cũng thể là tham khảo và mua sản phẩm ngay luôn bây giờ. Còn về vấn đề chơi game thì các chị cứ chia sẻ giúp em nha. Khi mà đủ lượt chia sẻ thì em sẽ dành tiếp phần quà tặng này. Tại vì sao các chị ơi? Các chị chia sẻ càng nhiều, các chị tương tác càng tốt thì tụi em có những phần quà rất là gọi là những phần quà tặng liên tục cho các chị, cho nên cố gắng giúp em. Còn bây giờ là em xin phép là để cho chị Hoài like luôn nha mọi người ha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu bán sản phẩm các chị mình nhé. Mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc là một chiếc đầm rất là xinh luôn các chị yêu ha. Mã sản phẩm cho Hoài sẽ là AA1, là chiếc đầm xanh của Hoài đang mặc. Thì em này đang có mức giá gốc cho mình đó là 595.000 ạ. 595.000 là mức giá thành của sản phẩm này. Và hôm nay em đang giảm trực tiếp cho mình chỉ còn là 339.000 thôi ạ. 339.000 mẫu đầm Hoài đang mặc, một mẫu đầm khá là theo thiên hướng công sở, vừa có thể mặc đi chơi, vừa có thể mặc đi làm, vừa có thể mặc đi dạo phố cho em Hoài, và thiết kế cho mình khá là tối giản. Thì hiện tại đầm này Hoài đang có tới tận 3 màu để các chị mình săn luôn nhé. Đầm Hoài có tới tận 3 màu các chị ơi, màu nào cũng rất là đẹp. Và trước khi mà Hoài mở bán đó là giày và túi sách thì chắc là Hoài sẽ giới thiệu trước sản phẩm đầm trước đây các chị yêu ha. Để các chị nhà mình không bị loãng bài này, hoặc là không có bị gọi là khó để chốt đơn, thì bây giờ Hoài sẽ giới thiệu mã sản phẩm AA1 các chị nhé. AA1 này thiết kế cho Hoài đầm chất liệu cho mình là cô tông thái. Đầm thiết kế cho em Hoài có lớp lót bên trong đi kèm các chị ha. Các chị xem giúp Hoài này, phối cổ tròn cho mình và phần tay dáng ngắn phối bèo hoàn toàn cho em, từ phần cầu vai đi ngang hết cho tới phần tay luôn ạ. Form đầm cho mình sẽ là form đầm chiết bên A hơi xòe nhẹ cho em Hoài. Phía dưới sẽ kèm cho mình đó là phần bèo phối siêu xinh luôn. Thì mẫu này Hoài đang chốt mức giá cho các chị chỉ có 339.000 thôi. Nên là chị yêu nào mà đang thích mẫu AA1 là chốt thật là nhanh tay. Hiện tại thì Hoài đang có các tông màu cho các chị nhà mình nhé. Màu Hoài đang mặc sẽ là tông màu xanh. Và em có tông màu tiếp theo cho chị nhà mình đó là màu B này. Và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là màu xanh vàng chanh các chị mình nhé. Em này gọi là màu vàng hơi xanh nhẹ, còn màu Hoài đang mặc là màu xanh biển luôn các chị nhà mình. Các chị có thể mặc đầm này nếu như chị nào da ngăm, mình có thể lựa những cái tông màu gọi là màu be hoặc màu xanh, hoặc là màu xanh kiểu như xanh vàng, Hoài đang cầm được rất là dễ mặc, không có bị kén da và không có bị kén dáng của chị mình ha. Còn chị yêu nào này, Lê Hoài Minh Di, Hoài chúc là chị yêu sẽ trúng quà nhá. Tại vì thực ra chị nào tương tác nhiều thì khả năng trúng quà của mình sẽ rất là cao. Và các chị ơi, nếu như mình đang ở trong livestream này, mình nhớ tương tác và chia sẻ livestream cùng em Hoài thật nhiều nhá. Chia sẻ thật nhiều các chị ơi, tại vì lượt chia sẻ của mình chưa có đạt được lượt chia sẻ đâu ạ. Hoài đang thấy lượt chia sẻ của mình khá là thấp, tại vì nếu như khi nào đạt cho em 400 lượt chia sẻ đầu tiên thì Hoài và Như sẽ bắt đầu tặng quà cho mình nhá. Một chiếc đầm cao cấp với mức giá là 600.000 như hôm nay em giảm tiếp cho mình chỉ còn đó là 339.000, là một cơ hội vàng. Và các chị nhà mình mua đầm của em Hoài đang mặc thì mình sẽ được free ship hoàn toàn luôn các chị nhé, sẽ không mất bất cứ chi phí nào ạ. Đây Hoài quay phía sau các chị xem này, đối với form dáng đầm này thì cao thấp đều mặc ok, dáng cho em Hoài là dáng vừa phải, nên là các chị nhà mình đừng sợ là mặc mẫu này thì nó sẽ ngắn quá hay là dài quá nhé. Hoài thấy cái form dáng này là form dáng dễ mặc nhất, và trong cái thời điểm mà đang kiểu như mùa hè mà chuyển qua mùa thu các chị nhà mình, là cái thời điểm các chị mặc những mẫu đầm này là ok nhất này. Mùa này thì thời tiết khá là hanh khô các chị ha, nên là mình mặc cho em những mẫu đầm này vừa thấm hút mồ hôi tốt, vừa mát mẻ này, vừa lịch sự sang trọng. Em nghĩ là nếu như trong những môi trường công sở mà gọi là khá là dễ với các chị nhà mình thì đầm này mình vẫn có thể mặc đi làm cho Hoài nha. Và hiện tại thì mẫu này em chỉ chốt cho các chị mình đó là mỗi size tầm 10 chiếc thôi các chị ơi. Mỗi size tầm 10 chiếc, đầm này em sẽ có size cho các chị mình đó là size S, size M và size L. Tầm cho Hoài này 65 cân đổ lại, eo dưới 75 là mình sẽ mặc vừa đầm này ha. Hoài sẽ đưa gần để các chị nhà mình xem cái form đầm ạ. Đây là tông màu be chị yêu ha. Đây là tông màu vàng xanh. Và màu Hoài đang mặc đó là tông màu xanh, gọi là xanh biển, các chị mình rất là xinh. Em nghĩ là nếu như chị yêu nào mà muốn an toàn nhất thì mình có thể mặc màu be. Còn muốn mà gọi là tươi mát này, trẻ trung hơn một xíu, mình lựa cho Hoài màu xanh vàng xanh. Và cái màu Hoài đang mặc là màu xanh dương thì cũng khá là đẹp và không có bị tẹp da một chút nào nhá. Vải thì siêu mát chị yêu ha. Rồi các chị mình ơi, chia sẻ comment tương tác của em Hoài thật nhiều đi các chị mình ơi. Rồi ok, chị Nguyên Lê Hoài chốt cho mình AA1 này. Chị yêu nào mà thích AA1 là chốt thật là nhanh nhá. À hóng đồ của Sa Blanc,
Lan Ca. Ok chị yêu ơi, xíu nữa thì Hoài sẽ giới thiệu cho mình về túi sách và giày luôn nhá. Tại vì Hoài đang phổi cho các chị nhà mình đó là một chiếc túi và thêm một đôi giày nữa. Thì tất cả đều là của shop Lan Ca nên các chị nhà mình chờ em một xíu, xíu Hoài sẽ giới thiệu luôn. Tại vì trước tiên thì để nó không bị loãng bài ấy, thì Hoài sẽ giới thiệu đầm trước. Để những chị nào có nhu cầu mua đầm, có kim và Hoài giới thiệu xong đầm rồi thì Hoài sẽ tiếp tục giới thiệu thêm túi sách các chị ha. Có túi nhá chị Uyên Thi ơi, đây Hoài đang mặc một mẫu túi nhá các chị mình. Đây là Hoài đang mang một mẫu túi nhá, để Hoài sẽ bỏ chiếc đầm này qua đây và em Hoài sẽ giới thiệu cái túi của em đang cầm luôn. Đây là túi của shop Lan Ca nha các chị mình nhá. Túi em Hoài đang mặc ha, Hoài đang phổi các chị mình này. Và hiện tại mã túi này em sẽ lên mã túi cho các chị mình luôn nhá. Các chị yêu chờ em một xíu. Hôm nay thì túi mã khá là nhiều đấy ạ. Em mã túi này cho em Hoài sẽ là SA11 các chị mình nhá. SA11 là mã túi của Hoài đang cầm. Em này thì mình sẽ có cho Hoài tới tận 3 màu là các chị yêu hạng. Đây SA11 có 3 màu và em này sẽ kèm cho mình là kèm dây nữa. Thực ra cái mẫu này á, các chị nhà mình có thể là không phối dây, có nghĩa mình có thể tháo dây ra bình thường giúp Hoài nha, hoặc là mình có thể là phối dây cho Hoài luôn. Hiện tại Hoài đang có 3 tông màu khá là dễ để các chị nhà mình lựa chọn. Đó là màu cam này. Màu này cho em Hoài sẽ là màu hồng tím các chị mình nhá, hồng tím. Và màu Hoài đang cầm thì sẽ là tông màu be, rất là đẹp luôn. Cái phần này cho em Hoài sẽ là màu túi phối các chị mình. Em này không phải là đơn sắc mà là túi phối màu rất là sang cho em. Thì đối với chất liệu này mình sẽ lên cho các chị là da tổng hợp nhá. Size của em này sẽ là 18 x 6 x 14 ạ. 18 x 6 x 14 là cái size của túi này các chị yêu ha, gọi là túi size vừa. Các chị nào mình có thể bỏ điện thoại hoặc là bỏ son môi cushion ở trong túi cho Hoài được. Tại vì những chị nào mà thích những cái phong cách gọi là túi vừa phải thôi, không thích quá to hay quá bé, thì lựa chọn cho em size tầm 18 này thì sẽ là ok chị yêu ha. Mẫu này cho Hoài đang có mức giá gốc là 825.000 là mẫu túi sách. Thì trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 588.000 ạ. Rồi 588.000 túi này thôi chị yêu ơi, chị nào mà thích SA11 chốt ngay cho em Hoài nhá. Rồi ok chị Lê Nguyên, Hoài đã thấy đơn hàng của mình rồi nha. Các chị nhà mình thích SA11 này chốt ngay cho em Hoài này. Túi này xinh lắm, dễ mang cực kỳ luôn. Các chị thấy không ạ? Em Hoài đang phối cùng các chị mình một chiếc váy của MAC. Và nếu như chị nào thích cái mẫu túi này thì mình nhanh tay chốt cho em Hoài nhá. Hoài có màu cho mình là màu cam này, màu hồng tím và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là tông màu be. Thì thực ra cái mẫu này bên thương hiệu á vẫn có cho mình đó là cái tông màu các chị nhá. Đó là màu be ghi đẹp, màu hồng và màu tím ạ. Các chị nào mình thích những mẫu này mình có thể chốt luôn cho em Hoài nhá. Cái size số của em này thì Hoài đã báo cho mình rồi. Và thực ra bên trong nó mang cũng rất là dễ lắm các chị mình ơi. Bên trong nó sẽ có ngăn cho mình ha. Đây Hoài mở ra các chị xem luôn. Đây mã sản phẩm A11 ha, SA11 ạ. Đây là phần túi phía trong. Và em này sẽ có cho mình đó là phần dây để các chị nhà mình có thể điều chỉnh nữa. Mình có thể mang dây hoặc là không mang dây đều rất là xinh các chị yêu. Cái em này á thì hiện tại đối với shop Lan Ca thì các chị nhà mình cũng biết là đối với những thương hiệu túi sách này là cực kỳ uy tín và được các chị nhà mình ưa chuộng. Và Hoài biết là những cái thương hiệu này thì các chị nhà mình cũng không quá xa lạ rồi, nhưng mà Hoài vẫn muốn giới thiệu thêm một lần nữa. Thì đối với shop Lan Ca là những sản phẩm mà thương hiệu cực kỳ được ưa chuộng trong nước luôn. Và các chị nhà mình có thể mang những cái mẫu túi này phối với những sản phẩm vừa năng động vừa cá tính hoặc là trẻ trung đều rất là ok. Hiện tại thì Hoài sẽ giới thiệu và bán thêm cái sản phẩm cho mình đó là đầm và túi trong vòng 4 phút nữa thôi các chị mình nhá. 4 phút nữa để các chị nhà mình chốt mã sản phẩm này và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu. Tại vì thực ra hôm nay sản phẩm rất là nhiều và Hoài muốn cố gắng qua thật là nhiều mẫu cho các chị mình, và mình sẽ canh thời gian cho em Hoài tầm cho mình đó là 4 phút nữa thôi chị yêu nhé. Em Hoài thấy chị Phạm ngoan nhé, quần sóc bao nhiêu vậy? Quần sóc nếu như chị yêu nào muốn mua quần sóc ạ, các mẫu quần sóc này các chị mình ơi, xíu nữa nhá, Hoài chưa có lấy mã cho mã sản phẩm đó các chị mình, tại vì mẫu đó là sản phẩm quần tặng. Nếu như các chị nhà mình muốn nhận quà thì mình có thể là chia sẻ livestream thật nhiều này, Hoài tặng luôn cái mẫu quần sóc đấy ạ. Tại vì quần sóc đấy là mẫu quà tặng đầu like của em, nhưng mà tí nữa em Hoài sẽ lấy mã để bán luôn các chị yêu ha. Cái mẫu hôm nay lượt chia sẻ mình mới được 185 lượt chia sẻ, Hoài vẫn đang thiếu tới 115 lượt chia sẻ nữa. Các chị ơi tiếp tục chia sẻ và comment tương tác để mình chơi game sau nhá. Còn hiện tại chị nào mua sản phẩm mình vẫn tiếp tục mua sản phẩm này, AA1 màu be chị Hương Mai luôn. Chị mẫu bao nhiêu ký? Hoài cao 1m6 và nặng 47 cân. Em Hoài đang mặc size S của nhà MAC nha các chị yêu nhá. Đây là cái form size của nhà em ha. Đây các chị nhà mình xem giúp Hoài là đầm thì mình sẽ có 3 size giúp em, và hiện tại mình đang có 3 màu. Các chị chờ em một xíu, Hoài sẽ lấy lại tông bảng màu hoa màu váy cho các chị mình xem nhá. Đây là bảng màu váy cho em ạ. Màu xanh, màu be và màu Hoài đang mặc
đang cầm là cái màu vàng xanh các chị nhé. Màu vàng xanh, màu be và màu xanh cho em Hoài là cái mã sản phẩm AA1 này. Và mức giá cho Hoài chỉ có cho mình đó là 339.000 một mẫu đầm thôi ạ. Em này là hàng mới nhất trong bộ tập của nhà em, nên là chị nào muốn sở hữu ngay chiếc đầm của Hoài đang mặc là phải thật là nhanh tay nhé. Hiện tại thì Hoài đang ở phút thứ 20 rồi và mình chỉ còn cho mình là 2 phút nữa các chị ơi. 2 phút nữa để tiếp tục comment và mua sản phẩm, sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhé. À, dày bao nhiêu? Ok chị yêu luôn. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu dày luôn các chị mình nhé. À, giày này, mã sản phẩm cho em Hoài này, em này sẽ là SA2 các chị mình nhé. Giày sẽ là SA2. Và giày hiện tại Hoài đang có cho mình tới 3 tông màu luôn. Chị cho em một chiếc thôi. Ok, bây giờ các chị nhà mình chờ em một xíu ạ. Rồi đây, giày thì Hoài sẽ có cho mình là 3 tông màu các chị mình ha. Em này, mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là SA2. Giày có mức giá gốc cho em Hoài đó là 545.000. Đây các chị mình thấy rõ không ạ? 545.000 là đôi giày của Hoài đang cầm, có màu đen, màu da và màu xám. Size Hoài có size từ size 35 tới size 39 luôn. Mức giá hiện tại đang được giảm đó là 388.000. Giày cao cho em Hoài em này tầm 3 xăng rồi các chị mình nhé. Giày cao 3 xăng rất là đẹp luôn. À, cái gót này thực ra, ui vậy là không đúng nữa chị mình ơi. Gót này cho Hoài tới 6 xăng nhá. Và mẫu này thì thiết kế chọn cái hình đơ phía trước phối khoen đồng rất là xinh cho chị mình nhá. Đây Hoài đang để gần để các chị mình xem đây ạ. Rất là ok và rất là đẹp luôn. Đối với cái giày này không có cao đâu các chị nhà mình, tại vì Hoài mang giày cao quen rồi. Là khi mà nhìn đôi này là Hoài tưởng 3 xăng nhưng mà thực ra đo chiều cao lên nó vẫn là 6 xăng cho em nhá. Đây Hoài để gần các chị xem và sau đó em Hoài sẽ đi xa để các chị xem được cái form giày hơn ha. Giày mũi nhọn và gót cho em Hoài cũng là gót nhọn luôn. Thì bên trong có lớp lót đệm cho chị mình hoàn toàn bên quanh viền giày luôn này, để thứ nhất là tạo cho mình cái độ êm và thấm hút mồ hôi rất là tốt nhá. Màu Hoài có cho mình màu đen, màu be và màu xám, phối khoen đồng phía trước cho Hoài cực kỳ sang luôn ạ. 388.000 là cái đôi giày này chị yêu nhá. Chốt ngay cho em Hoài là SA2 kèm số 2 ạ. Trời, mức giá mềm lắm các chị nhà mình. Đối với Saplanka là những mã sản phẩm mà các chị nhà mình trước giờ rất là ưa chuộng, và Hoài nghĩ là nhiều chị đã sở hữu rất là nhiều sản phẩm của Saplanka ở trong cái tủ giày của mình và cái tủ túi của mình rồi, nên là hôm nay các chị nhà mình nhớ là mình đang có mức giá cực kỳ ưu đãi thì mình chốt luôn cho Hoài nhé. Đây Hoài đang mang cái đôi giày màu xám đấy các chị yêu ha, phối với cái mã sản phẩm đó là cái đầm màu xám của Hoài sẽ rất là xinh. Và các chị nhà mình ơi, nhanh tay chốt nhanh tại vì Hoài đang hết thời gian cho mẫu này rồi đấy ạ. Các chị nhà mình nhanh tay chốt luôn và Hoài chuẩn bị là sẽ qua mẫu các chị mình nha. Rồi các chị yêu này, SA11 cho chị Nguyễn Bảo Ngọc là một mẫu túi ha. Trời ơi, túi hôm nay mềm các chị yêu ơi, và giày cũng rất là mềm, tại vì các chị nhà mình biết rồi là những cái mã sản phẩm này bình thường giá gốc nó khá là nhỉnh so với mức giá thành mà Hoài đang giảm cho các chị mình siêu nhiều luôn. 388.000. Và đây là cái cơ hội vàng. Khi mà các chị nhà mình ra chi nhánh này hoặc là lên website của nhà Saplanka thì những cái mẫu sản phẩm này các chị nhà mình sẽ không có với mức giá giảm này đâu ạ. Riêng hôm nay Saplanka đồng hành cùng với nhà MAC thì sẽ có cái mức giá ưu đãi dành cho khách hàng của nhà MAC nhiều hơn nhé. Nên là các chị nhà mình cố gắng là thích mẫu nào thì chốt ngay mẫu đó nhé. Lên mã sản phẩm nhớ kèm thoại cho em Hoài. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu lại đầm của Hoài đang mặc và em Hoài sẽ tiếp tục qua mã các chị mình nha. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu lại đầm của em đang mặc và Hoài sẽ tiếp tục để như qua mã mới, tại vì sản phẩm phía sau còn khá là nhiều. Chị em nào thích đầm Hoài đang mặc chốt ngay mã sản phẩm AA1 kèm số 2 ạ. AA1 Hoài có cho mình đó là 3 màu nha. Màu vàng xanh, màu be và màu Hoài đang mặc là màu xanh kiểu xanh xám nghi các chị. Mức giá thành của sản phẩm này đang là 339.000 và em này đang có đầy đủ size. Chị nào quan tâm SA1 chốt ngay SA1 kèm số 2 trên Hoài. À, AA1 kèm số 2 trên Hoài. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nha các chị yêu nhé. Rồi bây giờ là em nha, bây giờ em như chuyển qua một cái set nha các chị ha. Không biết là có chị nào mà ngóng trong cái set này chưa, kể cả là áo nè, chân váy nè, túi với lại giày luôn. Thì để cho em sẽ là giới thiệu cái set em đang mặc trước, vì bây giờ là số lượng nó còn rất là ít của nhà máy, thì em sẽ tranh thủ em giới thiệu cho các chị nha. Ủa cái giá ngày hôm nay thì khi mà em báo các chị là cố gắng là phải chốt đơn liền nha mọi người nha. Rồi em chào tất cả các chị. Ngày hôm nay thì chơi game thì em đang gọi là tối giản lại cái thời gian, em sẽ tập trung em like nhiều hơn, một lát nữa em sẽ quay trở lại em tặng quà cho các chị sau nha. Rồi giới thiệu luôn để khỏi mất công để các chị chờ đợi lâu. Với mã sản phẩm ngày hôm nay, chiếc áo thần thánh các chị ơi. Cái form kiểu nó sẽ là hơi bét lum ở phần dưới này các chị. Thì những chị yêu nào mà mình cảm giác là mình sợ là bị lộ bụng, lộ khuyết điểm nè, thì mình phải tranh thủ chốt cho em cái mã áo này, xinh lắm luôn đâu. Gọi là mã áo họa tiết cực kỳ sang. Mã sản phẩm AA2 giúp cho em như nhá. AA2 với cái mã áo này của em, giá gốc của em là tới 495.000, có nghĩa là bình thường các chị mua là gần 500.000 đúng không? Thì ngày hôm nay các chị ơi, chỉ còn bao nhiêu? 300
39.000 cho em sản phẩm áo này. Xinh xuất sắc các chị. Cứ nhìn cho em này, cái phần tay này nó sẽ có độ bao phồng lên cho các chị, che được bắp tay to, bắp tay thô đúng không nè. Và cái phần ở trên cái vai của mình nó sẽ có độ bao thun luôn. Và cái áo nó sẽ có độ co giãn thoải mái. Thành ra các chị mặc kiểu như là bao nhiêu cân cũng vừa. Nhưng mà cái này em sẽ có size cho mình là S, M và L. Thì em thấy là 60 cân đủ về, các chị vẫn mặc thoải mái dùm cho em như nha. A2. Rồi tiếp cái chân váy mới là quan trọng này các chị ha. Rồi chân váy này của em, để em show cái màu lên luôn cho các chị nha. Show màu áo. Màu áo có một màu thôi đúng không chị? Áo hai màu, còn chân váy của em thì có một màu. Áo thì sẽ có hai màu, kiểu như là màu vàng, màu vàng phối với màu kem nhá, màu vàng kem với lại màu kiểu như là màu cam, cam kem á các chị ha. Hai màu này thì rất là trung tính, kiểu mình mặc lên thì nó dễ phối đồ rồi. Rồi bây giờ là qua tiếp cái mã chân váy của em. Ôi các chị, với mã sản phẩm AA3, cái chân váy này bình thường giá gốc là 425.000 đúng không? Thì ngày hôm nay những chị yêu nào gọi là tín đồ công sở nè, đó, mình cần những cái chân váy mà gọi là đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà vô cùng sang trọng. Em xin vén vén nhẹ cái áo lên cho các chị thấy nha. Tại vì đặc điểm á, cái chân váy này á phải cho xô được cái phần lưng này. Nó sẽ xếp tà hai bên như thế này nè các chị. Đó, ở trên này là có hai cái con đĩa nha, gọi là hai cái khoan nhỏ nha, khoan vàng nhỏ. Giá ngày hôm nay chốt đơn liền cho em như S, M và L AA3 với giá 119.000. 119.000 thì em ngày hôm nay em nghĩ là chưa bằng một cái áo thun bình thường các chị mua đúng không? Mà các chị ơi, chân váy này của em các chị phối cho em áo kiểu như thế này cũng xinh. Phối cho áo sơ mi mình đi làm mình vẫn rất là lịch sự và cực kỳ sang trọng. Còn với những chị nào mình thích gọi là đi tiệc tùng theo cái gu mà sang thì mình cũng có thể phối cho em. Mẫu này thì em chỉ có đúng một cái tông màu nâu tay duy nhất thôi các chị, 119.000. Tại vì em nếu mà em còn nhiều mà hoặc là em còn số lượng nhiều á thì em nghĩ là nhà máy sẽ không thể nào mà lên với giá 119.000 đâu đúng không? Cho nên chị yêu nào thích thì chốt đơn lẻ S, M và L giùm em. Dây kéo khóa là ở bên đầu mất tiêu rồi ta. Dây kéo khóa ở đằng sau lưng giùm em nha mọi người nha. Rồi chốt đơn cho em nha. Dạ đúng rồi, 119.000. Mini game là gì vậy? Mini game là chia sẻ giúp em 3 đến 5 lần lên các trang hội nhóm hoặc là trang cá nhân công khai, sau đó vào đây comment giúp em là đồng hành cùng thương hiệu, rồi tag giúp em 3 đến 5 người bạn vào. Một lát nữa em sẽ có những cái phần quà là chiếc quần short hoặc là những cái voucher trị giá 200.000 đồng tặng cho các chị yêu nhà mình nha, khi mà đủ 300 lượt chia sẻ. Rồi em thấy đơn của chị Ly NH rồi nè, AA3 có đơn. Rồi thiệt sự AA3 các chị không lấy là em nói tiếc lắm luôn á, có 119.000 nè các chị. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp cái chân gọi là cái đôi giày của em với lại cái túi xách em mang, không biết là này giờ các chị yêu nào để ý không. Nhiều khi cái comment của các chị bị ẩn, em như không có đọc được nha, các chị thông cảm giùm em như nha. Rồi AA3 các chị đang lên đơn rất là nhiều. Em thấy đơn của chị Thi Hoàng luôn. Cái chân váy xinh lắm, để một lát mà em phải vén lên. Lúc nãy là em kiểu như là muốn lấy một cái mẫu áo nào để mặc đóng thùng, nhưng mà kiểu đồ phối sẵn hết rồi các chị, cho nên là em sẽ vén nhẹ lên để các chị thấy được cái điểm nhấn của em chân váy này. 119.000. Còn bây giờ này, đôi giày của em nha mọi người nha. Đôi giày này của em sẽ là mã gì đây, em sẽ báo với các chị luôn. Đôi giày này là của Sáp Lanka giúp em như nha mọi người nha. Mã sản phẩm sẽ là SA3 dùm cho em như nha. Đây, có tới là hai tông màu. Nếu mà gọi là hai cái tông màu này khỏi là quá xuất sắc. Ui, cái thiết kế kiểu này rất là sang, kiểu như là kiểu dáng văn phòng mà casual các cái gì ha. Những chị yêu nào mà mình đi làm văn phòng nè, mình muốn đi tiệc nè, thì mình lấy cho em kiểu này. Tại vì ở đằng sau của giày á sẽ phối những cái viền gọi là da rắn cho các chị, cực kỳ sang chảnh luôn ha. Thiết kế kiểu này là khoảng tầm 7 phân giúp em như, chất liệu là da này. Thì các chị mặc lên chân rất gọi là mang lên chân rất kỳ sang trọng luôn các chị ha. Đây nhìn các chị rất là thanh lịch, rất là sang trọng. Và ngày hôm nay để em xem với giá SA1 này của em là bao nhiêu tiền nha mọi người. Đó, ngày hôm nay là like quá trời mẫu luôn các chị ơi. SA1 với giá gốc là bao nhiêu các chị? 545.000 là cái giá gốc. Ngày hôm nay em lên cho các chị chỉ còn bao nhiêu? 188.000 giúp em như nha. Đầy đủ size từ 35 đến 39. Em sẽ để gần cho các chị với 3 tông màu. Một tông màu đen, một tông màu xanh. Đây các chị ơi, một tông màu đen, một tông màu xanh với một tông màu nâu em như đang mang. Thiết kế nè các chị, nhìn cho em này, chất da rất là sang chảnh luôn. SA3 đúng không? Ừ, SA3 giúp em nha mọi người nha. 188.000 đúng luôn. Mà chị em nói nhầm cái mã. SA3 giùm cho em như nha, 188.000. Em nghĩ là với giá bình thường là gần 600.000 một đôi, mà cái giá cực kỳ ưu đãi ngày hôm nay thì các chị phải chốt đơn liền cho em như nha. Rồi SA3 chị nào chốt là chốt lẹ giùm em, có 188.000 à. Em nói thiệt sự không bao giờ săn được luôn á các chị. Để lại gần nhìn cái chất da của em này, quá xịn sò luôn nha mọi người nha. Rồi bây giờ này, tiếp theo sẽ là tới cái túi xách
Đó, túi sách với phong cách là hơi năng động, nhẹ nhàng, trẻ trung đều có trong hội tụ đầy đủ này. Thiết kế nó sẽ là viền đá như thế này giúp em Như nha. Mình có thể là ở trong này em có cái dây này các chị. Cái dây kiểu dây đang cực kỳ hot hit là đây nè. Đúng không nè? Mã sản phẩm ngày hôm nay lên các chị ba cái tông màu ngọt quá các chị ơi. SA12 dùm cho em Như cái túi sách này. Với mã sản phẩm là SA12 dùm cho em nha mọi người nha. Giá gốc là 765.000 nha mọi người. Ngày hôm nay lên cho các chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bên này các chị không thấy rõ hả? Để em điều chỉnh quay qua cho các chị nha. Rồi các chị bên Instagram mình thấy rõ hơn chưa mọi người nha. Ngày hôm nay SA12 chỉ còn bao nhiêu? 388.000 với cái form túi này là cỡ nhỏ dùm em nha. Form túi cỡ nhỏ 3 tông màu dùm cho em nè. Tông màu hồng nè, tông màu xanh nè. Các chị ơi màu xanh bơ rất là đẹp luôn. Với tông màu kiểu như là màu vàng 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 hơi nâu nâu nhẹ dùm em ha. Màu này xinh lắm. Kiểu như là vừa trẻ trung vừa năng động. Các chị có thể em đang mặc theo cái phong cách gọi là văn phòng. Nhưng mà khi em phối với đôi giày này đó, kèm theo cái túi sách này cũng xinh nữa. 388.000 rồi em sẽ để ra đằng sau để mình gọi là bớt cồng kềnh chi tiết rồi em like tiếp các chị, em giới thiệu kỹ hơn nha, em sẽ lấy thông tin giới thiệu kỹ hơn cho các chị nhà mình. Còn cái chân váy của em là SA A3 nha các chị ơi, A3 nha. Rồi để em đọc comment của các chị nè. Túi sách là size bao nhiêu? Túi sách này của em á là có kích thước là 17x6x11 giúp em nha. Với những cái túi sách này em thấy là mình đi làm văn phòng này, hay là mình đi party này, hay là mình đi chơi đồ đều được nha, rất là dễ thương và cực kỳ trẻ trung năng động luôn. Đúng không nè? Nó sẽ không quá trẻ tại vì em thấy là viền đá cực kỳ sang rồi. Thì các chị cứ yên tâm mà chốt cho em 388.000 giúp em Như nha. Còn bây giờ là em sẽ tiếp tục này lên đơn cho các chị với mã sản phẩm là A3. A3 này các chị nào chưa chốt không nào các chị ơi, chân váy 119.000 119.000 rồi các chị. Rồi một tông màu duy nhất thôi nha các chị yêu nhà mình nha. Túi xinh quá, em cảm ơn chị Thi Hoàng nè. Rồi em thấy đơn của các chị mà A3 này, áo chị bao nhiêu? Áo của Như là 319.000 giúp em Như nha. Giá gốc là gần 500.000 đó các chị. Mã là sản phẩm là A2. Với mẫu này thì có hai màu nè. Đây các chị. Em thấy là riêng về cái mẫu này nè các chị ơi, chị nào mà gọi là mình muốn che khuyết điểm tốt, mình mặc muốn thoải mái thì nên chốt cho em cái mẫu này. Cái chất liệu cotton của mình là mặc lên rất là mát, tại vì bên trong nhà mát á, hai phò nói chung là cũng bên tay cũng đã may thêm cho mình một cái lớp lụa để cho các chị mặc lên nó thấm hút mồ hôi rất là xinh. Đây các chị mặc rất là mát. Ôi dễ thương quá. Cái này là chị nào mà 58-60 cân đổ về chốt được cho em nha. Hai tông màu này xinh lắm luôn á. Tại vì cái họa tiết mà thứ nhất là cái họa tiết hoa nhỏ nhỏ như thế này này, các chị mặc vào đã cảm thấy là nó trẻ trung rồi. Nhưng mà đặc điểm ở đây là cái form dáng của em rất là thích. Đó, khi mà các chị mặc về đúng không, các chị phối cho em quần jean nè, hay là quần short nè, hay là những cái mẫu chân váy khác cũng rất là xinh luôn. Hai tông màu, một tông màu vàng, một tông màu cam giúp em Như nha. 339.000 giùm em. Em đặt qua dịch ship cho em đúng không ạ? À? Hay là khi nào ship được ạ? À? Bây giờ hiện tại là bên bộ phận giao hàng của nhà mát vẫn đang làm việc bình thường nha các chị nha. Chỉ là với những cái đơn hàng, ví dụ như là đang nằm trong cái những cái khu vực mà cách ly hoặc là phong tỏa gì đó thì đơn hàng của mình sẽ bị chậm hơn hoặc là theo cái dự kiến nha. Chứ là bên giao hàng của nhà mát vẫn đang đi hàng bình thường nha các chị nha. À, ngày hôm nay là free ship toàn quốc với tất cả các đơn hàng nha. Ngày hôm nay các chị mua một áo cũng được giảm gọi là free ship luôn và được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày đến 30 ngày luôn nha mọi người nha. Hồi ngày hôm nay ưu đãi quá trời luôn. Rồi tiếp theo nè, ok chị Thùy Trang ha. Em thấy đơn của chị chưa kịp đọc là nó trôi đi mất rồi các chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ dành khoảng tầm 2 phút nữa để em show lại cái gọi là cái chân váy của em đang mặc nha. Để các chị nào vào sau chưa chốt thì chốt lẹ cho em. Tại vì em nghĩ với giá 119.000 mà các chị bỏ lỡ qua thì tiếc quá đúng không nè. Mã sản phẩm là A3 cho em cái chân váy này. Ôi em không thiệt sự em muốn đóng thùng vô ghê mà kiểu như cái áo này đóng thùng vào thì nó không hợp với cái này. Đúng không các chị? Đây các chị xem giúp em nha. Cái chân váy nó sẽ kiểu như là nó xếp tài gọi là xếp hai cái tà hai bên như thế này này. Đó nó xếp vào tạo thêm kiểu như là tạo được cái độ phồng cho cái chân váy của mình á. Cảm giác nhìn cái chân của mình nó thon và nó gọn hơn. Nó đơn giản thôi các chị, đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà khi mà các chị mặc vào nó rất là sang nha. Em nghĩ là những chị mà đi làm văn phòng này, đó mình không thể nào mà bỏ lỡ qua cả cái set này giúp em đâu nha. Sản phẩm ngày hôm nay nè, áo là A2, 339.000, chân váy là AA3 và giá là 119.000 cho em Như. Còn bây giờ mã túi xách của em sẽ là mã
SA12 dùm cho em Như nha. SA12 với giá là 388.000 cái giá của túi xách mẫu em đang mang trên người này. Cái cỡ này là cỡ gọi là cũng cỡ nhỏ vừa phải, các chị có thể đi chơi đi làm mình đựng một số ít ở trong này cũng được, kiểu nó không quá to nhưng mà cũng không quá nhờ, gọi là mini đúng không nè. Mà cái mẫu này em thấy rất là xinh. Đó, cái gu của chị nào mà thích cái sự gọi là đang cực kỳ hot, cái kiểu như là trên này cái trên dây viền đai của mình á, nó sẽ có gọi là in cái chữ của thương hiệu Saplanka lên cho các chị yêu nhà mình luôn. Có để điều chỉnh cho mình và mình có thể tháo rời cái dây này ra để mấy cái chị gọi là cầm tay như thế này cũng được nha. Cũng rất là xinh ha. Rồi, ba tông màu, màu hồng, màu xanh bơ với lại tông màu vàng giúp em Như. Còn với đôi giày của em Như sẽ mang là SA3 cho em nha. SA3 ngày hôm nay với giá 188.000 giúp em Như. Em giới thiệu lại một lần nữa cho những chị nào vào sau. Đây, ba tông màu. Ui, cái này mà chị nào cái gu sang đâu, cái chị cái tim sang đâu, chốt đơn liền cho em. Đẹp xuất sắc, cái gọi là cái mũi của mình là kiểu mũi cũng là mũi vuông, mặt đáng nói là sang là phải lên cho em đôi này, được không? 188.000 mà biết bao giờ mà săn được cái giá này các chị. Tông màu đen, tông màu xanh và một tông màu nâu tụi em nha. Phần ở phiền sau á, nó sẽ có là in theo gọi là da rắn, rất là đỉnh luôn. Đi làm văn phòng, đi party là phải chốt cho em đôi này. Còn bây giờ chuẩn bị em Như chuyển mẫu nha. Rồi, trời ơi, hôm nay mà like kiểu không kịp thở luôn á các chị, quá trời sản phẩm. Bình thường like một cái là gọi là đã gọi là nhiều đúng không? Ngày hôm nay em like tới 3 cái là các chị phải tranh thủ chốt đơn nha. Rồi, A3 cho chị Như Nguyễn nè, em thấy đơn của mình. Bây giờ em Như xin phép là chuyển mẫu luôn nha cả nhà nha. Rồi, bây giờ thì Hoài sẽ chuyển mã tiếp theo đó chị Bình ha. À, nãy giờ thì mình có sản phẩm lúc đầu Lô Hải có giới thiệu, hôm nay sẽ có I Basic đồng hành cùng các chị nhà mình, thì mình sẽ có thêm đồ ngủ các chị mình nhé. Và sản phẩm Hoài đang mặc là một chiếc đầm, các chị nhà mình có thể gọi thực ra là đồ ngủ, nhưng mà Hoài thay đồ về cái mẫu này mình cũng có thể mặc gọi là ở nhà này, có thể mặc bình thường hàng ngày luôn, không có phải là mặc đi chơi được, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ mặc ở nhà. Nhưng không có nghĩa là không phải là tới lúc ngủ mình mới mặc, mà mình có thể mặc ở nhà khi nấu ăn này, dọn nhà này, hay là kể cả là mình làm vườn rau chẳng hạn các chị mình nhá. Rất là mát mẻ, đặc biệt là nó không có hở quá các chị em mình. Bây giờ các chị em mình thấy đầm ngủ thì khá là hở đúng không ạ? Nhưng mà tại vì thiết kế nhà của đối với iBasic thì khá là sang trọng và kín đáo các chị em mình thôi, thì mẫu đầm ngủ này Hoài thấy là cũng rất là dễ mặc cho các chị nhà mình luôn. Và form dáng thì không bị kén, và Hoài chỉ giới thiệu với các chị em mình mẫu này tầm 5 phút thôi. Là chị yêu nào mà đang quan tâm cái mã đầm ngủ của Hoài đang mặc thì chốt ngay mã sản phẩm dưới Hoài này. Em này sẽ là IB01 các chị mình nhé. IB01 là mã sản phẩm của đầm ngủ Hoài đang mặc. Thì em này đến từ thương hiệu đó là iBasic, thì mức giá hiện tại đang được giảm trực tiếp cho mình là còn là 199.000. Mẫu đầm này với chất liệu cho Hoài đó là lụa satin loại 1, siêu mềm mịn siêu mát, đặc biệt là không nhăn không nhàu các chị nhé. Đầm thiết kế mẫu này cho mình sẽ là trên gối, và form cho Hoài sẽ là form 2 dây. Thì hiện tại đối với mẫu đầm này em đang có khá là nhiều màu để các chị mình lựa chọn ạ. Đầm này Hoài có tới tận đó là 4 tông màu luôn các chị mình ơi. Đang có thêm 4 tông màu, tổng cộng vậy là đầm này sẽ có 5 tông màu nhá. Đặc biệt cái đầm này ở một cái điểm đặc biệt đó là nó sẽ có tăng đơ ở phần dây ở phía trên ạ. Phần phía trên dây sẽ có tăng đơ cho em Hoài, và hiện tại mẫu này đang có rất là nhiều màu sắc để các chị lựa chọn luôn. Vừa có đơn sắc này, vừa có họa tiết hoa luôn các chị yêu nhá. Mẫu Hoài đang mặc sẽ là một cái màu vàng rất là đẹp và cực kỳ tinh tế luôn. Màu tiếp theo Hoài sẽ có cho mình đó là màu hoa xanh ạ. Màu kế tiếp đó là màu hoa tím. Mẫu này cho Hoài sẽ là màu hồng đơn sắc, và màu tiếp theo sẽ là màu hồng đậm các chị mình nhé. Đây là các tông màu đang có, và Hoài nghĩ là ở nhà thì cũng cần phải đẹp đúng các chị yêu. Mình mặc ở nhà, ví dụ mình đã quá quen thuộc với những bộ ví dụ như pyjama này hay là những bộ đồ vải rồi, thì bây giờ mình có thể lựa cho em Hoài những chiếc đầm lụa để mình có thể thay đổi. Thứ nhất là mặc trong mùa hè thì khá là mát, và thứ hai thì hoạt động cũng rất là dễ chịu. Cái điều đặc biệt là không có bị hở ở nhà, Hoài thấy nó không có quá hở so với cái quan niệm mà đầm ngủ đâu. Nên là các chị yêu mà quan tâm đầm này thì phải chốt thật là nhanh tay với sản phẩm đó là IB01 các chị mình nhé, để chốt ngay với mã sản phẩm chỉ có mức giá là 199.000. Và chị yêu nào quan tâm đầm này thì phải chốt thật là nhanh tay, tại vì thực ra cái đầm này á mức giá gốc khá là cao, nhưng hôm nay có mức giá giảm siêu mềm cho các chị nhà mình. Là chị nào mà quan tâm đầm này mình lên luôn cú pháp cho Hoài đó là mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài nhé. Các chị nhà mình này chơi mini game thì mình vẫn tiếp tục chia sẻ giúp em, và hôm nay những cái mã sản phẩm này Hoài chỉ chốt ở trên live thôi, nên là chị yêu nào quan tâm mẫu này là chốt thật nhanh tay giúp em Hoài. Cái vải này mặc mát thật sự luôn các chị nhà mình. Hoài thấy là đối với chất liệu lụa mà cái em này 100% cho mình đó là vải lụa, thì cái em này vải rất là mát, và sờ vào khi mà mình sờ vào ấy là cực kỳ dễ chịu cho em Hoài. Cái em
này mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái và không có sợ hư phong đầm hay là bị nhăn đâu các chị yêu nha. Mẫu này thì các chị nhà mình nếu như chị nào mà thích màu tươi mới một xíu, mình có thể lựa những cái tông màu hồng các chị mình, hồng hoặc là hoa này đều là những cái tông màu rất là đẹp và cực kỳ bắt trend trong cái thời điểm hiện tại mùa hè. Vừa có thể mặc cho em Hoài nếu như mà mình ngại là ở nhà mình đi ra đường mua đồ ăn hay như nào mình ngại, mình có thể khoác cho Hoài thêm một chiếc áo gọi là blazer ở ngoài, hay là mình khoác thêm một chiếc áo cardigan các chị mình là nó sẽ rất là tinh tế và rất là đẹp luôn. Về cái quan điểm áo dây này thì mình có thể là kéo cái phần tăng đơ lên thì nó sẽ càng kín cho các chị mình nhá. Đây là màu hồng các chị ha, hai cái tông màu hồng siêu ngọt ngào này và đặc biệt là không có bị tẹp da các chị yêu ha. Mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho các chị mình thêm tầm 1 phút 30 giây nữa thôi và sau đó thì Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới, tại vì thực ra những mẫu sản phẩm này số lượng của nó cũng siêu ít luôn nên là Hoài không có nhiều thời gian để giới thiệu cho những sản phẩm này. Và các chị nhà mình xem cái phần cổ V cực kỳ hách dáng á, phong đầm cho mình. Mẫu này Hoài đang cao 1m6 nhưng mà Hoài đang mặc trên gối rồi thì đa phần các chị nhà mình đều mặc gọi là trên gối hoặc là chấm gối thôi chị yêu nhá. Rồi ok, các chị nhà mình quan tâm mẫu này hoặc là quan tâm những đôi giày này hoặc là những mã sản phẩm là túi sách thì các chị nhà mình cứ đồng hành cùng em Hoài nha, xíu nữa Hoài sẽ còn giới thiệu cho mình là túi sách hoặc là những mã sản phẩm khác nữa. Rồi ok, bây giờ thì chắc Hoài sẽ dành thời gian để giới thiệu thêm cái đôi dép của em đang mặc mang đi, tại vì thực ra những sản phẩm này hôm nay đều là những sản phẩm bán hết các chị yêu nhá. Đôi dép của Hoài đang mang với mã sản phẩm này, em này rất là xinh, gọi là một đôi dép lê các chị mình. Em này có thể mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc với váy đầm hoặc là kể cả là mình mặc hàng ngày cho em Hoài ở trong nhà luôn cũng được nha. Mã sản phẩm cho Hoài sẽ là SA4 các chị nhá. SA4 là mã sản phẩm dép này và em này đang cao cho Hoài đó là 1 xăng thôi. Mẫu này thiết kế cho mình đó là da tổng hợp cho em Hoài ạ. Mức giá sản phẩm đang là 455.000 và trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 288.000. Size thì đang có đầy đủ luôn ạ. Em đang có màu cho mình này, màu B, màu xanh và màu đen các chị nhá. Thiết kế cho mình đó là phần quai rất là đẹp luôn. Đây là cái phần quai dép thì sẽ để gần các chị xem kỹ một xíu ha. Cái phần quai phía trên là quai đan giúp em Hoài và em này đang có size số đầy đủ ạ. Đây là các tông màu giúp em Hoài. Rồi chị nào thích đôi dép này thì lên ngay mã sản phẩm cho em là SA4 kèm ngoại. Còn đối với váy của em đang mặc sẽ là IB01 các chị mình nhá. Cái mẫu này là IB01, Hoài đã ghim ở trên cái livestream này rồi. Và chị yêu nào quan tâm đầm ngủ này thì chốt ngay cho em Hoài mã sản phẩm kèm thoại. Size số sẽ có các bạn nhà mình tư vấn cho các chị nhà mình nhá. Và trong livestream thì các chị mình sẽ được free ship hoàn toàn khi mua sản phẩm đấy ạ. Hôm nay thì không có áo khoác choàng đi kèm rồi chị yêu ơi. Mình có thể là mua chiếc đầm của Hoài đang mặc và tự phối thêm áo khoác choàng giúp em nhá. Hiện tại thì hôm nay Hoài không có áo khoác choàng để đi kèm cho mình đâu chị Trúc Minh ơi, nhưng mà các chị nhà mình áo khoác choàng hay là blazer hay là những cái sản phẩm gọi là cái mã sản phẩm mà áo cardigan ở ngoài thị trường mà áo khoác mỏng ấy thì mức giá khá là mềm, Hoài nghĩ là tầm 100 mấy thôi. Các chị nhà mình có thể lên Shopee này hoặc là mua thêm, tại vì đầm ngủ này các chị mình không phải là đầm nào cũng sẽ có cái chất liệu mát giống như em đang mặc đâu nhá. Rồi bây giờ chắc là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu để quay đằng sau các chị xem cái form đằng sau ạ. Rất là đẹp cho Hoài luôn, mặc siêu thoải mái và siêu hách dáng cho mình nhá. Ở nhà vẫn phải đẹp các chị yêu ha. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục đến như qua mã đi, tại vì sản phẩm này các bạn báo là đang gần hết hàng rồi và Hoài sẽ qua mẫu thật là nhanh các chị yêu nhá. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái set nữa các chị ơi. Đây, cái set này bây giờ này, phải chốt lẹ cho em nha. Xinh không mọi người? Nhìn nó xinh ha, rất là dễ thương. Kiểu như là em đang phối chung cho mình một cái em sơ mi hàng lụa với lại một cái chân váy jean. Đó, kiểu như là bình thường các chị nghĩ là sơ mi thì chị có thể phối với quần tây hoặc là kiểu như chân váy công sở, chân váy chữ A thôi đúng không? Ngày hôm nay em phá cách thử em phối cho mình là một em chân váy jean như thế này, cực kỳ rẻ trung. Lên cho các chị cái set này báo giá là mình chốt liền. À để em xem thử các chị đang gọi là có chia sẻ đủ chưa nè. Rồi em thấy các chị Nguyễn Trâm đầm đang mặc giá bao nhiêu, đầm vừa rồi là mã IB1 giúp em với giá là 199.000. Cái mẫu đó thì có size từ S cho đến XL, nghĩa là những chị nào 65 cân đủ về là mình cũng chốt được. Để nói tới hàng lụa là phải đẹp các chị. Hàng lụa là size xịn mịn mà ngày hôm nay cái giá 199 thì các chị nó còn em nghĩ là cái giá cực kỳ ưu đãi với những chị yêu nào thích cái sự sang hơi quyến rũ nhưng mà không quá sexy. Mình ở nhà mình có thể tung tăng, mình rất là tự tin đúng không? Chỉ cần gọi là khi mà các chị khoác lên cho mình những cái sản phẩm các chị cảm thấy mình đẹp lên, các chị tự tin hẳn lên đúng không? Thì bây giờ này lên trong cái livestream này của em Như thấy những cái sản phẩm giá cực kỳ ưu đãi thì mình chốt liền. Còn bây giờ em Như xin phép là chuyển qua tiếp cái set này, xuất sắc nha cả nhà nha. Mã sản phẩm gì đây các chị ơi? AA4 cho em với mã áo của em Như đang mặc trên người nha. Không biết là các chị yêu nào nhận được cái áo sơ mi mà em Như đang mặc chưa? Cực kỳ xuất sắc. Áo sơ mi này thì em nghĩ là với cái mã là chất liệu là lụa, nó mềm, nó rũ rũ, mặc lên nó rất là mát.
cái giá ngày hôm nay báo cho các chị là cực kỳ hấp dẫn luôn đúng không? AA4 này ngày hôm nay 139.000 cho em Như chiếc áo sơ mi này. Và em Như sẽ có tới 3 tông màu. Một tông màu kiểu là tông màu kem em Như đang mặc, một tông màu hồng với một tông màu đen. Đây các chị ơi nhìn cho em nè, thiết kế quá xuất sắc luôn. 139.000 đúng không các chị? 139.000 là bây giờ nè, nói cho em thử là tại sao mình không chốt. Thay vì bình thường các chị mua một cái áo sơ mi mà các chị mua hàng lụa nha, ở bên ngoài thị trường em Như không cần biết bao nhiêu, nhưng mà khi đến với nhà mát, một thương hiệu những sản phẩm này chỉ có độc quyền của nhà mát, vải đó là đã qua được xử lý, các chị mua một chiếc áo này các chị mặc và cảm nhận được cho em cái chất lượng của nhà mát. Nó mát lắm luôn các chị sờ vào nó rất là mịn và cực kỳ mềm với chiếc áo này nha. 139.000 đừng tiếc mà bỏ qua, thì em nói là số lượng ngày hôm nay không có nhiều. Và hiện tại đang có giá gọi là 139 và có size là S, M và L cho em. Thì em nghĩ là với những cái form áo sơ mi này á các chị phải linh hoạt chốt đơn cho em nè. Đó, thay vì em thấy là gặp em là em không biết lấy màu nào luôn á các chị. Tại vì sơ mi rất là dễ mặc, đi làm cũng được, mà mình đi chơi nè các chị rất là năng động trẻ trung, hay thậm chí em thấy đi tiệc các chị phối cũng rất là sang đúng không nè, ở nhà mình mặc sơ mi cũng được nữa đó, rất là dễ gọi là dễ phối đồ, và trong cái môi trường nào mình cũng có thể mặc sơ mi. Thì em nghĩ là 139.000 ngày hôm nay chốt đơn lẹ nha, nhiều khi nó ẩn comment em không có đọc được cái đơn đâu, các chị thông cảm cho em liền. Rồi bây giờ nè, quần đùi trên móc hả chị Thơ Bùi, quần đùi trên móc này là một cái sản phẩm em dành tặng cho các chị. Nhưng mà nếu mà chị nào mua thì để em xem thử cái giá ngày hôm nay là sale bao nhiêu cho các chị. Đây, mã quần đùi luôn cho em lên, lên luôn cho em nha chị ơi. Rồi, em sale luôn cho mình nha chị Thơ Bùi ơi. Giá gốc của em là 395.000. Và ngày hôm nay em sẽ dành tặng cho các chị cái này. Em cũng vẫn chốt đơn khoảng tầm là 30 chị với giá là 299.000 thôi. Và free ship luôn nha các chị nha. Có 3 màu, màu hồng này, màu kem với lại tông màu đen. Quần này là quần lưng cao này, viền bèo dùm cho em, y chang như cái chân váy, mặc lên rất là gọn người, với lại dễ phối đồ nữa. Nhưng mà em xin phép là chốt khoảng tầm 30 chị với giá là 299.000 và free ship nha. Sau 30 chị thì em nghĩ là em sẽ không chốt nữa, hoặc là sẽ chốt với giá gọi là giá gốc. Tại vì đây là một cái phần thưởng, gọi là một cái phần quà dành cho các chị chơi game, thì số lượng nó cũng không có nhiều để mà em lên được hàng cho các chị á nhá. Nếu mà chị lấy quần này thì cứ lên cho em là quần short, quần short kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha các chị, 299.000, xuất sắc luôn, free ship luôn nhá. Rồi tiếp theo, nãy giờ chưa giới thiệu cái được cái chân váy luôn á cả nhà ơi, cái chân váy riêng của em nha. Chân váy riêng ngày hôm nay các chị cũng là một cái em gọi là best seller của nhà mát nữa đúng không nè, mặc lên rất là trẻ trung, cực kỳ năng động nè các chị. Có 1m58 em Như, 1m58 mặc lên cũng rất gọi là hách dáng đúng không nè, mang trên thêm đôi guốc như thế này nữa lên phơn quá chuẩn đó. Em nghĩ là đi làm văn phòng mặc cả cái set em Như đang mặc vẫn rất là đỉnh. Lên mã cho các chị là gì đây, A5 cho em Như nhá. A5 với mã chân váy này ngày hôm nay sale với giá là 399.000. Nhớ cho em là tất cả các đơn hàng ngày hôm nay đều free ship giúp em nha. Rồi, 3 màu cho em Như nè, một tông màu xanh đậm, một tông màu xanh nhạt với tông màu đen của em. Đẹp quá mọi người ơi, 399.000 free ship. Chân váy này thì em nghĩ là chị yêu nào cũng phải sở hữu cho em một chiếc nha, rất là dễ mặc và lứa tuổi nào mình mặc cũng được, và đi đâu ở nhà đi chơi gì cũng mặc cũng xinh. Với màu này thì em không có quần lót bên trong nha, gọi là cái lớp quần bên trong nha các chị nha. Các chị thích thì có thể là mặc thêm quần bảo hộ, nhưng mà em thấy là với cái mẫu này thì rồi ok nè, với cái mẫu này á thì của em nghĩ là nó là chân váy jean rồi, không phải là vải, gọi là vải lụa hay là vải cốt tông, nó mềm nó dễ bay thì cũng không cần thiết là phải mặc quần, có quần lót, gọi là có quần bên trong. Nếu các chị mặc thích gọi là an toàn thì cứ mặc thêm cho em Như cái quần bảo hộ, 399.000 cho em Như nhá. A4 này, màu kem, ok em thấy đơn của chị nè. Chị Trang Anh nào rồi, các chị ơi nhớ là chia sẻ like giùm em Như nha. Mã sản phẩm em đang mặc với giá áo là bao nhiêu? Áo 139.000. Trời ơi thiệt sự, mọi người chốt đơn gần hết rồi đó các chị. Em thấy là đơn hàng lên cho mã AA4 này của em đang rất là nhiều. Tại vì cái áo sơ mi như thế này, hàng lụa mà các chị, chất liệu lụa mà bây giờ thua gọi là cái giá này là nó thấp hơn so với một cái áo thun bình thường các chị mua đúng không, 170-180 một áo thun. Ngày hôm nay lên cho các chị nhà hàng của thương hiệu của nhà mát, một cái thương hiệu gọi là bây giờ cũng không nói nữa, trời nói hoài luôn á các chị. Chỉ cần các chị cảm nhận cho em, mình mua sản phẩm gì mình cảm nhận mặc lên nó có đẹp hay không, nó có mát hay không, và mình phối đồ như thế nào. Đây cho em nha, bây giờ này chị yêu nào mình gọi là đi làm văn phòng công sở cứ phối cả set cho em, rất hách tuổi luôn, cực kỳ hách tuổi nha, chứ không cần phải thiết là phải sơ mi với lại quần tây, không nhất thiết là phải sơ mi với lại chân váy công sở nha. Rồi túi xách hả các chị ơi, em phải qua cho các chị cái túi xách này luôn. Nãy giờ nè các chị yêu nào ngắm nghía cái túi này chưa, bây giờ chốt
chốt đơn cho em Như liền cái túi này ha. Với mã là SA10 cho em cái túi này các chị. Cái chất của em này, ôi xuất sắc chưa mọi người. Cái phần này đẹp, sờ vào kiểu như là chất da mà nó nổi lên đó các chị. Rất là đẹp. Bên trong có dây nha, để em xem là cái này có mấy màu ha. SA10. Rồi SA10 này em Như có hai màu nha. Cái túi này là kiểu là cỡ trung. Những chị mà đi làm văn phòng công sở này, em thấy là những cái chị mà có lứa tuổi mình thích cái phong cách mà bắt đầu mình muốn chuyển qua cái phong hướng gọi là phương hướng là mình thích sang, thì mình nên chốt cho em cái túi này có hai màu trắng với lại màu vàng em đang cầm trên tay đây. Cái phần gọi là cái tay sách của mình nó sẽ tặng thêm cho mình một cái dây lụa, gọi là một cái khăn lụa để mà quấn như thế này nè các chị, quấn sẵn luôn. Và bên trong của em là có dây nha các chị nha. Các chị có thể đeo chéo cũng được luôn. Đó. Ủa cái form túi quá xuất sắc luôn các chị. Cái này thì lên cho em làm kích thước là 21 này nhân 10 nhân cho 17.5. Cái này là kiểu như cỡ trung á các chị nha. Cỡ trung. Với em thấy là cái này là phù hợp cho các chị mà đi dạo cũng đẹp. Cái form cái này đi dạo là quá sang rồi các chị ha. Của sách Sắp Lanka này em thấy là đi dạo này, đi làm văn phòng này, hay là đi tiệc này, đi party cũng rất là ok. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì lên cho em là SA10 kèm màu với số điện thoại. SA10 588 ngày giùm em. Rồi chỗ nó không kịp thở đúng không mọi người. Nó không kịp thở luôn. Rồi bây giờ này 588 màu trắng với màu vàng. Cái phông túi này thì em thấy các chị có thể phối cho em những cái mẫu cái màu nó rất là kiểu như là phông kiểu tinh tế, nhẹ nhàng, sang trọng. Và mình đi làm mình phối cho em những cái túi này rất là xinh. Với cái tông màu trắng thì cũng dễ mặc rồi các chị ha, kiểu dễ phối đồ màu trắng thì ai mình cũng thích trắng đen thì hai cái màu basic thì chị nào cũng thích. Nhưng mà khi nhà Sách Lanka lên cho các chị cái tông màu vàng này các chị, em thấy là cũng bùng nổ đơn rất là nhiều. Tại vì cái giá gốc của em túi này là 845.000. SA10 giá gốc 845.000 mà ngày hôm nay tại cái livestream này và duy nhất cái livestream này thì chỉ có giá là 588.000 giúp em Như nha. Còn áo sơ mi này các chị yêu nào chưa lên đơn thì lên đơn sớm cho em Như luôn nè. Nó bị ẩn comment nhiều quá mọi người ơi. Khoảng tầm 2 phút nữa em Như chuẩn bị chuyển mẫu nha. Ủa vậy hả các chị? Rồi bây giờ này các chị ơi, em thấy đơn của chị Linh Phi nha. A4 chân váy là 339.000 giúp em Như nha. Mã là AA5 cho em cái mã chân váy, còn sơ mi là AA4 cho em Như nha. Túi xách chị nào lấy thì lên đơn cho em là SA10. SA10 giúp em Như nè, cảm ơn cả nhà. Đây là có gọi là có khắc thương hiệu của Sách Lanka lên luôn nha mọi người. Nhìn cho em cái chất liệu này. Ôi xịn sò ha. Quá sang luôn các chị. Rồi, bây giờ này em Như sẽ chuẩn bị là giới thiệu lại rồi em Như qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Để em xem. Chị Nhung. Ok, em thấy đơn của chị Nhung rồi á chị Nhung Nguyễn ơi. Em thấy đơn của chị rồi nha, chị cần comment cho em là mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn. Em thấy chị hỏi là có thấy chị chốt không? Là em thấy cái đơn của mình rồi, bây giờ em mới thấy. Nhưng mà các chị yên tâm giùm em, tất cả các đơn hàng thì em sẽ không có đọc được đâu các chị nha. Chỉ cần các chị đúng cú pháp nè, đúng số điện thoại nè thì hệ thống bên em sẽ dễ dàng chốt đơn. Còn bây giờ là em Như sẽ xin phép là giới thiệu lại rồi chuyển qua mẫu khác luôn. Với mã áo sơ mi nhà em chất liệu lùa mặc siêu mát nha mọi người nha. Với giá 139.000 mã sản phẩm là AA4 cho em Như. Cái áo này đẹp lắm các chị ơi, em thấy là mặc form tay dài này cũng xinh. Ba tông màu, màu kem em đang mặc màu hồng với lại tông màu đen là mã áo giúp em Như nha. Còn với chân váy của em sẽ là màu xanh đậm, xanh nhạt với lại tông màu đen của em. 399.000. Cái này là gọi là cái chân váy quá là quốc dân rồi ha. Em Như xin phép là qua mẫu luôn nha các chị yêu nha. Còn chị yêu nào cứ lên đơn thì cứ bổ sung cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục lên một cái set mới các chị mình ạ. Một cái set rất là sang và cực kỳ xinh luôn các chị yêu nhé. Mẫu sản phẩm này hôm nay sẽ có mức giá khá là mềm. Và chị yêu nào mà đang muốn săn những sản phẩm của MAC này, hay là kể của cả là của eBay hay là của Shop, thì mình cố gắng là ở trong livestream mình săn luôn cùng Hoài ha. Bây giờ không để các chị mình phải chờ lâu thì Hoài sẽ giới thiệu luôn cái set của em đang mặc. Hiện tại sản phẩm của Hoài đang mặc là một chiếc áo với mã sản phẩm cho Hoài, đó là AA6 các chị mình nhé. AA6 là mẫu áo của Hoài đang mặc. Em áo này đang có mức giá gốc cho em Hoài là 200. Mẫu này cho em Hoài mức giá gốc là 325.000. Thì trong livestream ngày hôm nay Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 159.000 mẫu áo các em đang mặc không ạ? Trời, rất là đẹp và cực kỳ tôn dáng cho chị mình với cái tông màu trắng. Với hiện tại áo này thì Hoài chỉ có cho mình duy nhất một màu thôi chị yêu nhé. Nhanh tay chốt mã AA6 kèm Hoài. Còn mẫu quần của Hoài đang mặc thì chắc chắn là sản phẩm này các chị nhà mình đã quá là quen thuộc rồi, và thật sự là cái quần này nhà em bán rất là nhiều nhá. Mã sản phẩm cho Hoài là AA7 ạ, 495.000 là 500.000, và mình đang được giảm trực tiếp còn cho em Hoài đó là 200.
99.000. Quần có đầy đủ cho Hoài 3 size, áo cũng như thế các chị mình nhé. Bây giờ thì Hoài sẽ đi sâu vào các sản phẩm áo trước, sau đó Hoài sẽ giới thiệu luôn sản phẩm quần và túi sách cho các chị mình luôn này. Chị yêu nào mà đang quan tâm mà áo này là bây giờ phải chốt thật là nhanh tay, tại vì chỉ có mức giá cho Hoài là 159.000 thôi chị yêu ơi. Để Hoài sẽ vào trước cả livestream để mình có thể đọc được comment của các chị mình nhé. Áo này thì hiện tại Hoài sẽ có cho mình đó là hai cái cách mặc luôn. Một là mình mặc trên Hoài cái phong dáng giống em đang mặc, không nữa mình có thể đóng thùng vào các chị mình nhá. Đóng thùng em này cũng rất là đẹp, có thể là các chị nhà mình sử dụng một mẫu áo nhưng mà mặc được rất là nhiều phong cách ạ. Nếu như mình muốn đóng thùng áo này nó cũng không có ảnh hưởng tới form, tại vì cái em này á, tại Hoài đang muốn là mặc ra để các chị mình xả cái form áo đó mình xem hoàn toàn luôn. Còn nếu như các chị nhà mình muốn thích mặc cái form đóng thùng mình vẫn có thể mặc thoải mái cho em Hoài nhá. Phần cổ cho mình phối bèo này, chạy đường viền cho Hoài hoàn toàn, cái phần này sẽ là phần bo rúng các chị mình, nhưng mà em này không có độ bo nha, đây là may cứng vào cho em Hoài rồi. Phần tay sắp nách và kết hợp cho mình đó là phần bo eo để tạo hốc eo cho mình, và thứ hai nữa là cái form bê lung này sẽ tạo cho mình điểm nhấn và cái phần hông của mình sẽ được đẩy ra hơn rất là nhiều. Vải cho Hoài em này sẽ là vải KT mềm các chị mình nhá. Em này thì một màu duy nhất cho Hoài là màu trắng thôi, cực kỳ là tôn dáng và tôn dài các chị mình. Em thấy là màu trắng thì các chị nhà mình da ngăm da trắng đều có thể mặc thoải mái đúng không ạ? Còn mã sản phẩm cho Hoài là AA6 các chị nhá, 159.000 duy nhất trong livestream ngày hôm nay. Và khi mua sản phẩm trong live hôm nay chắc chắn là mình sẽ được free ship đấy các chị mình. À vậy là Hoài lại lộn nữa rồi các chị mình ơi, áo có tới tận 3 màu cơ. Nãy giờ nhìn nó là chỉ thấy cho mỗi mã quần thôi mà không thấy cái mã áo các chị mình ạ. Rồi cái quần ở trên mất cái áo, bây giờ giới thiệu lại các chị nhá. Cắn lưới nói lại ha. Áo Hoài có cho mình tới tận 3 màu đấy ạ. Và quần hiện tại Hoài có cho mình đó là 4 màu luôn. Quần thì 4 màu và áo cho mình thì sẽ là 3 màu. Áo cho Hoài có màu be, màu đen và tông màu trắng. Áo rất là đẹp luôn các chị. Chất cô tông cho Hoài nhá. Đặc điểm là phần đằng sau này, em này sẽ có trên Hoài đó là thêm phần khuyết và tạo cho mình một cái hạt để đính ở phần phía trên này nữa, là một cái điểm nhấn cho áo. Và mức giá cho Hoài quá là mềm. Hiện tại Hoài nghĩ là cái mẫu sản phẩm này sẽ rất là là nhanh luôn. À, hôm nay like nhanh quá không kịp nghĩ hả các chị mình. Ôi hôm bữa like hơi chậm thì các chị nhà mình hồi qua mẫu, mà hôm nay cố gắng like nhanh hơn xíu nè các chị mình. Với lại là sản phẩm hôm nay sẽ nhiều hơn. Nếu như chị yêu nào bỏ lỡ livestream nhà em cuối like, có thể là thứ nhất Hoài có thể review, hoặc thứ hai nữa là mình có thể kéo lại livestream xem giúp em nhá. Hôm nay nhà mình sẽ có chế độ xem lại các chị yêu. Đây hôm nay nhà mình sẽ có chế độ xem lại nhá. Đây là có cái phần các chị nhà mình thấy trên cái thanh livestream của em ạ, sẽ có một cái nút này các chị mình có thể kéo lại và xem từ đầu đến cuối luôn. Đấy có thể là có một cái chế độ tời rất là xịn sò đến từ nhà mát đúng các chị yêu ha. Rồi chị yêu thích áo chốt ngay AA6 cho Hoài nhá. Không có sale tại store đâu chị yêu ơi. Em này hiện tại store nhà em cũng đang không có mở cửa đâu các chị. Đa phần là store nhà em đều đóng cửa, tại vì hiện tại thì thời điểm này rất là nhạy cảm và cửa hàng thì đa phần sẽ không được tiếp khách các chị yêu nhé. Nên là mình cứ chốt ở trong livestream Hoài, và cái chương trình này là chương trình độc quyền ở trên livestream thôi đấy ạ. Rồi mình xem lại cái tông màu áo và Hoài tiếp tục giới thiệu qua cái tông màu quần để các chị mình dễ dàng săn đón hơn nha. Quần thì hiện tại Hoài đang có cho mình rất là nhiều tông màu luôn. Đây ngoài cái tông màu của Hoài đang mặc thì em quần này sẽ có thêm 4 tông màu ở ngoài này các chị mình nhé. Màu Hoài đang mặc là cái tông màu xanh lá rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp theo thì Hoài sẽ có cho mình đó là tông màu be. Tông màu be này, màu cam nha các chị yêu nhá, be cam. Màu tiếp theo cho mình em này sẽ là tông màu xám ạ. Và tông màu cuối cùng cho Hoài đó là tông màu đen, siêu dễ mặc. Quần này cho Hoài lên chất cho mình đó là cô tông, siêu mềm mịn và siêu mát luôn các chị nhá. Form quần ống rộng che khuyết điểm siêu tốt cho các chị mình, đặc biệt là cái đồ với cái em quần này á, các chị nào mình mặc nó sẽ che khuyết điểm cho em Hoài đó là phần bắp chân hay là phần đầu gối của mình. Chân cong chân lư đều lựa chọn mẫu này rất là ok. Quần thì lưng siêu cao các chị yêu ha. Quần này lưng rất là cao và dây kéo khóa của nó sẽ nằm ở phía sau ạ, nên là các chị nhà mình yên tâm là nó sẽ không bị lộ dây kéo khóa đâu. Và cái lưng này cho mình sẽ là lưng bản tầm cho Hoài đó là 5 cm các chị yêu ha. Chị nào quan tâm mẫu này nhanh tay chốt mã sản phẩm kèm cho Hoài để Hoài sẽ đọc một vài comment của chị mình nhé. Mẫu này chị Thúy Phạm Lê Hoài chốt cho mình AA6 này. Các chị nhà mình lên AA6 hoặc AA7 thì chốt thật là nhanh tay, tại vì mã quần và mã áo là một trong những mã sản phẩm rất là hot. Và tại vì số lượng quần khá là nhiều màu nên chắc là Hoài sẽ treo ở phía sau bớt đi các chị mình ha. Em Hoài sẽ cầm 2 màu thôi, tại vì thật sự là rất là nặng luôn, nên là Hoài sẽ treo ở phía sau trước. Và chị nào mà cần quan tâm mẫu này hay cần tư vấn mẫu này mình cứ comment nhé. Rồi quần Hoài sẽ có cho mình tới là 5 tông màu các chị ha. Và áo cho Hoài sẽ có 3 tông màu. Các chị mình có thể là xem cái bảng màu ở phía sau chắc vẫn thấy đấy các chị yêu ha. Vẫn thấy được cái bảng tông màu quần đấy ạ. Là chị nào quan tâm mẫu quần này chốt thật là nhanh tay, tại vì thực ra cái quần này che khuyết điểm rất tốt. Các chị nhà mình ví dụ như nhá, 1m5 mặc quần này sẽ thành 1m6.
1m6 và 1m6. Mặc quần này chắc chắn sẽ thành 1m7 và mình chỉ cần phối xương xương cho Hoài thêm một cái đôi dép thôi. Bây giờ thì Hoài sẽ dành thêm tầm 2 phút để giới thiệu luôn cái túi sách các chị yêu nhá. Hoài sẽ dành ra 2 phút để giới thiệu túi sách cùng các chị mình luôn. Túi sách thì Hoài qua khá là nhanh tại vì thương hiệu đối với của Sát thì hiện tại là những cái mẫu túi sách này số lượng phiên bản có cực kỳ giới hạn luôn nên Hoài sẽ giới thiệu nhanh mà túi ạ. Mẫu túi của Hoài đang cầm lên mã sản phẩm cho mình sẽ là SA9 các chị nhá. SA9 là một mẫu túi với mức giá cho Hoài đó là 865.000 thì trong loại em giảm trực tiếp cho mình còn 488.000 thôi ạ. Túi này rất là đẹp và cực kỳ dễ mang luôn các chị mình ha. Túi này form cho mình sẽ là cỡ trung, tầm 28 cm các chị nhá. 28 x 19 x 32 là size của túi này ạ. Và em này thì hiện tại Hoài đang lên cho mình chất liệu da tổng hợp và mẫu này thì mình có thể sử dụng rất là nhiều cái kiểu như cái mẫu đồ này hay là những cái dịp mà mình mang tại vì em này sử dụng để đồ khá là dễ tại vì em này tới size 28 lận nhá. Mẫu túi này mình sẽ có hai màu cho các chị đó là màu xanh và màu hồng ạ. Chị nào thích túi này có thể chốt ngay mã sổ SA9 kèm màu kèm thoại với mức giá cho Hoài đó là 488.000 chị yêu ha. Và cái đôi giày của Hoài đang mặc thì Hoài cũng sẽ bán cùng các chị mình luôn. Cái đôi giày của Hoài đang mang á, mã sản phẩm cho mình màu be này, em này sẽ là SA1 các chị nhà mình nhá. Cũng là sản phẩm đến từ nhà Sát luôn. Và mẫu này cho em Hoài sẽ có size cho mình từ 35, 36, 37, 38 và size 39 luôn các chị mình. Mức giá của đôi giày này sẽ là 545.000 là giá gốc và đang được giảm trực tiếp cho mình còn 388.000 là đôi giày mẫu này cho em Hoài còn 188.000 thôi các chị ơi. Đôi giày của Hoài đang mang chỉ có mức giá cho mình đó là 188.000 luôn. Ủa sao mức giá mềm quá ta, không biết Hoài có bị nhầm giá không. 188.000 đôi giày của Hoài đang mang nha. Mã sản phẩm cho mình sẽ là SA1 này, da tổng hợp và chiều cao cho Hoài sẽ là 9 răng. Đây Hoài sẽ giới thiệu cho mình cái đôi màu đen các chị mình nhá. Đây em này sẽ có hai màu, đó là đen và màu be. Chắc là sẽ để gần cái màu đen thì các chị mình sẽ xem rõ hơn đúng không ạ. Đây là tông màu đen trên Hoài, chỉ có mức giá cho mình đó là 188.000 thôi các chị yêu ha. Nhanh tay chốt mã sản phẩm cho em là SA1 kèm thoại và đôi giày này mình sẽ cao 9 cm, gót nhọn và mũi dọn. Các chị nào mình có thể sử dụng phối với những mã sản phẩm này, giày dép này mình phối cho em Hoài với đó là đầm váy hoặc là quần tây đều rất là đẹp. Và Hoài sẽ giới thiệu luôn bảng màu cho mình đó là bảng màu túi nhá. Đây là bảng màu túi chị yêu ha. Mã sản phẩm túi cho Hoài thì là một mã sản phẩm cho em là SA9 nhá. SA9 với mức giá giảm cho em là 488.000 và Hoài đang có hai tông màu ạ, màu xám và màu hồng cho em Hoài. Nhanh tay chốt mã SA9 kèm thoại. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung tiếp theo đó là chốt tiếp cái set của Hoài đang mặc chị yêu nhá. Tại vì giày và túi sách thì thường thường Hoài sẽ chỉ giới thiệu sơ từ các chị nhà mình thôi và chị nào quan tâm những mẫu nào thì mình có thể lên mã luôn và nhà em sẽ tư vấn kỹ nhé các chị nhà mình, ở các bạn sale sẽ gọi điện tư vấn kỹ cho các chị hơn ha. Rồi mẫu cho em Hoài này, cho chị xem có like túi sách. Túi sách Hoài vừa giới thiệu cho mình xong ấy chị yêu ơi, túi sách Hoài vừa giới thiệu cho mình xong đấy ạ. Túi sách thì cửa hàng không có bán túi các chị mình tại vì sao? Hiện tại là nhà em đang đồng hành cùng các thương hiệu thôi, có nghĩa là bình thường nhà mát chỉ có bán cho mình đó là váy đầm quần áo thôi. Nhưng mà hôm nay trên live nhà em sẽ đồng hành cùng với iBasic và Sáp Blanca. Nên là các chị nhà mình này là bao gồm cho mình là đồ ngủ và kể cả là túi sách và giày dép thì đấy là những sản phẩm nhà em đồng hành cùng với các chị yêu ha. Và chắc chắn là mua trên livestream của nhà mát thì sẽ có mức giá ưu đãi hơn và hôm nay sẽ được free ship tất cả các mã sản phẩm đấy ạ. Rồi các chị yêu nào thích set của Hoài đang mặc nhanh tay chốt đơn tại vì mình chỉ còn cho Hoài 2 phút để set Hoài đang mặc là Hoài sẽ qua mẫu các chị em mình nhá. Đây mình muốn xem bên trong túi đúng không ạ? Túi này sẽ kèm dây các chị mình nhá. Túi sẽ kèm dây ha, và đây là bên trong túi giúp Hoài. Em này sẽ có dây bên trong đi kèm cho các chị mình nữa ạ. Đây. Và cái mẫu túi cho em khá là nhiều ngăn các chị, vải rất là đẹp nhá. Vải đối với chất da tổng hợp này thì siêu xịn sò đấy các chị yên tâm ạ. Rồi set của em Hoài đang mặc, set của Hoài đang mặc mã áo mình lên cho Hoài là AA6 với mức giá là 159.000. Quần cho Hoài là AA7 299.000 ạ. Các chị muốn xem kỹ giày, ok chị yêu luôn, muốn xem kỹ giày Hoài sẽ dơ lại đôi giày mình xem nhá. Tại vì thực ra thì giày này số lượng còn ít lắm nên Hoài không có nhiều thời gian để giới thiệu giày các chị mình. Đây là mã giày cho Hoài đang có hai màu đó là đen và be các chị mình nhá. Đen và be là mẫu này các chị xem cho em Hoài này, siêu đẹp luôn ạ. Đây là cái mã giày các chị. Ở phía sau này nó sẽ phối cho mình đó là cái phần gọi là phần gần giống như phần da rắn vậy đấy, nó sẽ có độ ống ao mà nhẹ. Và đôi này chỉ có 188.000 thôi chị yêu ha. Mũi nhọn cho em Hoài siêu sang này. Chị nào thích mang cho Hoài màu đen hoặc màu be để có thể lựa chọn. Size số hiện tại Hoài đang có đủ cho mình đó là 35 tới size 39 luôn chị yêu nhá. Chốt mã cho Hoài đó là SA1 kèm thứ hại ha, là mã giày nha chị yêu ha. Rồi ok các chị nhà mình ơi, còn nếu như chị nào đang quan tâm set của Hoài đang mặc là phải thật là nhanh tay. Cái mẫu của em đang mặc các chị rất là sang luôn. Chị nào làm công sở này, giáo viên, mình có thể mặc những cái form quần hoặc là form áo như Hoài đang mặc. Đây là form quần các chị mình nhá. Quần Hoài đang có cho mình rất là nhiều màu đấy ạ. Đen, xám, màu cam đất ạ. Các chị xem giùm Hoài này, cam đất là mẫu quần nha.
Và màu cuối cùng cho Hoài sẽ là màu be, còn em mặc đang mặc là màu xanh ạ. Đây là các tông màu của quần, cực kỳ dễ phối và siêu đẹp luôn, các chị xem vải giúp em. Đấy, cái vải cô tông lụa này nó sẽ có độ rũ, đặc biệt là mặc không nhăn không nhau. Các chị mặc vào sẽ rất là dễ chịu. Và chị nào mà bình thường mình hay gọi là hơi sợ mình mặc những cái form quần này sẽ bị lùn ấy, thì Hoài thật sự khi mà các chị mình mua quần này thì chắc chắn Hoài đảm bảo 100% là cái nhìn cái người mình nó sẽ cao hơn, chứ không bao giờ bảo là người mình đã là nấm lùn mình cũng hạn chế mặc quần ống rộng các chị nhá. Đấy là một điều rất là sai lầm. Tại vì sao? Bây giờ quần ống rộng đang rất là hot mà chị nào không có thử trải nghiệm cái mã quần này Hoài nghĩ là rất là tiếc nuối đấy. Rồi ok, áo của Hoài đang mặc là AA6 các chị mình nhá. AA6 là mã áo với mức giá 159.000 thôi. Áo cho Hoài có tông màu đen ạ. Tông màu đen này. Và tông màu tiếp theo trên Hoài là tông màu be. Màu Hoài đang mặc là màu trắng nhá chị yêu nhá. Còn quần thì Hoài đã để cái tông màu phía sau rồi, nên là chị nào quan tâm mẫu này thì mình cố gắng là mình chốt luôn cho em Hoài. Hôm nay mức giá quá là mềm đi ạ. Áo 159, quần 299.000. Tính năng nguyên cành không đến trên Hoài 500.000 luôn các chị nhá. Còn được free ship nữa là cái cơ hội vàng. Đây là lưng quần chị yêu ha. Lưng quần siêu cao luôn. Đặc biệt cho em Hoài sẽ là lưng bản và em này sẽ có dây kéo khóa ở phía sau ạ. Rồi các chị nhà mình đã sẵn sàng qua mẫu mới chưa ha? Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu mới nha các chị yêu nhá. Các chị nhà mình đang ở trong livestream, nếu như mình vẫn còn nhu cầu chơi mini game thì mình nhớ là tương tác và chia sẻ livestream của em Hoài thật nhiều. Rồi ok, hiện tại thì lượt chia sẻ mình đã đủ rồi. Chắc là để Như vào đi, sau đó Dư sẽ giới thiệu sản phẩm cho mình, đó là cái bộ đồ ngủ kiểu như đồ bộ ở nhà các chị nhà mình, và sau đó thì Hoài sẽ nhờ Như chơi mini game với các chị mình luôn nhá. Hiện tại lượt chia sẻ của mình đã đạt đủ để đạt chơi mini game rồi đấy ạ. Nên các chị mình chờ em một xíu, bây giờ thì Hoài sẽ để Như qua mẫu, sau đó mình sẽ chơi mini game và tặng quà nhanh cho chị mình luôn. Và phía sau Hoài và Như sẽ còn rất là nhiều voucher để tặng cho chị mình nhá. Rồi tiếp theo là em Như qua tiếp cho mình một cái em gọi là đồ bộ ngủ của thương hiệu Ibisit ha. Thì em thấy là với những cái mẫu này thì em thấy là bình thường các chị mặc ở nhà cũng được nè, nấu cơm hay là không nhất thiết là phải ngủ đúng không các chị. Tại vì đã gọi là một em lụa này là chất liệu là lụa satin, các chị nhìn là rất là sang. Bình thường em không biết là cái phong cách các chị có thích những cái sản phẩm này không, nhưng mà đối với em, như em cực kỳ mê những cái em gọi là bộ đồ ngủ mà chất liệu lụa satin, nhìn nó sang mà nó đẹp, nó đẳng cấp lắm luôn á các chị. Và ngày hôm nay thì Ibisit lên cho các chị một cái giá cũng rất là hấp dẫn để mà em show cho các chị cái giá luôn. Với mã này của em, cái viền ren này, cái áo thì có tăng đơ để điều chỉnh ha. Em thấy mặc cái màu này vào cảm giác nó rất là ngọt nhưng mà nó không có bị sến ha. Cái màu hồng baby, màu hồng nhẹ nhẹ rồi. Mã sản phẩm sẽ là IB02 cho em Như nha. IB02. Các chị ơi, bình thường các chị mua một cái đầm lụa hay là một cái em bộ đồ hàng lụa satin á thì cái giá bao nhiêu các chị? Các chị thường hay mua với giá bao nhiêu? Ngày hôm nay em báo lên các chị với giá là 199.000 cho em mã này. Cả bộ như thế này nha các chị ơi, em thấy mặt lên rất là xinh và em sẽ show màu cho các chị. Em nghĩ là nếu mà các chị đã mua rồi thì em nghĩ là nên mua cho em 2 đến 3 màu luôn. Tại vì những cái sản phẩm gọi là mặc thường ngày đúng không, này mình có thể mặc mỗi ngày mà, tại sao mình không tranh thủ trong cái thời điểm này mình mua cái giá này? Tại vì em thấy là chỉ có bây giờ mới có cái giá này chứ đâu bao giờ mà có cái giá mà 199.000 hàng của nhà Ibisit đúng không này. Để em show màu cho các chị nha, em xin phép là cầm áo thôi đi ha, cầm cả bộ lên quá trời đây các chị. Với một cái tông màu nha, một tông màu kiểu là màu xanh rêu nè, màu xanh dương nè. Cái này là màu rất là đẹp, kiểu màu xanh ngọc quá các chị, với là một cái tông màu hồng mà kiểu như là hồng cánh sen ha. Riêng về mẫu này mặc lên không hề bị kén da một chút nào nha các chị yêu nhà mình nha. Em thấy là riêng mẫu này không hề bị kén da một chút nào. 199.000 cho em Như liền, mã là IB02 cho em. Cái phần gọi là cái phần ren nó nhìn nó rất là quyến rũ các chị, nhưng mà nó không quá sexy đúng không nè. Đó, em thấy là bình thường các chị mặc như thế này đâu có bị hở đâu. Mà mình hở gọi là, ví dụ bình thường các chị sợ là sẽ sâu quá, hoặc là những cái bộ này mình ngực mình nhỏ mới mặc có được hay không. Thì đây, em Như là một minh chứng đứng đây để mà các chị thấy. Người em rất là nhỏ con, khi mà mặc lên những cái bộ đồ em thấy là càng nhỏ con thì mặc lên những cái mẫu này rất là xinh đúng không nè. Còn các chị chỉ gọi là thích cái màu nào hay không thôi. Chứ riêng về cái giá ngày hôm nay 199.000 Ibisit lên các chị quá cực kỳ ưu đãi. Và em sẽ có size cho mình nha các chị nha mình. Các chị yên tâm cho em. Ồ, em cảm ơn chị Lê Huỳnh Hoài Minh Di nha. Trời ơi dễ thương vậy. Chia sẻ gọi là comment quá trời luôn. IB02 đúng rồi các chị, IB02 nha, 199.000. Em không gọi là, nếu mấy các chị nào đã gọi là thường hay mua những cái sản phẩm này để mà ở nhà mình mặc đúng không này, thì ngày hôm nay lên cái giá này các chị phải chốt đơn liền cho em. Còn mã dép này, đồ bộ này có size không em? Đồ bộ em có size á chị Trúc Minh ơi, em có size S, size M, size L cho các chị nha. Cái mẫu này để em coi thử là
báo size là có size lớn không, nhưng mà em thấy là 60 cân đổ về các chị chốt đơn thoải mái. Ở đằng sau mình có dây tăng đơ và ở sau thì các chị ơi, để em vén rồi. Nó sẽ kiểu như là nó có cái dây chéo qua như thế này, rất là xinh các chị ha. Cái mẫu này dễ mặc lắm luôn á, em thấy là riêng về cái mẫu này các chị nên mặc. À đúng rồi, cái áo này này các chị, bình thường mà các chị mặc áo mà hai dây, mà kiểu như là áo lụa hai dây bình thường, xong rồi các chị phối cho em một cái quần tây, xong mình khoác ở ngoài một cái khoác vest hoặc là blazer, thì cũng mua với cái giá một cái áo thôi là cũng đã 180-190 rồi đúng không? Ngày hôm nay các chị mua cả bộ như này, em thấy là khi mà các chị mặc nha, các chị đóng thùng quần tây rồi mình phối cho em thêm một cái áo blazer, một áo vest nữa, mình đi làm công văn phòng công sở cũng rất là đỉnh luôn. Đúng không này? Nó chỉ là các chị mình thích phối như thế nào thôi, chứ không nhất thiết là bộ này là mình phải mặc ở đây, rồi bộ này các chị phải phối như thế này. Không ai nha, chỉ cần các chị thích, các chị mặc lên các chị thấy nó phù hợp, các chị thấy nó ok, nó hợp với mình thì các chị cứ mặc thôi, bình thường đúng không này? 199.000 cho em, 4 màu là các chị, màu xanh này gọi là màu xanh rêu, màu này là màu xanh ngọc này, với lại màu hồng cánh sen kèm với một cái tông màu hồng nhạt của em, rất là dễ thương, được không? 199.000 cho em nha. Rồi dép của em là mã SA4 cho em nha mọi người. Mẫu dép này thì em thấy là bây giờ các chị, cái thương hiệu của nhà Sáp Lanka lên cho các chị mẫu này cũng rất là dễ thương. Cái chất này các chị mang vô rất là mềm chân, cái chất kiểu là chất da các chị. Ở cái phần đế của mình á, sẽ có một cái đế khoảng tầm 2 phân các chị, không, cái này chắc khoảng, nói chung là có cái đế nhẹ để cho các chị mang á, cảm giác nó không có bị thấp bẹt xuống ở dưới nền ha. Và em thấy là có cái gọi là cái đế mình là chống trơn trượt luôn. Cái phần đai gọi là cái vai của mình này sẽ là dây của dây bản mà đắp chéo qua, nhìn rất là cưng ha. Mẫu này thì lên cho em như là mã là SA4, hiện tại đang lên với giá chắc mình là 288.000 nha. 288.000 với ba tông màu, cũng là màu rêu này, màu đen với một cái tông màu kem của em Như đang mặc đó. Em Như đang mang chứ. Cái này em có size cho mình từ 35 cho đến 39 luôn nha, các chị yên tâm cho em Như nha. Với mẫu này em nhìn cho em cái gót này, cái gọi là cái đế của em nè, nó viền cái phần kính lên rất là sang chảnh ha. Thì em thấy là các chị có thể là mang đôi này này, mình đi mình phố đồ cũng dễ nữa, với lại nhìn nó cũng sang, tại vì cái chất da của mình rất là đẹp luôn. Đây, chất da của mình cực kỳ đẹp nha các chị ha. Rồi chị yêu nào mình chốt đôi dép này của nhà Sáp Lanka thì lên cho em là mã là SA4 kèm cho em màu với số điện thoại nha. Về size số các bạn sẽ tư vấn sau. Còn bây giờ là em chuẩn bị em chuyển mẫu nha. IB02 xin dương em nhé. Ok chị Trang ơi, chị Trang xin số điện thoại luôn nha. Bổ sung giúp em số điện thoại các chị ơi, ngày hôm nay này, tại vì em like rất là nhiều sản phẩm, nhiều khi á là em không thể nào mà thấy hết được cái comment của mình. Các chị cố gắng là kèm mã kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi em giới thiệu lại cái bộ này của em nha. Cái mẫu này thì cái lưng của mình cũng là lưng thun rất là dễ mặc, và dây ở sau sẽ có tăng đơ điều chỉnh, với cái bộ đồ ngủ như thế này mặc ở nhà rất là thoải mái. Em nói cái bộ này mặc ở nhà thôi, các chị không cần nhất thiết là phải đi ngủ ha. Rồi IB02 giá 199.000 giùm em nha. Còn bây giờ em Như sẽ qua mẫu luôn các chị ha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một cái mã sản phẩm mới giới thiệu mình nhé. Em có mẫu đầm dài rất là xinh và cực kỳ phù hợp cho các chị mình mùa, gọi là giao mùa thu như này các chị mình ha. Đầm này đang có mã sản phẩm cho Hoài sẽ là AA8 á. Và AA8 Hoài đang có một mức giá gốc khá là nhỉ so với mức giá hiện tại Hoài giảm cho mình. Thì em này đang có mức giá gốc đó là 600.000. Thì trong live ngày hôm nay Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 399.000 đấy chị yêu nhá. Vậy là Hoài giảm trực tiếp cho mình khá là nhiều đấy ạ. Tầm hơn đã là 200.000 cho mã sản phẩm rồi, mà còn hỗ trợ các chị mình phí ship nữa. Thì các chị em mình thích đầm này là phải chốt thật là nhanh tay nhá. Đầm thiết kế cho mình này, form dáng cho mình đó là cổ V, và mẫu này không có khoét quá sâu các chị nhá. Hoài thay đổi với cái form dáng này thì nó khoét vừa phải, các chị em mình không có sâu quá nên các chị em mình không ngại hở giúp em Hoài. Và form đầm cho mình sẽ là form đầm dáng dài quá gối, tay cho Hoài sẽ là phần tay dáng cánh kiểu gần giống như là tay cánh tiên vậy. Các chị em mình nó sẽ có độ xòe, và mẫu Hoài đang mặc sẽ là tông màu xanh các chị mình nhá. Ở trong live thì có vẻ Hoài thấy là nó màu nó sẽ bị nhạt hơn ở ngoài một xíu ấy, còn ở ngoài này em này sẽ là màu xanh các chị yêu ha. Và Hoài đang có thêm một cái tông màu tiếp theo cho chị mình nữa. Mẫu này thì Hoài đang có cho mình đó là một cái tông màu đỏ nữa các chị. Xanh và đỏ là hai tông màu này đang có, hai tông màu cho mẫu đầm này đang có. Và hiện tại Hoài đang chốt mức giá cho mình là 399.000. Chị yêu nào cần một chiếc đầm gọi là dễ thương này, xinh xinh nhẹ nhàng lịch sự, thì mình có thể lựa ngay cái tông đầm này để mình mặc đi làm, đi chơi, hoặc là kể cả đi tiệc cho Hoài cũng được. Và chắc chắn là đối với đầm hoa nhí thì mặc lên sẽ rất là trẻ trung và sang rồi các chị yêu ha. Các chị xem giúp Hoài đây là họa tiết của đầm nhá. Chất liệu cho Hoài là cô tông lụa, và em đầm này sẽ có cho em Hoài là hai lớp luôn. Bên trong sẽ kèm lớp lót cho em, và đầm này sẽ có đầy đủ form size cho mình đó là size S, size M và size L chị yêu nhá. 65 cân đổ lại mình sẽ mặc vừa, và eo dưới 75 thì mình sẽ mặc vừa mẫu đầm này.
Chị nào quan tâm đầm này nhanh tay chốt mã cho Hoài đó là AA8 ạ. Chỉ có 399.000 thôi chị yêu nhá. Đầm này chị em thì không có quá ôm sát phần eo, nên là nếu như chị nào bầu bì mình vẫn có thể bon chen nhẹ trên Hoài được. Hoặc là nếu như mà các chị nhà mình chị nào có khuyết điểm ở phần nai bụng ở phía dưới thì Hoài nghĩ nên chọn cái đầm này. Tại vì thực ra cái đầm này các chị mình nó chỉ có hơi ôm nhẹ ở phần phía trên này thôi, còn ở phần dưới thì nó không có ôm các chị mình nhá. Đây là cái form dáng đầm ha. Và đây là form phía sau giúp Hoài ạ. Đây cái em này ở phía sau thì khá là kín đáo và lịch sự cho các chị mình. Cái điểm đặc biệt của em này đó là ngay cái phần chiết của phần ngực của mình ấy, cái phần phía trên các chị mình, vòng một của mình nó sẽ được chiết theo cái đường đó là đường V các chị mình, và em này sẽ có dùng ngay cái vòng một của mình nữa. Thứ nhất là để tạo điểm nhấn này, thứ hai nữa là các chị mình mặc mẫu này thì sẽ ăn ra được vòng một của mình nhìn tròn đầy hơn rất là nhiều ha. Đấy nên là chị nào mà có vòng một hơi khiêm tốn thì hôm nay mình lựa chọn cái mã sản phẩm AA8 nên là một sự lựa chọn rất là ok. Hiện tại thì mình sẽ ngưng comment chơi game đi các chị yêu ơi xíu nữa nhá. Các chị nhà mình này, mình cứ chia sẻ đi, khi nào lượt chia sẻ đầy đủ thì khi đấy Hoài sẽ bắt đầu đọc ra cái cú pháp để các chị mình chơi. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ tập trung vào mua sản phẩm các chị yêu ha. Còn nếu như mình thấy sản phẩm này chưa có phải là sản phẩm mà mình ưng ý thì xíu nữa Hoài sẽ mang đến những cái sản phẩm khác nữa. Mình cứ đồng hành cùng nhà Mark từ cuối live hoặc là giữa live, khi nào lượt chia sẻ mình ok thì Hoài sẽ đưa ra cái cú pháp khác để mình sẽ tặng voucher các chị mình sau nhá. Nên là bây giờ trong live thì Hoài nghĩ là chắc mình sẽ ngưng cái comment đó để đồng hành cùng thương hiệu các chị mình ơi, mình sẽ ngưng comment chơi game nhá. Xíu nữa đấy, nếu như được chia sẻ mình ok thì Hoài sẽ đưa ra cái cú pháp mới để mình chơi game ạ. Rồi đầm này cho em Hoài là AA8 các chị mình ha. Đầm cho Hoài các chị nhà mình muốn xem chất liệu thì em sẽ kiểu như là miêu tả các chị mình nó sẽ dễ hơn, tại vì thực ra khi mà qua mặt ảnh thì cũng không thể nào thấy rõ chất liệu đúng không ạ. Em này thì chất liệu cho Hoài là cotton phối lụa các chị mình nhá. Vải rất là mềm mại này. Cái này mà mùa này đang rất là giao mùa, còn là thời tiết nó hơi hanh khô ấy, thì mình mặc những cái mẫu này cho em Hoài. Thứ nhất là mình có thể mặc đi chơi, đi tiệc được. Và đặc điểm là chị nào sắp tới mình sẽ có những cái dịp giống như kiểu là đi Sapa, đi Đà Lạt này. Tại vì Hoài nghĩ là tầm tháng 9, tháng 10 các chị mình đi Sapa rất là nhiều. Và mình có thể là mua những cái mẫu đầm form dáng hoa nhí và form dáng dài như này để mình có thể mặc đi du lịch, và mình phối hợp cho Hoài thêm một chiếc túi cói, thêm một chiếc mũ cói này, là mình đã có thể súng dính để chụp lên những bức hình rất là xinh rồi. Tại vì đối với họa tiết hoa nhí là các họa tiết siêu dễ mặc luôn. Và Hoa đang có thêm một cái ưu điểm cho đầm này là đó là form dáng dài cực kỳ thiết tha các chị mình nhá. Với lại là cái em này á, mặc che khuyết điểm cũng rất là tốt nữa. Chị em nào mà sợ gọi là mình mặc những mẫu đầm khác mình sợ bị mập này rồi cánh tay mình không che được thì Hoa nghĩ là lựa chọn cái đầm của Hoa đang mặc là một sự lựa chọn rất là ok. Tại vì là em này che khuyết điểm bắp tay này, che khuyết điểm mỡ tay cho mình, đặc biệt là phần cầu vai thô sẽ được che hoàn toàn. Và cái em đầm này là còn là form dài quá gối nữa. Mà mẫu này may cực kỳ tốn vải các chị nhà mình nhá. Em này là may siêu tốn vải luôn, nhưng mà giá thành hôm nay thì lại quá mềm, chỉ có 399.000 thôi ạ. Các chị nhà mình nhanh tay, tại vì đầm này Hoài chỉ chốt cho mình tầm 3 phút nữa thôi các chị mình nhá. Đúng phút 25 thì Hoài sẽ tiếp tục qua mã, nên là chị nào quan tâm mẫu này thì có thể chốt ngay. Lên quần tây ở chị Trang Huyền Trương ơi, hồi nãy Hoài có lên cho mình cái mã sản phẩm quần tây đó là AA7 đấy ạ. Mình có thể kéo lại livestream xem giúp em nhé. Ở trên cái thanh livestream này có thể kéo lại xem được đấy ạ. Tầm cho Hoài đó là 10 phút trước thì Hoài có lên một cái sản phẩm đó là AA7 là mẫu quần. Với mức giá cho Hoài là 299.000 là một mẫu quần tây. Có tất cả các tông màu cho em Hoài, từ tông màu trầm tới tông màu tươi, form quần ống rộng siêu dễ phối đồ luôn. Chị yêu có thể kéo lại livestream xem giúp em Hoài ha. Rồi còn mẫu này thì chị nào quan tâm này, mình có thể giống như Hoài đang phối này, mình có thể phối một chiếc túi sách nếu như mà mình mặc những cái dịp sang trọng hơn, mình mặc đi làm kiểu công sở giáo viên này, thì mình có thể là phối cho Hoài một chiếc túi xinh xinh kèm cho Hoài một đôi giày mình đã có thể mặc đi làm rồi. Còn nếu như mình mặc đi du lịch thì mình có thể phối những cái sản phẩm khác nó nhìn nó phong cách hơn một xíu này, hay là nhìn nó nhẹ nhàng hơn một xíu, đó là túi cói, mũ cói các chị ha. Còn mẫu này mặc đi làm thì cũng rất là đẹp đấy ạ. Giờ chị đầu biết ơi, mẫu này thì Hoài sẽ không có màu khác ngoài cả hai màu em đang cầm nhá. Thực ra hai cả tông màu này là hai tông màu dễ là lựa chọn rồi, tại vì màu Hoài đang mặc là màu xanh tươi mát này, và màu tiếp theo trên Hoài đó là tông màu đỏ cam quyến rũ các chị mình nhé. Thực ra thì hai cái tông màu này nó sẽ đều là tông màu trầm chứ không phải tông màu quá sáng, nên là nếu như chị yêu nào da ngăm da trắng đều có thể mặc mã sản phẩm AA8 đấy ạ. Rồi ok, Hoài đang thấy các chị mình lên mã AA8 rất là nhiều này. Ok chị Hoàng Yến, Hoài chốt mã sản phẩm cho mình là AA8. Chị yêu thích mẫu này chốt ngay mã sản phẩm cho Hoài đó là AA8 kèm thoại. Váy xinh quá, cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Dạng cân nặng của mình dưới 65 mình sẽ mặc được đầm này, và eo cho em Hoài dưới 75 nha chị yêu nhé. Size L cho em eo dưới 75, size M cho Hoài eo dưới 70 và size S cho Hoài eo dưới 65 là mình sẽ ok ạ. Rồi các chị nhà mình ơi, nhanh tay chốt đầm này, tại vì Hoài chỉ còn 1 phút 30 giây cuối cùng thôi. Đúng 1 phút 30 giây cuối cùng là Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác, và các chị nhà mình có thể là chốt nhanh mẫu đầm này với mức giá siêu mềm đó là 399.000. Vải thì riêng em này giặt tay giặt máy
vẫn rất là thoải mái các chị nhá. Không có bị hạn chế khi mà mình sử dụng máy giặt hay là kể cả là mình giặt tay trên Hoài đều rất là ok. Rồi hiện tại thì bây giờ Hoài đang hết thời gian cho mẫu này rồi. Như đã hứa đúng phút 25 thì Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu và các chị mình nhanh tay nhá. Ngắm lại form đầm cho Hoài thêm một xíu nữa thì chắc là tầm 30 giây nữa Như sẽ tiếp tục lên mã mới các chị em mình ha. Chị nào mà quan tâm túi xách hoặc là đồng đồ với giày dép thì chờ em một xíu. Xíu Hoài sẽ giới thiệu tiếp tục một vài mã sản phẩm túi xách hoặc là giày cho các chị em mình để mình dễ dàng săn hơn các chị yêu ha. Rồi đầm này cho em Hoài mã sản phẩm là gì? Dạ chị yêu ơi, mã sản phẩm cho Hoài là AA8 nha chị yêu nhá. A8 là mẫu sản phẩm này. Không biết các chị mình có giống em Hoài không, nhưng mùa này thì Hoài thích mặc đầm hơn là mặc quần áo. Tại vì thực ra nó rất là mát và cực kỳ là dễ che khuyết điểm cho mình luôn. Nếu như trong mùa dịch có lỡ bị tăng cân thì Hoài nghĩ lựa chọn chiếc đầm của Hoài đang mặc đang rất là một sự lựa chọn gọi là siêu đúng đắn các chị yêu nhá. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ mời Như tiếp tục qua mẫu ạ. Rồi bây giờ là em Như sẽ tập trung gọi là like gọi là thứ tự các sản phẩm để cho các chị không có bị rối. Nãy giờ em thấy các chị rối quá, like cùng một lúc những cái sản phẩm như vậy. Bây giờ em sẽ like từng sản phẩm, gọi là áo, quần, xong đó đầu là tới giày, tới túi xách nha. Tại vì đến cuối like thì em Như vẫn còn cái thời gian để mà review lại, thì lúc đó em sẽ giới thiệu lại cho các chị, nó sẽ dễ chốt đơn hơn. Còn bây giờ cùng lúc các chị mua nghe quá nhiều mã sản phẩm, nghe giới thiệu quá nhiều thì nó bị rối đúng không nè. Thì bây giờ em xin phép là like cái set em đang mặc trên người trước. Các chị không biết là mình có thấy cái mẫu này đang rất là dễ thương không mọi người? Cái mẫu này em nhớ là trong inbox của nhà mát đang bùng nổ đơn rất là nhiều đó. Gọi là hôm bữa là hình như là có like chưa ta, không, hình như là có like một lần rồi, nhưng mà hôm bữa là số lượng rất là ít, thành ra là chốt đơn của các chị cũng không có được nhiều. Các chị inbox rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ là hàng cũng gọi là số lượng có hạn. Ngày hôm nay bây giờ là lên cho các chị với số lượng cũng không có nhiều, tranh thủ là chị yêu nào thích cái set đồ của em Như đang mặc thì phải tranh thủ chốt liền cho em với một cái em áo rất là tiểu thư nè. Đó các chị ơi, đó em áo tiểu thư nhưng mà không có bị bánh bèo nha. Mua cho mình một cái em chân váy tần rất là xuất sắc luôn. Chân váy này là lưng thun, thành ra mình rất là dễ mặc, không có sợ bị chật hay là sợ bị rộng gì hết, mà mặc lên form rất là hách dáng. Tại vì khi mà nó xếp tần và nó phồng như thế này này, cảm giác cái chân của mình rất là thon và cực kỳ gọn nha. Rồi bây giờ là em Như sẽ báo mã cho các chị yêu nhà mình luôn. Rồi mã sản phẩm của em sẽ là AA9 cho em. Đó em chưa gì mà em thấy các chị đã lên đơn rồi nè. Sản phẩm áo là mã là AA9 cho em Như với cái mã áo gọi là cái này là hai món nha. Cái này tới hai món là các chị, có nghĩa là một cái em áo dây, một em áo ngoài dây lụa hai dây bên trong kèm với một em áo tơ bên ngoài nha. Một em áo kiểu như là nó sẽ có hai nha. Rồi để em chỉnh cái nơ, thì con gái con nướng mà thắt cái nơ là nhìn xu lắm luôn á. Chỉnh cái nơ lại ở các chị mua về cái gì các chị chỉnh là thắt cái nơ nhìn nó đẹp hơn em nha cả nhà. Rồi ok. Phải gọi là đi học thắt nơ quá các mọi người. Đã bây giờ là cái nơ ok hơn rồi đúng không cả nhà. Cái này em cũng sẽ lên cho mình hai tông màu, là tông màu kem với là tông màu trắng. Cái mẫu này đang cực kỳ hot hit nè. Tại vì các chị mua một mà được hai lần á. Với giá ngày hôm nay là 369.000 và free ship nha các chị. Chị ơi AA6 bao nhiêu vậy? AA6 là 159.000 giúp em nha chị Bảo Ngọc ơi. Để em xem này, AA6 là đúng không? 159.000. Nếu mà chị lấy thì cứ lên đơn cho em nha, một lát nữa em còn review lại. Bây giờ lên cho em là AA9 đi các chị. Cái áo rất là xinh. Em nghĩ một em áo xịn sò, sang xịn như thế này ngày hôm nay lên cái giá cực kỳ hấp dẫn. Cái giá gốc của mình là 555.000 ở cả nhà. Ngày hôm nay lên cho mình là 369.000 cho em Như nha. Có size S, M và L cho em luôn. Còn chị yêu này chưa chốt thì nhanh tay. Hai tông màu kem với tông màu trắng thì dễ mặc rồi. Thế vì em thấy là ví dụ như bình thường các chị mình mua một cái áo, gọi là một cái món hàng gồm hai cái trong này, các chị về các chị tách lẻ ra, các chị phối vẫn xinh. Tại vì bình thường các chị mua một cái em áo lụa bên trong á, áo dây lụa hai dây bên trong cũng đã 100+ rồi đúng không? Bây giờ em bán cả cái áo như thế này gồm hai món mà chỉ có là 369.000 và còn free ship nữa thì mình tranh thủ mình chốt đơn. Còn với cái chân váy này của em thì khỏi phải nói nhiều nữa cả nhà ơi, quá dễ thương luôn đúng không nè. Cái chân váy này em nói thật với các chị, gọi là chị em gái của mình là phải nên có một em trong tủ đồ. Tại vì phối với cái gì cũng được các chị ơi, rất là dễ thương. Ngày hôm nay mình muốn trở nên điệu đà một xíu, mình muốn đầm thắm một xíu, mình phối cho em nè. Phối với áo tiểu thư nè, phối với áo thun, phối với áo sơ mi, phối với áo kiểu đều được. Và ngày hôm nay giá bao nhiêu đây? AA10 cho em với giá là 200
69.000 và free ship. Với mẫu này ngày hôm nay em sẽ chốt gọi là số lượng có hạn nha. 269.000 cái chất liệu này thì em nghĩ là mặc rất là mát. Cái này không có quần bên trong các chị, nhưng mà nó sẽ có lớp lót nha mọi người nha. Nó có một cái lớp lót nữa, thành ra các chị yên tâm. Hai lớp, một bên lớp lót với lại cái này xếp tầng rồi thì em nghĩ nó không có bị dễ bay đâu, các chị yên tâm nha. Một tông màu xanh nè, với một tông màu vàng nghệ và một tông màu cam đất cho em. Ngày hôm nay chốt với giá 269.000. Em được gọi là lúc mà lên mà vào like cái này kiểm tra lại là cái số lượng nó không có nhiều. Thành ra chị yêu nào chưa chốt được, hôm bữa chưa chốt được thì ngày hôm nay chốt nha. Chứ bây giờ mà gọi là lên được hàng số lượng nhiều á để mà chốt nhiều đơn thì không có đâu các chị. Cái này em có size cho mình, nó lưng thun rất là dễ mặc. Ui em thấy cả cái set này mà đi chơi nha các chị, đi tiệc tùng nha, đi bestie nè, hay là mình nếu mà đi làm văn phòng công sở mặc kiểu này sao mà ai chịu cho nổi các chị. Đi làm văn phòng công sở mặc gọi là điệu đà y chang như đi trình diễn thời trang như thế này, ai mà chịu nổi đúng không nè hả. Rồi tranh thủ chốt cho em nha. A mấy đấy các chị ơi, A 9 là mã áo, A 10 là mã chân váy cho em Như nha. Rồi em thấy đơn của chị Ánh Nguyệt Vi rồi nè các chị. Quần short cho bao nhiêu vậy? Ok chị Nhi Trần nè. Mẫu này là một cái phần quà tặng mà em Như, nếu em Như sẽ bán với các chị là 30 chị nha. Hôm nay em có báo rồi nè. Cái này em xin Như sẽ lên cho các chị khoảng chốt khoảng tầm 30 chị thôi. Giá gốc của em này là 395.000. Nếu mà chị nào đặt hàng ở trong line thì em sẽ giảm giá trực tiếp là còn 299.000 và free ship nha. Ba tông màu, màu hồng nhẹ gọi là màu hồng phấn nè, màu kem với lại tông màu đen. Cái quần này kiểu như là quần lưng cao và viền bèo ống rộng rất là đẹp luôn. Mặc siêu hấp dáng, gọi là 1m50, 1m55 đều mặc được giúp cho em nha. Và em chỉ chốt khoảng là 30 đơn thôi cho 30 chị nào nhanh nhất. Nếu như chị nào lấy thì lên mã cho em là quần short kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. S, M, L em có đầy đủ 3 size cho mình ha. Rồi đó, cái này thì gọi là số lượng không có, thật ra là em không có thể mặc mà để like được. Đó là một phần quà tặng, nếu mà chị yêu nào lấy thì em vẫn chốt đơn cho mình luôn. Áo sơ mi đúng rồi, em cảm ơn chị Kiều nha. Vải áo gì vậy chị? Áo này của mình là gọi là chất tơ cái chị đó. Cái chất tơ này nó không có hề bị ngứa nha. Bên trong của mình là đã có gọi là một em áo lụa rồi. Cái này là gồm là một cái áo, một mẫu hai món nha. Áo gọi là một mẫu hai món, bên trong là áo lụa hai dây. Cái này là rời luôn, thành ra các chị mua một mà được hai. Ngày hôm nay cái áo này của mình là với giá là 369.000 và được free ship nha. Cái chất ở ngoài là chất tơ rất là đẹp luôn, bên trong là áo lụa hai dây ha. Cái mẫu này thì em nghĩ là quá gọi là, nếu chị yêu nào hay xem like này hoặc là hay mua quần áo là cái mẫu này đang cực kỳ hot hit rồi đúng không. Và cái giá gốc là 555.000 thì thay vì bình thường các chị mua cái giá gốc như vậy và không có được free ship, gọi là không có những ưu đãi, thì bây giờ trong like này nhà mát đang lên với giá là bao nhiêu các chị, đang lên với giá là tự nhiên cái quên. A10 đang lên với giá là 269.000 mà còn free ship nữa đúng không. À nhầm, áo là A9 chứ, là 369.000 cho em nha. Còn free ship nữa, còn chân váy là 269.000 và free ship. Nói chung tất cả các đơn hàng ngày hôm nay các chị đặt đều được free ship. Mình kiểm tra hàng trước khi nhận nè, và bên nhà gọi là được đổi hàng trong vòng 7 đến 30 ngày. Cho nên các chị yên tâm cho em Như nha. Rồi bây giờ em cảm ơn chị Nhật Tâm nha. Rồi em Như cao và nặng bao nhiêu vậy? Em là 1m58 và nặng là 44 cân á chị Ngọc Ngọc ơi. Mà mặc cái set này lên cảm giác cái người mình rất là hách dáng lên thêm được xíu. Tại vì bình thường á, cái phong cách bình thường của em như cũng hay mặc gọi là chân váy nó lên, nó trên gối. Tại vì em thấp thấp rồi mà em mọc, một là phải trên gối, hai là phải dài qua cái chân của em luôn, thì nhìn em nó mới hách dáng rồi các chị. Chứ mà mình mặc kiểu ngang ngang lỡ lỡ là nhìn em nó bị lùn lại á. Rồi bây giờ là em chuẩn bị, em sẽ lướt tặng cho 5 chị nha. Lướt tặng 5 chị trúng cái mini game. Và mỗi chị em sẽ dành tặng cho mình một cái voucher trị giá 200.000 đồng. Cái voucher này các chị sẽ được giảm giá trực tiếp khi mua những cái sản phẩm của nhà mát được không nè. Cùng với của nhà Sáp Lanka nha mọi người nha. Với thương hiệu 5 cái voucher là được mua giảm giá trực tiếp của nhà Sáp Lanka. Còn với nhà mát thì em sẽ dành tặng cho mình một em quần short nha các chị ha. Bây giờ là em sẽ dành tặng gọi là 5 cái voucher trước của nhà Sáp trước đi ha. Rồi hôm nay nhà Sáp chơi lớn lắm các chị. Một chị một cái voucher 200.000 và tới 5 chị lận đúng không. Bây giờ các chị ơi comment thật là nhiều giùm em dành 2 phút nha. Dành 2 phút để cho các chị comment nè, chia sẻ like nè. Chị nào chia sẻ, chị nào comment nhiều là em lướt đường nào cũng trúng mà. Rồi, bây giờ này tranh thủ dùm cho em Như nha. Chị nào mới vào là em Như sẽ phổ biến lại một xíu. Đó là mình chơi game này, mình chia sẻ giúp em Như là
3 đến 5 lần lên các trang hội nhóm cũng như là trang cá nhân ở chế độ công khai. Và nick Facebook của mình phải là nick thật, có tương tác, có bạn bè. Nếu là nick ảo thì em sẽ hủy kết quả và gửi tặng cho các chị khác nha. Và các chị vào like, các chị comment cho em là đồng hành, rồi là đồng hành gì, các chị đồng hành cùng thương hiệu, rồi tag giúp em 3 đến 5 người bạn vào. Nhớ hiển thị là người chia sẻ và comment tương tác thật là nhiều giúp em. Bây giờ em cho em mượn cái điện thoại ở bên ngoài của mọi người đi. Em lướt thử đi. Điện thoại của chị Hoài. Chị Hoài cho em mượn điện thoại. Tại vì các chị biết làm sao không? Cái điện thoại của em thấy nó bị ẩn comment nhiều quá. Em mượn cái điện thoại khác thử, em lướt thử nó có thấy được nhiều không nha. Lướt chơi game tặng 5 chị. Nhưng mà bây giờ các chị phải tương tác nhiều nha, tới 5 chị lần chứ không phải 1 chị đâu. Các chị nào bên Insta muốn chơi game á, qua Facebook liền cho em. Còn 2 phút để mình comment tương tác giúp em nha. Dạ. Cái này bên chị là nó vẫn hiện đúng không? Tại vì nó bị ẩn comment, các chị mà không tương tác nhiều quá, không comment nhiều là nó bị ẩn nhiều lắm. Đây nè, các chị em lướt lên thử các chị thấy không? Đây hiện tại là em kiểu phải nhấn vào á. Rồi, đồng hành cùng thương hiệu, nhớ tan bạn bè vào giúp em nha, đầy đủ cú pháp nha các chị. Rồi, chuẩn bị nha, em đếm ngược 5 giây rồi em lướt trước một chị nha các chị yêu ơi. Rồi đợi em xíu nha, áo có size gì, đợi em xíu, áo 3 size SML. Rồi. Bây giờ này các chị em sẽ thoát ra rồi em mới vào, em mới thấy được cái comment, chứ em ở yên ở trong này thì em không có thấy. Rồi mọi người ơi, 5, 4, 3, 2, 1, em sẽ lướt 3 lần. Chọn đúng một chị ngẫu nhiên. Đâu rồi? Đây, đây các chị. 1, 2, 3. Rồi, chị yêu nào đây ta? Chị yêu nào ở cái dấu tay em rồi mọi người? Đây, đây, đây để em... Đó, thấy không mọi người thấy không ta? Lê Hoài Phương Di đúng không nè? Đây cả nhà yêu ơi. Đây. Đây là chị đầu tiên nha. Rồi, chị Lê Hoài Phương Di em thấy là fan cứng rồi, có chia sẻ này, có tan bạn bè. Một chị đầu tiên, rồi tiếp theo comment nhiều cho em 5 giây để mất chị comment nè. Chị Phương Di ơi, chị comment xuống bên dưới giùm em nếu chị còn đang ở trong livestream để em biết cái nick của mình là nick thật nha. Rồi, tiếp theo này cả nhà thoát ra. Quay tiếp. Rồi, được tặng một cái voucher của nhà sáp Lanka và được giảm giá trực tiếp trên sản phẩm nha chị ha. Inbox lên giúp em nha, inbox vào trang bay giúp em để được nhận quà. Rồi, tiếp theo em đếm ngược 5 giây nữa nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, em Như sẽ nhấn vào. Lướt cũng lướt 3 lần nữa nha mọi người. Thiệt luôn á, em tức cái mình ghê á mọi người ơi. 1, 2, 3. Rồi, đây các chị. Đây, đây, đây. Tay em dừng ở chị ở điểm này. Chị Phạm Ngoan. Phạm Ngoan giúp em nha cả nhà ơi. Phạm Ngoan có chia sẻ nè, rồi có tan bạn bè. Chị Phạm Ngoan còn trong live comment giúp em. Chị thứ hai. Rồi còn tới 3 chị. Nghỉ mò xíu mọi người ơi. Còn 3 chị nữa nha. Em Như sẽ chuẩn bị tiếp nè. Chị nào mới vào live, tan bạn bè vào 3 đến 5 người, sau đó comment cho em nè. Đồng hành cùng thương hiệu, tan giúp em 3 đến 5 người bạn, chia sẻ giúp em lên các trang hội nhóm từ 3 đến 5 lần để bên hệ thống kiểm tra lại. Nếu mà hệ thống kiểm tra các chị không hợp lệ là em sẽ dạy lướt để tặng chị khác. Rồi em còn mấy cái các nhà, cả nhà, em còn mấy cái voucher nữa, 3 cái đúng không các chị? Rồi 3 cái voucher nha, mỗi voucher chỉ giá 200.000 đồng. Thoát ra. Rồi đếm ngược tiếp nè. 5, 4, 3, 2, 1. Vào tiếp các chị ơi. Đâu rồi? Đây. Lướt nha mọi người. 1, 2, 3. Không biết là có thấy được cái comment không nữa mọi người ơi. Đây, đây là chị nào đây? Đọc giúp em với. Chị Phương Thúy Nguyễn nha. Chị Phương Thúy Nguyễn có chia sẻ, có comment. Rồi, chị Phương Thúy Nguyễn còn trong live thì comment lên giúp em. Rồi nếu comment rồi thì inbox lên trang bay giúp em để em bên hệ thống xác nhận nha. Các chị nhớ tên giùm em nha, em đã công bố rồi cho một lát nữa em quên hết á. Rồi tiếp theo nha mọi người, hai cái nữa. Ôi ngày hôm nay tặng nhiều quá mọi người ơi. Hay là em để chị thôi tặng luôn hả? Nãy giờ các chị qua lâu quá rồi hả? Rồi tặng luôn nha mọi người, tặng một lần 5 cái voucher, em chưa bao giờ like mà tặng gọi là nhiều như vậy luôn á mọi người. Rồi, 5 giây cuối cùng để em vào em kiểm tra thử là em thấy được comment hay không để em cho. À rồi ok, thấy được comment nha. Mọi người nhớ comment nhiều nhiều lên cho em Như là nó dễ trúng lắm. 5 4 3 2, 1, hết giờ, nhấn vào giúp em. Không nhấn được, đây đây đây. Rồi, em lướt 3 lần nha mọi người. 1, 2, 3.
đây, à đây, à đây. À, chị Mỹ Loan, ủa Mỹ Loan mới đây có trúng gì ta? Chưa đúng không? Chưa đúng không chị Mỹ Loan? Ok này chị Mỹ Loan nha người đẹp ơi. Mỹ Loan có chia sẻ chưa ta? Rồi ok chị Mỹ Loan có chia sẻ. Mấy người rồi mọi người? Bốn người, bốn chị rồi đúng không? Còn một chị cuối cùng. Rồi ngày hôm nay ai là người may mắn đây? Trời em đứng mà em mỏi luôn á các chị. Rồi mọi người ơi tiếp tục nha, em thoát ra nha để mới thấy được cái comment, chứ ở trong này là chỉ có mấy comment hoài vậy. Rồi 5 giây nữa mọi người. 5 4 3 2 1. Chị cuối cùng là chị nào đây? Em Như xin phép nhấn vào. Nhấn vào. Rồi lướt nha. 1 2 3. Chị nào đây? Chị nào đây? Chị gì đây mọi người? Hiền Nguyễn nha. Chị Hiền Nguyễn giúp em nha. Chị Hiền Nguyễn ơi, có chia sẻ. Ôi sao mà bữa nay chọn người lướt chị nào là trúng chị đó luôn á. Rồi chị Hiền Nguyễn ơi, còn trong like thì comment lại giúp em nha. Hôm nay là lướt chị nào là trúng chị đó luôn á cả nhà. Xuất sắc luôn. Rồi đủ 5 chị rồi nha mọi người. Đó, một lát nữa em vẫn còn một cái chiếc quần short dành tặng cho các chị ở nhà mát nữa, cho nên là mình còn chơi game nữa, các chị yên tâm cho em. 5 chị hiện tại mà vừa gọi là em đọc tên á thì comment xuống bên dưới giúp em và inbox vào trang bài giúp em nha. Còn bây giờ là em tiếp tục giới thiệu lại cái này khoảng tầm 10 giây rồi em qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Với mặt sản phẩm áo em đang mặc là AA9 cho em Như đây. Ngày hôm nay lên cho các chị là vì giá là 369.000 hai tông màu, một em áo gọi là hai món nha, một bên dây áo dây lụa bên trong và một em chất gọi là chất tơ bên ngoài rất là tiểu thư và điệu đà. Ngày hôm nay lên cho các chị là 3 size SML, một tông màu kem với một tông màu trắng cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ sang ha. 369.000 cho em. Vườn chân váy của em sẽ là mã AA10. Ngày hôm nay lên cho các chị với giá là 269, ba tông màu xanh rêu này các chị, màu cam này với lại màu vàng cho em nhá. Cái váy này thì khỏi phải bàn, cái chân váy này mặc lên siêu hách dáng các chị ơi. 269 SML lưng thun rất là dễ mặc nha. Rồi xuất sắc. Rồi em Như xin phép là qua mẫu luôn nha các chị Như nha. Rồi ok bây giờ thì Hoài sẽ qua đầm cho các chị mình đi. Tại vì nãy giờ là vừa lên set này nhưng mà khá là ít đầm của các chị mình. Thì bây giờ Hoài sẽ lên một chiếc đầm các chị mình có thể mặc đi tiệc, đi chơi cho Hoài. Đầm này thiết kế rất là cao cấp nhưng mà mức giá giảm hôm nay lại siêu mềm các chị mình nhá. AB1 là mẫu đầm của Hoài đang mặc, hôm nay đang có mức giá gốc cho Hoài là 725.000, thì trong live em giảm tiếp cho mình còn 339.000 đầm này thì các chị yêu ơi. Đầm thiết kế lên cho mình hai màu và cái điểm đặc biệt của đầm này là siêu xịn sò luôn các chị mình nhá. Hôm nay mà chị nào sở hữu ngay cái đầm này phải gọi là cơ hội vàng đấy ạ. Tại vì Hoài sẽ để gần trước để các chị xem cái chất liệu trước thì sau đấy em giới thiệu sản phẩm nó sẽ ok hơn các chị nha. Các chị nhà mình xem cái chất liệu đầm cho em Hoài này. Em này là lên chất liệu cho mình đó là cô tông nhưng mà phối cho Hoài thứ nhất đó là phần voan ở phần tay, voan lưới ở phần tay này. Và thứ hai là trên cái vân vải các chị mình có thấy rõ đúng không ạ? Trên vân vải này sẽ phối cho Hoài kiểu như dạng may chỉ nổi, theo chỉ nổi hoàn toàn lên 100% lên chất đầm luôn. Cái này thì hơi khó đấy các chị mình có thể thấy ở trong livestream nhưng mà thật sự ở ngoài nó rất là đẹp và không phải là một tấm vải cô tông thường mà nó còn may thiết kế cho mình đó là thêm cái phần đường vân chỉ ở trên nổi trên mặt vải cho Hoài và đầm đang có cho mình hai màu các chị mình nhá. Đầm này hiện tại Hoài đang có tông màu trắng và tông màu đen. Hai tông màu này là hai tông màu căn bản và dễ mặc nhất đối với các tông màu hiện tại luôn các chị ở mình ha. Đen trắng là những tông màu mà theo thời gian nó sẽ không bao giờ bị lỗi mốt và mặc có thể là hoài luôn. Da trắng, da ngăm, độ tuổi bao nhiêu mình vẫn có thể mặc được cho em Hoài này. Em đầm form dáng cho mình đó là phần cổ cho mình sẽ là cổ vuông và phần phía trên cổ này em sẽ phối cho mình đó là phần ren lười đấy các chị mình nhá. Cổ cho em Hoài thì cái mẫu này sẽ phối hợp cho cổ vuông thì nó sẽ phù hợp với phần tay bồng và tay dạng bí. Em này sẽ lên tay bí cho các chị mình rất là xinh. Đầm thiết kế cho mình hai lớp và form đầm cho Hoài sẽ là chấm gối. Đối chị nào cao 1m5 thì mình sẽ mặc quá gối cho em Hoài luôn nhá. Phong đầm cực kỳ yêu luôn các chị ạ mình ạ. Và đầm này mình có thể là mua mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc cho Hoài. Và cái phong dáng đầm này thì rất là che cái điểm tốt cho các chị ạ mình luôn. Chị nào mà bình thường ví dụ như mình có cái phần vòng 1 của mình này hơi khiêm tốn hoặc là vòng 2, vòng 3 của mình nó khá là tròn chỉnh thì Hoài nghĩ là sở hữu những cái form đầm này sẽ rất là dễ mặc và mình chỉ cần phối xương xương cho Hoài thêm một chiếc túi xách hay là thêm một đôi giày thôi là Hoài nghĩ mình có thể sùng xính ra đường được các chị yêu ha. Form đầm thì siêu xòe cho em Hoài luôn. Đấy các chị nhà mình, đầm này bầu bì và kiểu các chị nhà mình tầm 4-5 tháng đổ lại mình vẫn có thể bon chen thoải mái giúp em Hoài. Đối với màu đen khi mà mình mặc lên thì nó không có rõ các họa tiết lắm các chị mình ơi. Không biết các chị xem livestream thấy ánh sáng có ok hay không, còn hiện tại thì đối với màu đen nó sẽ hơi
khó thể họa tiếp một xíu, nên Hoài sẽ cố gắng là cầm màu trắng để các chị dễ xem nhá. Cái phông đầm này mặc ở ngoài nhìn eo nó nhỏ hơn là ở trong live, tại vì màu đen với là tóc của Hoài nữa, là nhiều lúc là cái tóc nó che mất cái phần eo, bản eo của mình đi, là nhìn nó sẽ tròn hơn một xíu các chị mình nhá. Nhưng mà đầm này mặc ở ngoài rất là xinh, tại vì một mẫu đầm mà có mức giá tới 770, nhưng hôm nay trong live stream em giảm trực tiếp cho mình chỉ còn trên Hoài là 339.000 thôi, là các chị em mình phải thật là nhanh tay để chốt đơn cho em Hoài luôn nhá. Size số hiện tại thì mình vẫn còn cho các chị em mình là đầy đủ đấy ạ, 3 size S, size M, size L. Dưới 65 cân là mình sẽ mặc vừa đầm này, và eo dưới 75 là mình sẽ mặc vừa cho em Hoài cái phong đầm này luôn chị yêu nhá. Chị Phí Thị Toan ơi, mẫu đầm này 339.000 là mức giá giảm, và hiện tại em này đang có giá gốc cho em Hoài đó là 725.000 nhá. Chắc để Hoài để tóc phía sau đi thì nó mới thấy được cái phần eo các chị mình ạ. Không biết là có thấy được cái phần eo hay không, tại vì do cái màu đen nó tệp vào đây cái phần eo của mình, nên là khi mà mặc cảm giác của eo của mình nó sẽ bự bự hơn, và các chị là mình sợ là mặc mẫu này bị mập ấy, thì không hề đâu các chị mình nhá. Do cái phần tóc của Hoài nó tệp ngay với cái phần mẫu đầm đấy ạ, nên là cảm giác là người của mình nó sẽ tròn, nhưng mà nếu như mà đúng ra là cái mẫu này mặc sẽ không có bị tròn người đâu chị yêu ha. Màu trắng ạ, à, chị yêu ơi, lên màu trắng, lên mã cho em Hoài đi chị yêu ơi. Lên mã cho Hoài là AB1 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công nha chị Thanh Tú nhá. Các chị chốt mã giúp em Hoài đúng cú pháp giúp em Hoài nha các chị yêu ha. Rồi mẫu đầm này cho em chỉ có 339.000. Thực ra cái mẫu đầm này đối với chất liệu này khi các chị nhà mình mua ở ngoài thị trường á, Hoài nghĩ bèo nhất cũng là tiền triệu, tại vì đối với nhà Mark mang đến một cái mức giá gọi là chỉ có số đầu ba con số thôi, 725.000 là mức giá đã gọi là siêu đã và siêu phá giá rồi. Nhưng hôm nay Hoài mang đến cho livestream chỉ có 339.000, và các chị yêu còn được miễn phí ship nữa. Các chị ơi, bây giờ mình sẽ ngưng comment đó là mini game nha. Bây giờ mình sẽ ngưng comment mini game. Cuối live Hoài sẽ còn một voucher 300k nữa cho mình nữa. Cuối live Hoài sẽ có một cái voucher 300k, và các chị yêu này thì díu nữa khi nào mà chơi voucher chơi mini game mất thì Hoài sẽ đưa ra cú pháp khác nhá. Cuối live Hoài sẽ đưa ra một cái cú pháp đặc biệt cho các chị mình, nên là mình cố gắng là bây giờ mình tương tác ở trong livestream này. Chờ em Hoài một xíu xíu, em Hoài sẽ tặng quà cho chị mình sau ạ. Bây giờ mình sẽ ngưng cái chương trình mini game luôn. Cuối live vào những phút cuối thì Hoài sẽ tặng voucher 300k để áp dụng trên tất cả sản phẩm của nhà em. Và cái cú pháp cuối live thì sẽ khác cú pháp đầu live, nên là bây giờ mình sẽ không comment cú pháp đầu live đấy chị yêu ha. Rồi các chị nhà mình quan tâm mẫu đầm này nhanh tay chốt mã giúp Hoài. Ok chị Ngọc Mai, Hoài chốt AB1 cho mình mã sản phẩm màu trắng này, rất là đẹp luôn. Đầm này thực ra để Hoài ướm thử màu trắng, tại vì bây giờ thì không có thời gian để mình có thể mặc được hai màu, nhưng mà Hoài sẽ ướm màu trắng các chị xem nhá. Màu rất là đẹp, tại vì đen trắng là cái màu siêu khách dáng và siêu tôn da các chị mình. Mà cái đặc điểm của đầm này các chị em mình mặc lại không có bị tròn người đâu, tại vì là do cái màu đen nó thì nhìn không có rõ lắm, nhưng mà tại vì màu trắng thì em đã mặc rất là nhiều những cái sản phẩm màu trắng rồi, nên Hoài muốn là đổi một cái phong cách khác, đó là mặc cái màu đen để các chị nhà mình có thể là tưởng tượng màu đen nó mặc lên như thế nào. Nhưng mà đúng ra cái đầm này khi mà lên livestream mặc màu trắng các chị em mình sẽ dễ thấy cái vân đầm này và sẽ dễ thấy cái phong đầm hơn, nhưng mà lý do là tại vì màu trắng đã lên quá nhiều sản phẩm rồi, mà mình cố gắng là lên vừa xen kẽ trắng đen để các chị mình có thể dễ dàng xem phong đầm hơn nha. Đầm này cho em Hoài thì không có mặc quá gối đối với chị nào trên 1m58 các chị nhá. Trên 1m58 chắc chắn mình sẽ mặc trên gối, còn nếu như chị nào 1m55 đổ xuống á thì mình mặc cho em Hoài sẽ là gọi là chấm hoặc là quá gối cho Hoài luôn. Tầm 1m55 thì mình sẽ mặc quá gối nhá. Phong đầm này thì gọi là phong đầm dáng vừa các chị hà, không quá dài cũng không quá ngắn, và mặc lên form cực kỳ dễ mặc cho các chị mình luôn. Áo trắng mẫu mặc bao nhiêu? Áo trắng mẫu đang mặc, à cái này là chắc là comment bị lên bị chậm rồi. Hoài sẽ hỗ trợ mình mã của Như luôn nhá. Bây giờ Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm của Như cho các chị mình này. Em áo của Như sẽ là AA9 369.000 các chị yêu nhá. 369.000 mã sản phẩm AA9 là mẫu áo trắng lúc nãy Như mặc. Chị yêu nào quan tâm mẫu áo trắng của Như mặc thì lên mã sản phẩm kèm thoại trên Hoài. Ok chị Phí Thị Toan, Hoài chốt cho mình mẫu đầu em đang mặc màu đen ạ. Chị Thanh Tú em chốt AB1 màu trắng cho mình rồi nhá. Các chị nào mình lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại trên Hoài. Đầm này nếu như mình muốn an toàn thì Hoài khuyên thật là mình nên lựa màu đen các chị yêu nha. Màu đen thì bao giờ nhìn mình sẽ rất là gầy và rất là trẻ, có điểm rất là tốt. Nhưng nếu như chị yêu nào mà thích những cái tông màu gọi là tươi mới thì màu trắng là cái tông màu không thể nào bỏ qua được đúng không ạ? Mình có thể phối cho Hoài thêm phụ kiện nhá, để có thể là tăng lên cái độ đẹp của sản phẩm. Thứ nhất là Hoài đang phối một cái túi cùng màu và một đôi dép giày cùng màu luôn các chị yêu ha. Còn nếu như chị nào mang màu trắng, mình có thể là phối những cái túi màu đen cũng được, hoặc là mình có thể mang thêm mũ này hay là túi này. Đối với mẫu đầm này các chị nhà mình mặc cho em Hoài đi du lịch cũng đẹp lắm, đi biển cũng được, đi những cái dịp mà kiểu như là đi những cái tỉnh như Sapa mùa sắp tới thì Hoài nghĩ là những cái tỉnh đấy là những cái tỉnh mà các chị nhà mình rất là ưa chuộng để đi du lịch luôn. Tại vì vào thu thì
đa phần là khu vực miền Bắc này hay là những cái khu vực lạnh sẽ được các chị mình ưa chuộng cực kỳ nhiều. Rồi cái phần tay này sẽ là tay bí, và đặc biệt ở bên trong tay bí này sẽ có cho em một cái lớp lười các chị đâu nhá. Và phần tay này chị em sẽ có độ co giãn, đấy là điểm cộng cực kỳ luôn các chị hạ. Tại vì nếu như những chị nào đã qua cái quá trình gọi là sinh nở hoặc như nào bắp tay của mình nó hay tròn trịa hơn một xíu ấy, thì mình hay ngại mặc những cái phần bo cứng, tại vì nó sẽ khá là ôm sát vào tay và hơi khó chịu. Hoặc là giống như tay của Hoài ấy, tay của bắp tay của Hoài cũng khá là tròn, nên là nhiều lúc mà Hoài mang cả những cái mẫu gọi là không có co giãn ấy, Hoài hay bị quá bó sát vào các phần tay, em hoạt động hơi khó. Nhưng mà riêng em này tay bí nhưng mà có bo chun luôn các chị nhá, là mình đảm bảo là phần tay của mình sẽ rất là dễ dàng gọi là cử động và nó không có ảnh hưởng tới phong đầm các chị yêu ha. Rồi mẫu này hiện tại Hoài sẽ chỉ chốt cho mình thêm tầm 2 phút nữa các chị mình nhá, 2 phút để mình chốt mẫu này và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mã mới. Với chị yêu nào đang quan tâm mẫu đầm này, nhanh tay chốt mã sản phẩm cho em Hoài. Chị Hoài mặc màu đen lấp lánh kìa, đúng rồi các chị mình ơi, cái đầm này ở ngoài nó sẽ có độ lấp lánh các chị mình. Em này sẽ có phối cho em Hoài thêm một vài cái kim, không phải là kim sa mà là cái viền, cái đấy hay gọi giống như kiểu xà cừ các chị mình. Em nó sẽ có thêm một cái vài viền hình tròn thì kiểu như ánh sáng xà cừ nhá, rất là đẹp. Và khi các chị mình mặc ban đêm này, mặc đi tiệc này hoặc là ra ánh nắng, nó sẽ thấy hơi lấp la lấp lánh và cái độ lấp lánh nó rất là ít, không có bị lố các chị mình nha. Tại vì cái đầm này form dáng của nó đã khá là gọi là thanh lịch rồi, nên là em này sẽ không làm lấp lánh quá nhiều. Làm lấp lánh quá nhiều nó sẽ bị trẻ quá các chị, và em này chỉ có độ lấp lánh vừa phải thôi. Và khi các chị nào mình đi ban đêm thì nó sẽ có độ óng ào ảnh rất là sang. Ở trong live thì mình có thể thấy rõ được cái độ lấp la lấp lánh khá là kiểu như là galaxy các chị mình. Em này nó không tập trung vào một điểm mà nó sẽ chỗ ít chỗ nhiều, chỗ ít chỗ nhiều, cảm giác nó sẽ rất là ảo luôn, nhìn nó kiểu như galaxy rất là đẹp các chị mình ha. Và chị nào thích mẫu này thì nhanh tay chốt mã cho em Hoài nha. À chị Phạm Thị Thúy ơi, mẫu này cho em Hoài mức giá cho mình sẽ là 339.000, mã sản phẩm cho Hoài là AB1 nha. AB1 kèm màu trắng kèm màu đen để được chốt đơn hàng với giá đó là 339.000 ạ. Chị Phạm Huê ơi, Hoài vừa báo giá cho mình đó là 339.000 là mức giá giảm nha, giá gốc tới 725.000 đấy chị yêu ha. Quần hồng treo phía sau bao nhiêu? Quần hồng này các bạn nhà mình đã lên giá chưa ta? Để Hoài xem cái quần hồng này các bạn nhà mình có cho giá không. Rồi quần sóc này trên Hoài là 395.000 đúng chị? À 299. Quần này giá gốc cho Hoài là 395, thì trong live em giảm tiếp cho mình còn 299.000. Chị nào thích quần sóc lên mã cho Hoài quần sóc kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Quần này đang có mức giá giảm tới làm tầm 100.000 các chị mình, và quần sẽ có tới tận 3 màu ạ, hồng, đen và màu be nhá. Hoài sẽ treo phía sau để các chị mình xem cái bảng màu trên Hoài ha. Hồng này, đen và màu be trên Hoài với mức giá 299.000. Chiều thích quần sóc chốt ngay mã sản phẩm quần sóc kèm loại trên Hoài là được chị yêu ha. Rồi mẫu đầm này thì Hoài sẽ chuẩn bị qua mã các chị nhá. Em như đã hứa thì đúng phút 52 Hoài sẽ qua mã này. Và chị nào đang thích đầm này nhanh chóng lên mã cho Hoài đó là AB1 kèm số hại để được chốt đơn hàng thành công với 339.000 và có form size đầy đủ các chị yêu nhé. Bây giờ Hoài sẽ để Như tiếp tục qua mã sản phẩm mới ha. Rồi, em qua tiếp một cái em gọi là một em đồ mặc nhà các chị ha của ABC luôn. Cái mẫu này thì em thấy là cái quần của mình nó theo cái phong cách gọi là quần ống suông, quần ống rộng ha. Hiện tại em như cao 1m58 mà em mặc em thấy vẫn rất là ok. Với chất liệu là lụa satin rồi các chị ơi, đã nói tới hàng lụa thì em không gọi là nói về cái chất liệu nhiều nữa. Sang xịn mịn và lụa em thấy là có từ xưa giờ đúng không nè. Và nó cũng là một cái chất liệu mà giá lúc nào cũng không bị tụt dốc đúng không. Và ngày hôm nay nhà IBC lên cho mình một cái em gọi là đồ bộ ở nhà như thế này. Em thấy là họa tiết lá lá này nhìn nó rất là mát mẻ, phù hợp cho cái mùa hè như thế này. Em sẽ gọi là cái này là các chị có thể mua rời cũng được nha, không cần phải là mua cả bộ đâu. Tại vì em thấy là với cái chiếc áo này nè, các chị có thể phối đi làm văn phòng công sở các chị ha, phối thêm một cái chân váy gọi là chân váy công sở màu đen, rồi khoác thêm cho em một cái áo vest ở ngoài nữa cũng rất là đẹp luôn. Hoặc là cái những cái tông màu nào các chị kiểu phố nó trùng với thêm một cái họa tiết, một cái tông màu trên cái sản phẩm mà em Như đang mặc thì nó cũng rất là hợp luôn. Bây giờ em Như sẽ báo mã luôn cho mình nha. Mã sản phẩm áo của em sẽ là IB4 cho em Như ngày hôm nay. Chiếc áo này và chiếc quần này sẽ lên cho các chị đồng giá luôn. Áo 199 và quần cũng là 199.000 luôn. Quần của mình sẽ là lưng thun nhá. Có này gọi là có túi và form quần kiểu ống suông này. Ui mặc cái này nó dễ chịu mà nó thoải mái kinh khủng khiếp luôn các chị. Mặc khi mà các chị nhận hàng về các chị mặc cảm giác rất là mát nè, rất là thoải mái. Tại vì hàng lụa mà các chị, đúng không này, nhìn nó trơn trơn nữa, lụa satin thì làm sao mà chịu cho được. 199.000 mã áo hoặc là 199.000 là mã quần cho em. Với màu sản phẩm này thì em Như có tới là 4 tông màu nha các chị nha. Đây em sẽ đưa lên cái màu áo trước ha. Một em tông màu xanh đen họa tiết nè, một em tông màu xanh đen trơn với một tông màu là màu hồng,
màu hồng nha các chị ha. Đây, màu hồng phấn. Có tới 4 tông màu. Những sản phẩm đồ này là của nhà ABZ luôn có tăng đơ đằng sau để các chị điều chỉnh mặt. Tại vì nhiều khi á là nếu mà không làm tăng đơ thì các chị mặt nó bị rộng quá thì sao, đúng không này? Những chị mà mình có cái vòng một mình hờ gọi là ok rồi á thì mình mặt á cũng không sao hết. Nhưng mà với những chị mà vòng ngực của mình nó hơi khiêm tốn một xíu này thì mình phải có cái tăng đơ để mình điều chỉnh được cái độ rộng và độ chật của nó thì rất là hợp lý luôn. Vì riêng cái mẫu này thì em thấy là em sẽ chốt khoảng tầm là 2 phút thôi nha cả nhà. Form quần này thì em thấy là rất là xinh. Đó, ở nhà mình đi dạo dạo cũng đẹp nữa các chị ha. Dễ thương. Mẫu này thì em thấy là các chị có thể lấy cho em 2 đến 3 mẫu cũng được. Tại vì bộ này, những cái sản phẩm này là mình mặc thường xuyên, mình mặc hàng ngày đều được mà, đúng không? Thì mình đừng gọi là bình thường các chị không biết là những cái bộ pyjama bình thường á các chị là giá cũng phải là 300-400 ngàn là cái giá bình thường rồi. Còn đây là hàng này là hàng độc quyền của nhà ABC nha. Là chỉ có nhà ABC mới có những cái sản phẩm này và độc quyền đó. Là ngày hôm nay lên với cái giá là 199.000 một cái sản phẩm. Nếu mà các chị mua 2 sản phẩm thì đã được free ship rồi. Tất cả các đơn hàng mình được free ship nữa. Và em thấy rất là sang và cực kỳ quyến rũ nha. Cái mẫu này mình mặc lên mình thấy mình đẹp lắm các chị, rất là sang trọng luôn á, đúng không này? Thay vì cái gọi là các chị mặc ở nhà mình hay phối áo thun hay là quần short bình thường thì em thấy là mình mặc những cái sản phẩm này này lên cảm giác mình rất là sang. Và giá ngày hôm nay thì em nghĩ là không thể nào mà có trong những cái chương trình ở live nào nữa đâu. Tại vì nhà ABC thì cũng rất là gọi là ít live stream cho các chị ha. Cho nên bây giờ trong cái buổi ngày hôm nay thì em mong là các chị sẽ chốt được những cái sản phẩm mà các chị gọi là đã săn, gọi là muốn mua từ trước nhưng mà bây giờ chưa có cơ hội. Ngày hôm nay vừa được xem trực tiếp sản phẩm ở trên live này, vừa thấy được cái giá sale hợp lý thì mình phải chốt đơn cho em. Với những mẫu sản phẩm này em có đầy đủ size cho mình hết. Tại vì cái này là lưng thun nữa này các chị, mặc rất là dễ chịu. Các chị mà size XL nè, 65 cân đổ về thì mình cũng có size thoải mái cho em nha. Bây giờ em báo lại màu nè, một tông màu xanh xanh đen trơn, một tông màu hồng kiểu màu hồng cam á các chị ha, kiểu màu cam cam á, rất là dễ thương. Cái màu này mặc lên rất là ngọt luôn á. Và tiếp theo là màu xanh đen họa tiết giùm em. Rồi, với màu tiếp theo là một cái màu gọi là màu kem trắng họa tiết. Em đang mặc trên người tổng cộng là sẽ có 4 màu cho mình. Một sản phẩm là áo là 199 và quần là 199. Áo là IB4 còn quần sẽ là IB6 giùm cho em Như nha. Để em xem là nó có bị ẩn comment không để em đọc. Nhiều khi các chị tương tác mà em không có thấy được hết á. Bao nhiêu em chị không mua trong live có giá này không? Không mua trong live không có giá này. Trời ơi tại sao không mua trong live? Đúng không người đẹp này? Em thấy chị Vy Nguyễn cũng đã chia sẻ live này. Mình nhanh tay mà chốt đơn trong live thì mới nhận được giá ưu đãi. Tại vì nếu mà không có chốt đơn trong live thì bên hệ thống là không có gọi là lên được cái giá ưu đãi mà sẽ lên cái giá gốc nha các chị nha. Em thấy là cái không biết là bây giờ các chị mà chậm chờ nữa thì em sợ nó hết hàng. Tại vì ABC đang lên với cái số lượng rất là ít luôn nha. Chốt đơn trong live giùm em đi mọi người. Rồi một bộ bao nhiêu vậy em? Các chị có thể lấy cho em là cả bộ cũng được, mà các chị có thể lấy cho em rời áo riêng, quần riêng cũng được nha. 199 là 398 ngàn cả bộ nha các chị, được free ship 398 ngàn cả bộ. Còn một sản phẩm, một áo hoặc là một quần đó là 199 ngàn một sản phẩm các chị yêu nha. Rồi bây giờ em show màu lại được chưa nè, em thấy các chị đang lên đơn nè. IB4 các chị Hoàng Yến em thấy đơn IB6 luôn rồi, ok em chốt đơn cho mình nè. Màu hồng nhạt, rồi em thấy đơn của chị Nguyễn Hân nè. Bao nhiêu ký vừa em? Em có size số hết nha chị Cherry Trần ơi, S, M, L và XL. Những sản phẩm số lượng nó còn ít đó thì các chị tranh thủ chốt giùm em. Tại vì nhiều khi nó hết gọi là hàng sale thì cái số lượng size nó không phải lúc nào cũng đầy đủ hết. Thật ra mình thích cái mẫu nào mình tranh thủ mình chốt. Cái lưng quần của mình là cũng là lưng thun này các chị. Áo thì mình có tăng đơ điều chỉnh ở đằng sau nữa. Thì những cái mẫu này mình ở nhà mình mặc nó rất là dễ chịu và thoải mái, đúng không nè. Vừa mát mẻ, vừa xinh, vừa sang và giá ngày hôm nay cực kỳ xịn nữa. Bây giờ chốt đơn cho em nhá. Vô chờ áp dụng giảm cho đang không chị, voucher là giảm giá trực tiếp trên của Sáp Lanka giùm em nhé. Voucher 200 ngàn lúc nãy em tặng cho các chị đó là một cái phần gọi là một cái phần quà của nhà Sáp Lanka dành tặng cho 5 chị nhé. Còn nhà mát thì các chị em đã giảm giá trực tiếp trong live rồi cho nên là những cái voucher này không có được giảm giá trong live của nhà mát nha mọi người nhé. Rồi bây giờ là em Như thấy là các chị đang chốt đơn rất là nhiều nè. Rồi, tại vì các chị biết sao, em thấy là cái sản phẩm của này là của ABC là đã lên gọi là sale giá cực kỳ thấp rồi, có 199.000 một em như thế này thôi. Bình thường cái giá thì em không cần biết bao nhiêu nhưng mà với những hàng lụa satin thì giá lúc nào nó cũng cao hết đó các chị ha. Còn bây giờ là đã sale giá thấp lắm rồi, các chị tranh thủ chốt giùm em nha. Bây giờ em Như sẽ chuẩn bị qua mẫu luôn. Bao nhiêu em? 199.000 áo 199, quần 199, áo là mã IB04 cho em. IB4 còn quần là IB6 cho em Như nhé. Phần quần ống suông ống rộng như này mặc lên siêu hát dáng và thoải mái cho em. Bây giờ em Như sẽ qua mẫu luôn các chị yêu ha.
Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua một cái set mới các chị mình nhá. Mình sẽ lên xen kẽ các chị mình nhá. Hôm nay thì sản phẩm rất là nhiều và sẽ có rất là nhiều cái mã, và là vừa có túi sách, vừa có giày dép này, vừa có đồ ngủ và kể cả là những sản phẩm đi chơi, đi làm dành cho các chị mình nữa. Thì hôm nay là một cái livestream siêu đặc biệt và siêu bão ưu đãi cùng em Hoài. Thì hôm nay mình sẽ lên tiếp mã sản phẩm set Hoài đang mặc nhá. Em set của Hoài đang mặc này, áo cho em Hoài sẽ là AB2 ạ. AB2 là mẫu áo của Hoài đang mặc với mức giá cho Hoài chỉ có là 269.000, là mức giá giảm với em này đang có giá gốc là 595.000 chị yêu nhá. Cái mẫu quần chân váy của Hoài đang mặc sẽ là AB3 với mức giá là 455.000, giảm trực tiếp cho mình còn 339.000. Tính năng nguyên set ngày hôm nay mình chưa mua, mình mua không đến 700.000 các chị mình, trong khi đó giá gốc của em này là tới là 1.200.000 luôn các chị mình nhá. Giá gốc của em này tới 1.200.000 nhưng hôm nay mình mua không đến 700.000 và em đã giảm trực tiếp cho mình khá là nhiều rồi. Và hiện tại bây giờ Hoài sẽ giới thiệu trước cho mình mã áo ha. Áo là một mẫu áo ren lỗ rất là đẹp các chị mình. Bên trong sẽ kèm lớp lót cho Hoài và áo sẽ có hai màu các chị mình nha. Áo Hoài có cho mình đó là màu đen và màu trắng. Chất liệu cho Hoài đó là ren lỗ và em này sẽ là form áo crop top. Nhưng mà các chị nhà mình đừng sợ là áo crop top là form quá ngắn nhá. Em này là form dáng vừa các chị mình ơi. Hoài thay đổi với cái form dáng này thì nó chỉ cần mang cho em Hoài với là chân váy lưng cao hoặc là quần lưng cao thì chắc chắn sẽ không bao giờ lộ cái phần da thịt của mình hay là phần rốn của mình ra đâu các chị yêu nha. Cái mẫu này thì em này sẽ mang được hai kiểu luôn ạ. Một là mình mặc cho em Hoài là cao vai, hai nữa là mình có thể mặc hơi bịt vai ra cho em Hoài cũng được. Em thấy là mẫu này mình sẽ mặc được hai kiểu dáng nên là các chị nhà mình thích mặc kiểu nào cũng sẽ rất là ok. Và form cho mình sẽ là form dáng hơi cổ thuyền nếu như mình mặc ngang ra này, còn nếu như mình mặc cao lên nó sẽ là lên form cho mình đó là cổ vuông các chị ha. Phần phía trước cho Hoài sẽ là phối bèo và thực ra là cái phần ren này rất là đẹp các chị. Đây mình có thể thấy rõ cái phần ren dưới Hoài siêu đẹp luôn và siêu hách da hách dáng các chị mình. Em này thì hiện tại Hoài chỉ còn cho mình đó là màu đen và màu trắng nhưng mà số lượng của em này siêu ít, cho 3 size nhá. Size S, size M và size L cho Hoài mẫu này. Chị nào tầm dưới 65 cân và eo dưới 75 là mình có thể chốt ngay cho Hoài mẫu này được ạ. Còn chân váy của Hoài đang mặc thì em đang có cho mình hai tông màu để các chị nhà mình lựa chọn. Thực ra cái concept này mình mua một mà được hai các chị mình nhá. Mình có thể là dùng áo đen phối với chân váy trắng hoặc là dùng cái chân váy đen, chân váy đỏ để phối với áo đen này hoặc là áo trắng thì đều rất là ok. Chân váy thì Hoài lên mã sản phẩm cho mình là AB3 các chị mình nhá. 339.000 mẫu chân váy này. Em này lên chất liệu cho em Hoài là xốp các chị mình. Em chân váy này lấy chất liệu cho Hoài là cotton xốp. Thì mẫu này sẽ là may thiết kế cho mình viền bèo tầng rất là đẹp luôn. Đặc biệt em này sẽ có lớp lót bên trong. Lưu ý giúp Hoài là lớp lót không phải là quần chiều nhá. Lớp lót bên trong chứ không phải là quần. Và mức giá hiện tại cho mẫu chân váy chỉ có 339.000 và em này vẫn đang có đầy đủ size luôn. Hoài đang có hai màu để các chị nhà mình lựa chọn, đó là màu trắng và màu đỏ này. Thực ra hai cái tông màu này tùy vào cách các chị nhà mình phối đồ nhá. Hoài nghĩ là có rất là nhiều cách để mình mix match sản phẩm và mình có thể dùng cái sản phẩm khác để phối với chân váy này hoặc là dùng mã áo này phối với chân váy khác. Nó không nhất thiết phải đi theo cái concept của Hoài đang phối nhưng mà cái này là cách mix match Hoài gợi ý cho chị mình. Tại vì là em Hoài đang phối cho các chị thêm một chiếc túi màu trắng này và một đôi giày màu be. Như thế này thôi là mình đã có thể dễ dàng đi chơi hoặc là đi dạo phố các chị yêu ha. Cách mix match này là Hoài đưa đến cho các chị mình nhưng mà mình có thể là có những cách mix match khác này. Voucher áp dụng cho giá giảm không chị? Có luôn chị yêu nhá. Voucher Hoài sẽ áp dụng cho giá giảm và các chị yêu mình này, mình cứ theo dõi livestream cùng Hoài và Như tới cuối live, tại vì là cuối live thì Hoài và Như sẽ tiếp tục là sẽ lên cho mình thêm một vài cái concept và em sẽ có cái chương trình đó là giảm tặng voucher cuối live các chị mình nhá. Cuối live thì Hoài và Như sẽ tiếp tục tặng voucher các chị mình nữa và voucher cuối live sẽ là trị giá 300.000 các chị ơi. Lúc nãy là Như đã tặng liên tiếp 5 cái voucher 200.000 rồi, xíu nữa Hoài sẽ tiếp tục tặng voucher 300.000 các chị mình vào khung giờ cuối live. Nhưng mà cuối live thì Hoài sẽ đưa ra một cái cú pháp chơi mini game khác. Đây là các chị mình cứ đồng hành tới cuối live. Khi nào em đưa ra cú pháp mình mới comment chị yêu nhá. Rồi chị yêu này, IB06 lên cho em Hoài thêm số điện thoại chị yêu nhá. Chị nào thiếu số điện thoại nhanh tay bổ sung số điện thoại riêng Hoài. Đối với sản phẩm của nhà Mark ấy, nó luôn theo một cái xu hướng đó là lịch sự sang trọng nhưng mà nó không kém phần trẻ trung và màu sắc cho chị mình. Đấy là cái sản phẩm mà Mark muốn mang đến cho các chị. Và những cái sản phẩm của Mark thì bao giờ cũng sẽ là tôn da và tôn dáng các chị cực kỳ nhiều nhá. Nhà em thường là sẽ theo những cái tông màu gọi là tông màu căn bản ấy, đỏ, trắng, đen, nút và màu cho em Hoài đó là những cái tông màu trầm. Màu tươi cũng có nhưng mà đa phần thì nó sẽ theo cái tông màu nhẹ Hàn Quốc chứ không có bị gọi là quá chói, nên là đối với cái tông màu thì Hoài nghĩ là các chị mình rất là dễ dàng lựa chọn của Mark rồi.
rồi. Và sản phẩm của MAC thì được các chị nhà mình siêu ưa chuộng, và mức giá hôm nay ở trong livestream là rất là mềm. Hoài còn hỗ trợ mình thêm đó là phí ship các chị mình nhé. Trong live khi mà mình mua hàng thì mình sẽ được hỗ trợ thêm phí ship đấy ạ. Là các chị nhà mình hôm nay mình mua hàng thì mình sẽ không tốn phí ship để đặt đơn hàng, nên là em nghĩ là mình nên nắm bắt cái cơ hội này nhé. Cho mình xem lại set bộ lúc nãy. Ok chị yêu luôn, nếu như mình muốn xem lại set bộ lúc nãy cho em Hoài một phút đi. Hoài giới thiệu xong mẫu này Hoài sẽ dơ lại cho chị mình. À vậy là nhà em mới cập nhật các chị ơi, voucher không áp dụng trên hàng giá giảm. Vậy là mình sẽ áp dụng trên giá gốc hả chị? Vậy là voucher nhà em sẽ áp dụng trên giá gốc các chị mình nha. Nên là các chị lưu ý giúp Hoài. Nhưng mà thực ra nếu như một mẫu đầm trên Hoài có mức giá là 5-700 ngàn, các chị nhà mình được giảm thêm 200 ngàn hoặc là 300 ngàn là một cái mức giá giảm rất là mềm rồi. Tại vì MAC trước giờ là không có sale tại cửa hàng đâu các chị mình ơi. Chỉ có trong cái mùa này thì là một cái thời gian khá là nhạy cảm, và MAC cũng muốn mang đến cho các chị nhà mình một cái chương trình ưu đãi duy nhất ở trên livestream. Và các chị thấy không ạ, một tuần thì Hoài chỉ lên live với các chị mình tầm 2 ngày thôi, nhưng mà trong 2 ngày đó mình áp dụng rất là nhiều sản phẩm hot, rất là nhiều sản phẩm đẹp và mức giá lại siêu mềm nữa. Thì tại vì sao mình không đồng hành cùng Hoài và Như từ cuối live các chị yêu ha. Các chị muốn xem xét bộ lúc nãy cho Hoài một phút nữa nhá. Rồi ok, mẫu này mình chốt cho em mã sản phẩm kèm thôi. Rồi bây giờ em sẽ để cái mẫu này phía sau và Hoài sẽ giới thiệu lại xét bộ một lần nữa các chị nha. Tầm cho em Hoài đó là 1 phút để giới thiệu xét bộ thôi, sau đó Hoài sẽ quay lại mã sản phẩm này cùng các chị mình. Đây là IB06 các chị mình ha. Đây là mã sản phẩm xét bộ lúc nãy ạ. 199 ngàn, rất là đẹp luôn. Đây là mã sản phẩm IB06. Chị yêu thích IB06 chốt ngay chị. À cái mẫu này là IB04 hay IB06 ta? Em này là hình như là IB06 đúng chị? À vậy là áo là rời đúng các chị ạ. Đây cái set này là IB06 với IB04. Nếu như chị nào chốt áo không thì chốt IB04, còn chốt quần không thì sẽ là IB06 nhá. Rồi ok, tại vì mẫu này á thì nhà em đã bán lúc này khá là lâu rồi, nên là tại vì nhiều chị yêu cầu xem lại á thì Hoài chỉ dơ lại các chị mình xem lại thôi nhá. Còn bây giờ mình sẽ tập trung vào set của Hoài đang mặc các chị yêu ha. Đây Hoài quay phía sau các chị xem cái set của em đang mặc phía sau ạ. Rất là đẹp luôn và cực kỳ tôn dáng. Các chị nhà mình có thể dùng mẫu áo của Hoài đang mặc này để lên cho em Hoài thêm với những cái mã sản phẩm khác. Ví dụ như mình phối cho Hoài với quần jean, chân váy jean hay là những chân váy dáng A, quần ống rộng đều rất là sang. Các chị thấy không ạ? Hoài chỉ cần bít mắt với các chị mình đó là thêm một đôi guốc, đôi giày kiểu như cao tầm 5-7 phân thôi, và thêm một chiếc túi nữa là các chị mình đã có thể là súng xính ra đường rồi. Cái set này mặc vào siêu tự tin luôn, tại vì nó che khuyết điểm rất là tốt. Và chị nào bình thường đã mặc cái form công sở nhiều rồi, mặc quần jean, quần tây nhiều rồi, bây giờ mình thay đổi cho Hoài đi, mặc ngay cái chân váy xòe cho em Hoài, tự nhiên cái bị kiểu như được khách tuổi rất là nhiều các chị yêu ha. Đấy như Hoài là đã 25 rồi và bây giờ Hoài mặc cái mẫu này thì em cảm giác là mình được trẻ hơn này, mặc lên là sẽ năng động cá tính hơn rất là nhiều. Và Hoài có thêm một cái mít mát nữa cho chị mình, đó là mình có thể phối thêm bốt chị yêu nhá. Có thể phối bốt này tại vì bây giờ đang là mùa thu rồi, đang chuyển qua mùa thu rồi và chuẩn bị là sẽ vào mùa thu đông, thì các chị nhà mình sẽ có những concept cực kỳ dễ thương và dễ mặc. Mình có thể phối cho em Hoài những phụ kiện để hợp với thời tiết. Nhưng mà nếu như mà ở Sài Gòn ấy, thì Hoài nghĩ là chắc không phối được các chị mình ơi. Ở Sài Gòn giống Hoài thì thôi, mình có thể là mặc những cái concept hiện tại là phối như em Hoài. Mình có thể mang cho em Hoài với một đôi dép, đôi giày bít mũi này, kèm thêm một chiếc túi sách hay là một chiếc mũ nó sẽ rất là ok. Còn chị nào ở vùng lạnh hơn thì mình có thể mít mát thêm bốt các chị yêu ha. Rồi bây giờ mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho mình thêm 2 phút nữa thôi các chị mình nhá. Ok, xem trời ơi, chị Bùi Yến kêu chứ mẹ Hoài đi xem thương hiệu nào cũng thấy. Ôi các chị nhà mình, nhưng mà thực ra Hoài cũng làm ít bên lắm các chị mình ơi. Rồi ok, chị em là thích mẫu này là chốt ngay cho em Hoài nha. Nhanh tay lên mã sản phẩm kèm xuống lại cho Hoài trên cùng một dòng comment này. Mẫu này em Hoài chỉ đếm cho các chị mình 2 phút nữa thôi. Các chị nhà mình đang xem livestream tương tác của em Hoài thật nhiều nhá, chia sẻ livestream comment tương tác của em Hoài thật nhiều này. Các chị nhà mình ơi, phía sau Hoài còn nhớ chị rất là nhiều sản phẩm nên là mình sẽ cố gắng là qua mẫu nhanh. Các chị yêu thương em này, yêu thương nhà MAC, mình nhớ đồng hành cùng Hoài từ cuối live. Cuối live Hoài sẽ tiếp tục tặng voucher cho mình là 300k chị yêu nhé. Nãy là Như tặng liên tiếp cho mình đó là tới 5 cái voucher 200k là 1 triệu luôn ấy. Cho hôm nay nhà MAC chơi sộp cực kỳ luôn các chị yêu ha. Áo Hoài sẽ có 2 tông màu cho mình đó là màu trắng và màu đen. Chân váy Hoài sẽ có 2 tông màu cho chị mình đó là trắng và đỏ các chị mình nhé. Rồi ok, bây giờ các chị mình đã sẵn sàng qua mẫu mới chưa ạ? Hoài tiếp tục qua mẫu mới cùng các chị mình nhé. Em như qua tiếp một em váy mà phải nói là ngày hôm nay mà chị nào mà thích mặc váy thì không thể nào mà bỏ lỡ. Tại vì cái form này em thấy là một cái tông màu đen nè,
họ tiết là hoa văn như thế này, là họ tiết hoa nhí đang cực kỳ hot hit. Mà em thấy là hoa nhí là mình mặc lên cực kỳ hot tuổi, đúng không các chị? Khi mà các chị mặc sản phẩm mà hoa nhí á, cảm giác mình trẻ thêm vài tuổi. Còn mình thích sang hay là cái gu mình là kiểu như là chuẩn hơn á, thì mình mặc cho em những cái họa tiết nó lớn hơn thì nhìn nó sang hơn. Còn với hoa nhí mặc lên rất là trẻ trung và dễ thương. Em thấy form tay là tay dài nè, viền cho mình là màu trắng và ở phần tay và phần cổ như này rất là xinh. Màu đen này thì khỏi phải nói rồi các chị, một em màu quốc dân và mặc lên che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn các chị yêu ha. Bây giờ em sẽ báo sản phẩm này, nhưng mà các chị ơi, số lượng bây giờ là em còn ít, cho nên em xin phép là like cái sản phẩm đầm này trong vòng 2 phút thôi nha mọi người ha. Rồi, lên tiếp cho em là với mã sản phẩm là AB4 cho em Như nha. Đầm này á, các chị có để ý không? Với những mã sản phẩm mà của nhà mát á, với những mẫu đầm á, đa số sẽ là khoảng từ là 500, 600, 700 trở lên đúng không? Và trong like á, thì các chị sẽ mua được giá ưu đãi, chứ ở ngoài like thì các chị chỉ mua được giá gốc và không ít khi nào mà săn được sale lắm. Còn bây giờ ở trong like thì được săn luôn. Với giá là bao nhiêu đây các chị? AB4 cho em Như với giá là 449.000 và em free ship nha. Với chất liệu là kiểu như là chất von mà von hàng các chị ơi, mặc lên rất là mát nhưng mà không có bị mỏng. Các chị nhìn cho em nè, màu đen thì nhiều khi các chị nói là không thấy rõ, thì em đưa cho mình, em có hai màu, một tông màu đen với một tông màu kiểu như màu kem kem nâu nâu các chị ha. Đây, màu này thì khỏi phải nói các chị, phần dưới là xếp ly, phần trên cái này là mình mặc sẽ là gài nút từ trên xuống dưới giùm em Như nha. Khi mặc có nhớ để ý là còn sót cái nút nào không, chứ không là nó bị lỡ mà kiểu như là mình sót cái nút nào thì là bị lộ nha các chị ha. Với form đầm này thì em thấy rất là trẻ trung nè, đi làm văn phòng công sở cũng xinh nè, đi chơi đi dạo đi chụp hình đi tiệc tùng gì cũng đẹp nữa. Mà hai cái tông màu rất là cưng. Bình thường thì em thấy là cái tông màu kem á thì lên nhiều đúng không, bây giờ cái màu này là kiểu màu kem đậm các chị ha. Màu này đúng là màu kem đậm đậm á các chị. Nó rất là xinh cái chất này. Các chị thấy không? Không hề bị mỏng. Phần trong này của em may tới hai lớp lận đó. Bên trong này các chị có nhìn là bên trong nó sẽ có cái lớp lót lụa mà chị, màu trắng ha. Bên trong lớp lót lụa để mình mặc lên cảm giác thứ nhất là không bị mỏng, thứ hai là các chị mặc lên nó thấm hút mồ hôi cực kỳ mát. Được không nè? Tay dài rất là lịch sự luôn mọi người. Form này là ở dưới phần eo của mình là sẽ có chít ly như thế này để khi mà các chị mặc lên á nó không bị lộ khuyết điểm nha. Rồi kể cả là màu kem với lại màu đen luôn, màu đen thì mình không phải nói, còn với tông màu kem cũng không có bị lộ khuyết điểm các chị ha. 449.000 em free ship cho các chị, lên cho em là AB4 nha. Rồi các chị nào mình vào sau á, mình chưa xem được những cái sản phẩm trước đó, có thể mình kéo lại cái livestream giúp em. Tại vì bây giờ hiện tại cái livestream này các chị có thể tua lại các chị xem đúng không? Mình có thể tua lại xem cái mẫu cái form dáng để lát nữa cái gì cuối live em Như còn dành khoảng tầm 10 đến 15 phút review hết lại tất cả các sản phẩm từ đầu live tới giờ, để các chị nào chưa xem được thì mình có thể xem nha. Còn giờ tập trung chốt cho em cái này đi các chị ơi. Dạ rồi, AB4 nha, hai tông màu đầm này xinh các chị ha. Cái này em thấy là tay dài mà rất là lịch sự các chị. Nếu mà bình thường các chị thích mà mình muốn mà nó kiểu nó phong cách của mình nó sẽ hơi chững chững một xíu đúng không, thì mình có thể lấy tông màu đen cho em. Tại vì nhiều khi cái tông màu này lên mặt lên nó trẻ, có nhiều chị lại ngại là mình sẽ trẻ hơn so với cái số tuổi của mình đúng không, thì lấy cho em cái tông màu đen khỏi phải nói. Họa tiết hoa rất là xinh, họa tiết nhí nhí này cảm giác cái người của mình rất là thon, form ở dưới này nó sẽ xếp ly rất là tự nhiên để nó tạo cái độ gọi là phòng nhẹ và che khuyết điểm cho mình rất là tốt ha. Tay gọi là cái đồng này nãy giờ mà chị nóng xăng là tiếc nha. Đúng rồi các chị ơi, được free ship toàn gọi là các sản phẩm luôn nha. Rồi cho em xin nha. Rồi các chị đợi em xíu, tại vì nãy giờ like nhiều lắm, các chị hỏi nhiều khi em không có nhớ hết đó. IB ok nè, chị Mai Trâm này bổ sung giùm em số điện thoại luôn nha. Sản phẩm em đang mặc là AB4 giúp em nha các chị yêu nha. Còn chị yêu nào mà mình chưa có đặt hàng, mình tranh thủ mình đặt hàng giúp em. Chuẩn bị là em sẽ để em xem thử là cái lượt chia sẻ của các chị là bao nhiêu, em sẽ phổ biến thêm một cái chương trình mini game để mà các chị có thể nhận quà nha. Hiện tại là 491 lượt chia sẻ, các chị chia sẻ lên cho em là khoảng từ là 109 lượt chia sẻ nữa thôi là đủ 600 lượt chia sẻ, thì nhà mát sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị yêu nhà mình nha. Nhớ là chia sẻ cho các chị, comment nhiều thì cũng không có được á. Chị Nguyễn Thị Tâm nè, chị comment gì vậy ta, comment lại giúp em với, em đọc mà chưa có hiểu. Rồi bây giờ này các chị ơi, màu này màu nào cũng xinh các chị. Các chị nhìn cho em cái phần bèo nè, gọi là cái phần cổ của mình á, ở phần sau á là cổ, gọi là cổ tròn như thế này nè các chị, nên mặc lên rất là xinh, cực kỳ hấp dẫn. Tại vì các chị đa số là những cái sản phẩm này thì các chị thấy là giá gốc là cũng đã là 500 mấy, 600 mấy rồi, thì trong live đang hiện tại đang lên cái giá khuyến mãi và còn free ship nữa. Váy này giá bao nhiêu? Dạ AB4 này của em với giá sản phẩm là 449.000 và được free ship nha.
rồi em thấy đơn của chị Trang rồi nè các chị. Hai tông màu, cái màu em đang mặc là màu đen á các chị. Màu này là màu đen tuyền luôn ha. Các chị mặc lên thấy được cái từng cái sớ vải của mình rất là xinh. Trong la nhiều khi em thấy cái màu nó không có đẹp bằng ở ngoài. Các chị nhận hàng kiểm tra hàng trước khi nhận cho em. Đúng sản phẩm đẹp thì mình lấy, còn không thì mình cứ hoàn về không sao hết nha mọi người ha. Đó, gọi là mình bán cái hàng là cũng phải lâu dài cho nên là em mong là các chị sẽ tin tưởng và ủng hộ. Chị gọi là khi mà mình bán sản phẩm thì cũng muốn là cái sản phẩm của mình nó bán ra các chị mặc nó đẹp. Các chị thích thì mới bán được đúng không mà. Cho nên là các chị ơi, cố gắng là khi mình xem live á, mình thấy những cái sản phẩm nào mình phù hợp thì mình chốt ngay chứ mình đừng có chần chờ nha. Cơ hội là gọi là đến một lần, mình nhiều khi mình mất rồi mình tìm ra không ra. Rồi bây giờ là em như chuẩn bị chuyển qua mẫu luôn nha. Lên áo sơ mi trắng von đi bạn. Lúc mà em có lên một cái mẫu rồi á chị Phạm Huệ, để một lát nữa cái gì thì em review lại cho mình nha. Còn bây giờ là em như xin phép phải chuyển mẫu. Chị yêu nào lấy cái mẫu này thì lên cho em là AB4 kèm màu và số điện thoại cho em, có size S, M và L giúp em, 449.000 luôn nha các chị yêu ha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một cái mẫu khác cho chị mình nhé. Một cái mẫu khá là đặc biệt một xíu các chị yêu ha. Tại vì nãy giờ thì mình lên này đồ thiết kế cho chị mình nhiều và đồ ngủ nhiều rồi, nhưng bây giờ Hoài sẽ lên một chiếc đầm gọi là hơi sexy nhẹ để các chị nhà mình có thể là đó là mặc ở nhà hoặc là mình mặc đi ngủ cho em Hoài. Tại vì đồ ngủ rất là một cái sản phẩm rất là quan trọng các chị yêu nhá. Và hôm nay đồ ngủ của shop của eBasic thì đang có một mức giá rất là mềm mang đến cho chị mình nhá. Hôm nay nhà eBasic mình chỉ làm giảm giá xuống cho mình chỉ còn là 199.000 một mẫu đầm như Hoài đang mặc thôi. Và đầm này hiện tại thì Hoài đang có khá rất là nhiều màu các chị mình ạ. Một mẫu đầm này thì Hoài sẽ thay đổi một chút về khái niệm đầm ngủ. Tại vì thực ra đầm ngủ sẽ có rất là nhiều kiểu. Thứ nhất là hơi sexy nhẹ này. Bà quên đeo mic. Xin lỗi các chị mình nhé. Em Hoài quên đeo mic các chị mình ơi. Không biết là nãy giờ các chị mình có nghe Hoài nói ok không ạ? Nãy giờ các bạn nhà mình hoặc là các chị nhà mình xem livestream có nghe Hoài nói không ta? Tự nhiên quên đeo mic mất các chị ơi. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu lại nhé. Một chiếc đầm ngủ hơi sexy nhẹ các chị yêu ha. Nếu như chị yêu nào mà đang tìm một cái mẫu đầm hơi sexy nhẹ để trong mùa này mình ở nhà này, mình mặc đi ngủ này, hay là mình mặc nấu ăn hàng ngày, mình có thể là phối cho em Hoài thêm đó là áo, một chiếc áo blazer ngoài, hoặc là một chiếc áo cho em Hoài đó là áo kiểu cardigan mỏng các chị mình nhá, để mình phối mặc ở ngoài cho em Hoài sẽ rất là xinh. Và thực ra đồ ngủ lâu lâu mình sexy một xíu, mình thay đổi một xíu đấy các chị mình ơi. Việc kiểu như là sao nhỉ, để thay đổi cho chồng mình ngắm này, cho kiểu như người thân gia đình mình ngắm. Tại vì đồ ngủ thì mình chỉ mặc ở nhà thôi, nhưng mà thực ra con gái mình là phải đẹp mọi lúc mọi nơi các chị mình nhá, ngủ cũng vẫn phải đẹp cho em Hoài. Và cái đầm này á, bây giờ mình sẽ giới thiệu trước cho các chị mình đó là cái form dáng đầm đi. Đầm này mình lên cho các chị nhà mình cổ V khoét hơi sâu nhá. Cái em này thì Hoài sẽ báo trước là chắc chắn nó sẽ hơi sexy nhẹ chứ không thể nào nó quá kín đáo được đâu. Tại vì đầm này là form đầm ngủ 2 giây và nó sẽ khoét cho mình cổ V, phối ren ở phía trước giúp em Hoài. Và phần phía sau sẽ có dây tăng đơ để các chị mình điều chỉnh ha. Đây là em này là form phía sau các chị, sẽ có dây tăng đơ. Và điểm đặc biệt của em này á, thì là chất lụa satin loại 1 và phối cho em Hoài phần viền ren ở phía dưới nữa. Và em này sẽ kèm cho mình cái phần xẻ tà nhẹ phía bên hông. Thì em này đang có mức giá cho em Hoài chỉ có là 199.000 thôi. Các chị mình chốt thật là nhanh mẫu này, tại vì mẫu này số lượng siêu ít và Hoài sẽ qua khá là nhanh các chị mình nhá. Mẫu này Hoài đang có cho mình các tông màu ạ. Màu đầu tiên cho em Hoài là màu tím em đang mặc nha. Màu tím Hoài đang mặc, và tiếp theo Hoài sẽ có thêm màu xanh này, màu đen, màu trắng, màu xanh dương, và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là màu cam sữa các chị mình nhá. Đây là các tông màu Hoài sẽ để các chị xem ạ. Đây ạ, màu cam này, màu xanh này, màu trắng này. Màu tiếp theo cho Hoài là màu đen, và màu cuối cùng cho Hoài sẽ là màu xanh dương các chị mình nhá. Các chị mình thích đầm này nhanh tay chốt mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài. Đây Hoài sẽ show màu để các chị dễ dàng xem, và Hoài sẽ qua mẫu khá là nhanh cho mẫu này đấy ạ. Tại vì mẫu đầm này thì Hoài chỉ giới thiệu sương sương các chị mình thôi, 199.000 nhá. Các chị lên mã cho em Hoài ha. Em đầm này sẽ là IB04 các chị mình nhá. IB03 chứ em xin lỗi các chị mình nhá. IB03. Đây là tông màu tiếp theo cho mình, 199.000, có size đầy đủ cho em Hoài tới là tầm 65 cân mình vẫn có thể mặc vừa chị yêu ha. Thực ra đầm dây này dễ mặc lắm, Hoài nghĩ là 70 cân mình vẫn có thể mặc vừa cơ. Đây là các tông màu em có cho chị mình. Kể là cái móc khóa, cái móc của cái này nhìn cũng rất là sang các chị ha. Một chiếc đầm ngủ mà em này á thì theo phong cách khá là sang trọng, và mình có thể làm mặc cho em Hoài thường xuyên. Tại vì thời tiết này mặc những cái mẫu này sẽ rất là mát, cực kỳ thấm hút mồ hôi tốt cho em Hoài, và phong dáng thì siêu sang nha chị em mình. Đầm ngủ nhiều lúc mình vẫn phải đẹp các chị nhá. Mình đừng nghĩ là ví dụ như mình
đi ra đường thì mình đẹp, còn ở nhà thì mình mặc như thế nào cũng được. Cái đấy là một cái quan điểm rất là sai. Tại vì thực ra mình bình thường mình đi ra ngoài đường là cho người ngoài ngắm, nhưng mà ở nhà là mình cho chồng, cho con, cho bố mẹ, cho gia đình mình ngắm. Nên là Hoài nghĩ là mình cũng nên sắm một cái vài sản phẩm gọi là thay đổi cái phong cách mình một xíu. Nếu như các chị nhà mình đã quá quen thuộc với pyjama hay là những cái mẫu sản phẩm gọi là set đồ bộ rồi, thì hôm nay Hoài sẽ thay đổi các chị nhà mình thêm một lần nữa. Đó là mình sẽ mặc cho em Hoài những chiếc đầm kiểu dạng hơi sexy nhẹ nhá. Rồi ok, mẫu này Hoài đọc mã thêm một lần nữa và chắc Hoài sẽ qua mẫu. Tại vì em đầm này thì Hoài không có đứng quá lâu các chị. Thứ nhất là nó hơi sexy, nên là nó thứ hai nữa đó là cái sản phẩm này số lượng có rất là ít, nên là Hoài chỉ giới thiệu xương xương và lên form đầm để các chị dễ ngắm nhá. Rồi chốt mã cho em Hoài sẽ là IB03 với mức giá cho Hoài đó là 199.000 và size số hiện tại Hoài có đầy đủ cho mẫu này luôn các chị yêu ha. Chị nào quan tâm màu em sâu màu một lần nữa, màu cho em Hoài đang mặc là màu tím nhá, phối viền ren cho mình ha. Màu cam sữa này, màu cho em Hoài sẽ là màu xanh, tiếp theo cho em Hoài sẽ là màu trắng ạ, đen, và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là tông màu xanh dương các chị nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua mã mới đi các chị yêu ha. Rồi bây giờ em như chuyển qua một cái em set vest mà ngày hôm nay là em thấy là những cái livestream nào các chị cũng hỏi em là ngày hôm nay có lên vest hay không, nhưng mà gọi là cái số lượng vest của Nhờ thì cũng gọi là có hạn, thì hôm nay em cũng sẽ lên cho các chị với một cái mã vest rất gọi là cũng có, sẽ có màu cho mình lựa chọn nữa. Với cái vest này thì em thấy là em sẽ bán rời từng cái luôn cho các chị dễ mua ha. Nếu các chị không gọi là ở nhà mình đã có cái màu áo kiểu áo vest này rồi thì mình có thể mua thêm cho em một cái ke chân váy này, hoặc là một cái áo thun mình mặc kèm bên trong nữa thì rất là đủ bộ luôn. Bây giờ em như sẽ coi thử là cái sản phẩm này mã sản phẩm là gì đây. Rồi hôm nay là lên cho mình ui cái áo vest này em thấy là các chị phải chốt nha, giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi tiếp là AB5 cho em. AB5 này sẽ là cái áo vest đúng không chị? AB5 sẽ là áo vest nha, với giá gốc là gần 600.000, có nghĩa là 595.000. Và hôm nay sale cho các chị chỉ còn là 449.000. Với mã áo vest này em có như có tới 3 tông màu nha các chị nha. Mẫu này là màu xanh nè, rồi màu xanh nè, màu đen nè, với lại cái tông màu nâu của em. Các chị có thể mặc theo kiểu nếu mà mình muốn trẻ trung á, dễ thương á, thì mình có thể là cởi cái nút ra cũng được, còn không thì mình cứ cài cái nút lại giúp em là ok ha. Đây để em cài lại cho. Này là có thể có nút cài, mà cái nút này cũng phải là kiểu như là mình mặc hơi rộng nhẹ nha, chứ không phải cái kiểu mà dáng mà áo vest mà viền nha mọi người nha. Cái này theo cái kiểu như là áo khoác vest blazer nó sẽ rộng rộng như thế này, kiểu trẻ trung á các chị, tại vì đang cực kỳ hot đấy. Các chị thấy cái phần tay của mình cũng sẽ không quá ôm đúng không, phần vai thì là sẽ có độn vai cho mình. Mã sản phẩm là AB5 ngày hôm nay, mã này em có tới 3 tông màu. Ui cái vải của mình chất liệu là có tông nha mọi người ơi, mặc lên không hề bị nóng tại vì bên trong có lớp lụa cho mình nè. Màu xanh dương, màu đen là màu huyền thoại rồi ha các chị ha, màu đen là màu huyền thoại rồi, và một tông màu nâu tan giúp cho em nha. Đây ba màu kèm theo cho mình cũng vẫn là cái chân váy của mình là cùng với tông màu đó luôn, là tông màu xanh này các chị, với lại tông màu đen giúp cho em. Với mã chân váy này của em sẽ là AB7 đúng không nè. AB7 giá gốc là 355.000 và ngày hôm nay sale cho các chị là còn 269.000 nha. 269.000. Đây mã chân váy này các chị, dây kéo khóa ở đằng sau ở phía trước là sẽ có hai túi hai bên, một đường nút chạy dọc xuống để gọi là đơn giản nhẹ nhàng. Tại vì các chị nếu mà cái phong cách của mình á gọi là thích những cái mã mà cái kiểu là đơn giản nè, tinh tế nè, thanh lịch thì mình phải lựa chọn những sản phẩm của nhà mát. Tại vì các chị biết sao, nhà mát lúc nào lên hàng á cũng không phải là quá cầu kỳ, quá nhiều chi tiết. Tại vì nhiều khi á những chị mà thích nha đơn giản nhẹ nhàng thì là nó sang á, thì phải xem những cái livestream của nhà mát. Thì những cái sản phẩm mà em lên như thế này nè, nó kiểu như là nó rất là dễ thương, nó rất là basic, nhưng mà khi các chị mặc vào cảm giác cái người của mình rất là trẻ trung và mình có thể phối được nhiều kiểu. Với form áo này thì em thấy là có thể tách lẻ ra mình mặc cũng được nha. Áo vest nè, kèm với lại cho em là trong váy cũng như là áo thun bên trong. Để em giới thiệu cái mã sản phẩm áo thun luôn là AB6 giúp em với giá là 189.000. Cái này em sẽ có hai tông màu cho các chị nè, một tông màu xanh kèm với một tông màu trắng em như đang mặc trên người nha. Với cái mã áo thun này thì em thấy là cái chất liệu cô tông mình mặc rất là mát luôn đó. Ngày hôm nay em thấy áo thun của nhà mát mà bằng với một cái áo thun bình thường các chị mua ở ngoài, thì tại sao mình không lựa chọn sản phẩm chất lượng mà giá cực kỳ ưu đãi của nhà mát mà mình mua đúng không nè. Tất cả những sản phẩm em đăng like cho các chị hiện tại đang còn size là S nè, size M, size L, nhưng mà chị nào mà 60kg đủ về có thể mặc được cao vest này cho em luôn. Tại vì cái form này nó cũng rất là kiểu như là form hơi form rộng chứ không phải là form ôm nha các chị ha. Rồi nhanh tay chốt liền cho em để em xem được là có chị nào comment không, em để cái sản phẩm nó qua bên này chút ha. Rồi cái này các chị có thể tháo ra hoặc là để gọi là cài nút hoặc là không cũng được nha.
Rồi các chị ơi, nếu mà các chị gọi là túi trắng hả, để một lát nữa có gì em review lại nha. Tại vì em tập trung em like gọi là quần áo trước, xong một lát nữa em like giày với like túi sau. Chứ mà like một lúc cùng quá nhiều sản phẩm các chị bị rối, mà em cũng bị rối theo á các chị ha. Để từ từ em sẽ like tiếp ha. Em chào chị Vân Nguyễn nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi AB5 cho em Như nha, áo thun là AB6, còn chân váy là AB7 cho em Như. Em thấy là các chị có thể mặc form như thế này cũng được nè. Có thể phối cho em thay vì một cái áo thun bên trong, các chị ở nhà cái áo bra không các chị? Phối thêm cho em một cái áo bra, nhìn nó cũng vừa trẻ trung mà vừa quyến rũ một xíu đúng không nè. Form tay cũng rất là đặc biệt đúng không? Đó, khi mà các chị mua cả set này nè, các chị nhìn cho em nè. Nhìn cho em ha các chị, mặc áo thun với lại cái chân váy thôi là cũng đã đủ đẹp rồi, đừng nói chi là mình mặc cả một cái set nhìn rất là sang. Nếu mà các chị đi làm văn phòng công sở nè, mình đã quá gọi là nhiều sản phẩm áo vest truyền thống với lại chân váy công sở rồi, thì mình đổi gu cho em thử xem là mình thay đổi cái phong cách, mình chuyển hướng qua thử nó có trẻ trung và nó có phù hợp hay không, đúng không cả nhà? Mỗi ngày mình tươi mới hơn thì mình cũng thích cái điều đó đúng không? Rồi lên cho em đã là AB5 là mã áo vest nha, với giá là 449.000 và được free ship 99 hả? Ngày hôm nay thì em không em có 99 đó chị ơi. Chị Văn Nguyễn ngày hôm nay em có lên giá sốc đầu live chưa nói với các chị yêu hả? Đợt hôm nay là em livestream này cũng sẽ có lên một sản phẩm với giá là 99.000. Cho nên các chị ở lại xem live, càng về sau thì giá càng hấp dẫn nha. Bây giờ em show màu lại một lát nữa nè các chị. Ủa cái quần trong váy này không có quần bên trong nha cả nhà. Nhưng mà nó sẽ có lớp lót, thành ra các chị yên tâm không bị mỏng đâu. Rồi chân váy của em là AB7 cho em 269.000. Xuất sắc các chị ơi, đẹp lắm. Nếu mà chị nào có màu đen nhiều rồi lấy cho em tông màu xanh với tông màu nu đi. Màu xanh mặc lên nó trẻ trung này các chị, còn tông màu nu thì mình mặc lên nó rất là tây ha. Rồi, với mã sản phẩm này áo vest thì mình có độn vai, thành ra cái nhìn cái cầu vai của mình nó rất là đứng form, rất là chuẩn form. Các chị có thể phối cho em cái áo vest này mình mặc cho em quần jean nè, hay là những cái mã chân gọi là chân váy dài, chân váy supply á các chị, mình phối rất là đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn ha. Còn không mình mặc em, các chị nhìn nè, em vén vén cái vest lên các chị nhìn form cái chân váy mình đẹp không? Cái form này rất là dễ mặc và cực kỳ che khuyết điểm nha. Rồi bây giờ chị yêu nào lên đơn thì lên nhanh giúp em nha. Ok nè các chị, tại vì nhiều sản phẩm còn đang sâu lắm, các chị phải lên nhanh cho em. Mã áo khoác vest của nhà em sẽ là AB5 cho em với giá là 449 nè. Dễ thương quá mọi người ơi, rất là trẻ ha. Đó, khi mà đó đến nhẹ gọi là đơn giản, ít chi tiết, không phải là phải chững chạc đâu các chị. Lên luôn gọi là nhà mát luôn muốn đem những cái sản phẩm mà tinh tế, nhẹ nhàng, sang, nhưng mà cái tuổi khi mà các chị mặc lên nó rất là hách đúng không nè. Rồi áo là áo thun này ngày hôm nay chỉ có 189.000 thôi cả nhà ơi. Chiếc áo thun này em sẽ có hai tông màu. Bình thường em thấy áo thun thì các chị cũng mua nhiều á, tại vì cái này dễ mặc mà, đi chơi, đi làm hay là ở nhà đi công việc gì mình mặc áo thun mình phối với lại cái gì cũng được hết. Mà bình thường các chị mua với những hàng mà hàng thương hiệu á, hàng gọi là độc quyền thì các chị mua giá cũng rất là cao đúng không? Thì ngày hôm nay sale có 189, hai tông màu trắng và xanh giùm em. Còn chân váy này sẽ là AB7 giá là 269. Nhớ giúp em là ngày hôm nay tất cả đơn hàng của các chị đều được free ship nha. Mua bao nhiêu là free ship hết, các chị không có cái giá gọi là tối thiểu gì đâu. Bây giờ em chuẩn bị em chuyển mẫu nha cả nhà. Còn chị yêu nào á mà mình mới vào like mà nhớ chia sẻ like nè, hoặc là mình tương tác lên giúp em, để một lát nữa em còn nhiều phần quà, khi mà các chị tương tác nhiều á thì cái đồ ẩn comment của mình nó không có nha. Rồi ôi dễ thương ha, các chị bên này các chị cũng chốt rất là nhiều nè, thiết kế cổ nè, bầu vai rất là xinh. Rồi em Như xin phép là qua mẫu luôn các chị yêu nha. Đây các chị mình ơi, cái set này lúc nãy có rất là nhiều chị hỏi cái set của Hoài hoặc là cái set của Như ấy. Hồi nãy mà Hoài mặc cái set lúc nãy thì Như, các chị nhà mình hỏi cái set lúc Như mặc rất là nhiều, thì bây giờ Hoài sẽ lên một cái phiên bản khác cho các chị mình và xíu nữa Hoài sẽ dơ lại quần dài để các chị mình chốt luôn nha. Mẫu này hiện tại trên Hoài là cái mẫu áo ấy thì Như đã lên rồi, nhưng mà thực ra cái mẫu này nó sẽ có hai phiên bản các chị mình nhá. Một là phiên bản quần ngắn và hai là phiên bản quần dài. Và mẫu này Hoài chỉ đứng vỏn vẹn với các chị nhà mình đó là 5 phút thôi nha. 5 phút để chốt đơn thôi ạ. Áo mã sản phẩm trên Hoài sẽ là cái này mẫu sản phẩm cho Hoài là IB4 các chị nha. Áo là IB4 199.000. Quần cho em Hoài là IB5 với mức giá cho Hoài cũng là 199.000. Tính năng nguyên cảnh ngày hôm nay sẽ có mức giá là 398.000 là nguyên cảnh của Hoài đang mặc. Tại vì em này là hàng lụa satin loại 1 và cái hàng lụa rất là đẹp cho các chị mình. Màu sắc thì siêu nhã nhặn, và hiện tại nhá, áo Hoài đang có cho mình đó là tới 3 tông màu các chị mình ha. Hoài có 2 tông màu đơn sắc và 1 tông màu cho em Hoài đó là cái tông màu hoa, thì các chị chờ em một xíu ạ. Rồi cái này nó mắc rồi đây. Ok, chờ em Hoài một xíu các chị mình nhá. Tôi khổ ghê.
Rồi ok. Rồi mẫu này cho Hoài sẽ có cho mình đó là ba tông màu ảo các chị ha, và quần sẽ có những cái tông màu tương tự luôn. Thực ra thì chắc là Hoài chỉ cần dơ màu áo rồi là các chị mình đã tưởng tượng được cái mã quần rồi đúng các chị mình. Tại vì áo và quần nó sẽ cùng màu nhá. Và các chị nhà mình có quyền phối luôn ạ. Mình có quyền mua đó là hai ví dụ như áo màu khác với quần màu khác, hoặc là quần màu khác với áo màu khác, mình có thể tự do phối set cho em Hoài. Nhưng mà mẫu này cho Hoài là một chiếc áo 2 dây rất là phù hợp để mình mặc mùa hè cho em Hoài nha. Mẫu sản phẩm áo này Hoài đọc lại một lần nữa các chị mình nhá. Áo này mã sản phẩm cho Hoài đó là IB4 với mức giá 199.000, quần cho em Hoài là IB5 với mức giá cho Hoài cũng chỉ là 199.000 thôi. Cái set này siêu dễ mặc các chị mình ạ, mình có thể mặc ở nhà này, mặc đi chợ cho em Hoài cũng rất là ok. Và hồi nãy Hoài có thêm một cái phiên bản nữa đó, phiên bản quần dài các chị mình nha. Chiều thích quần dài chốt ngay cho Hoài đó là IB6 nhá. IB6 quần này cũng là 199.000 luôn. Tính ra các chị mình có thể là mua luôn 3 sản phẩm để mình có. Tính ra mình mua 3 sản phẩm nhưng mà mình thành có cho Hoài 2 set luôn đấy ạ. Tại vì áo nó sẽ là mặc cùng với hai mẫu quần ngắn hoặc quần dài tùy vào các chị mình phối nhá. Là cái form quần dài lúc nãy như mặc này các chị mình. Và Hoài sẽ có thêm cái phiên bản quần ngắn là cái phiên bản của Hoài đang mặc ạ. Chị nào thích mẫu này mình có thể chốt ngay mã sản phẩm cho Hoài nha. Đây chị Vân Nguyễn này, mọi người ơi đồ bên Mark rất rẻ sang đẹp lắm, nhà Mark rẻ đẹp nữa, mua đi mọi người, mình đã mua nhà Mark đẹp lắm rồi, mua rồi của nhà Mark đẹp. Em cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều nha. Rồi ok, chị yêu Hoài chốt chị Nguyễn Mỹ Châu Thủy này, Hoài chốt mình mã sản phẩm IB03 nhé. À, chị có nhé chị Vân Nguyễn ơi, mình cứ theo dõi livestream của Hoài, tại vì là những cái mã sản phẩm phía sau Hoài còn rất là nhiều và chắc chắn sẽ còn khá là nhiều concept cho các chị mình đấy. Hoài còn cho mình tới là 4 cái concept ở phía sau nên các chị mình nhớ đồng hành cùng Hoài và Như từ cuối like nhé. Rồi mã sản phẩm cho em Hoài này, áo cho em Hoài sẽ là IB03, IB4 ạ. IB4 là mẫu áo của Hoài đang mặc 199.000, IB5 là mẫu quần ngắn của Hoài đang mặc với mức giá cho Hoài cũng là 199.000, và cái mẫu quần dài sẽ là IB6 mức giá cho Hoài 199.000 nhé. Bây giờ Hoài sẽ show từng cái sản phẩm trước cho chị mình nha. Đây Hoài sẽ lên trước mã áo ạ. Áo Hoài sẽ có cho mình đó là 3 màu, màu xanh, màu hồng da và màu Hoài đang mặc sẽ là màu hoa các chị nhá. Hoài show luôn mẫu quần ngắn với các chị mình này. Mẫu này Hoài chỉ có duy nhất cho mình là 5 phút thôi nên các chị mình tranh thủ các chị yêu ha. Rồi mẫu cho em Hoài quần cũng sẽ có cho mình. Ui quần này thì lại khá là nhiều màu hơn các chị mình ạ. Quần này em này có nhiều màu hơn. Quần này Hoài sẽ có cho mình đó là màu xanh đen, màu hoa cam này và màu cho em Hoài là màu cam trơn. Còn màu của em đang mặc đó là màu hoa xanh các chị mình nhá. Đây là tông quần ha. Quần ngắn Hoài có tới tận là 4 tông màu để các chị mình lựa chọn. Chiếu thích quần này mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox hoặc là lên bảng màu cho Hoài luôn nhá. Lên mã sản phẩm lên bảng màu cho Hoài luôn các chị yêu ha. Size số siêu mềm cho em Hoài. À về là áo Hoài vẫn còn thêm một cái tông màu hoa là các chị mình, tại vì thực ra các em này nó đi theo set các chị ạ. Các chị để ý đi, bây giờ là áo có màu nào là chắc chắn quần sẽ có màu đấy các chị yêu nhá. Vậy là áo nãy Hoài sót một cái tông màu. Đây là một cái tông màu áo nữa các chị mình nhá. Đây, nó sẽ có những cái concept đi cùng nên là các chị yêu yên tâm là có áo có màu nào thì quần cũng sẽ có màu đó ha. Và phiên bản quần dài thì Hoài sẽ có cho mình đây ạ. Phiên bản quần dài Hoài cũng sẽ có cho mình tới tận 4 màu các chị mình nhá. Phiên bản quần dài mã sản phẩm cho là IB6 với mức giá cho Hoài là 199.000. Quần dài này Hoài cũng có cho mình 4 tông màu, màu thêm cái tông màu hoa nữa các chị mình nhá. Đây là 4 tông màu hiện tại nhà em đang có cho phiên bản quần dài. Và chị nào đang thích quần này lên cho em IB6 kèm Hoài 199.000. Đây tông màu hoa là các chị mình. Màu tiếp theo cho em Hoài sẽ là màu hoa xanh. Và em có thêm cái tông màu cam này và màu đơn sắc đó là màu xanh đen các chị nhá. 199.000 một quần và một áo ạ. Mình có thể là mua mỗi áo không hoặc mua mỗi quần không. Thực ra cái phiên áo lụa này các chị mình em này á không phải nhất thiết phải mặc ở nhà đâu. Tại vì nãy giờ là Hoài vừa lên đồ kiểu như là váy đầm sexy các chị mình này, vừa có thêm cho em Hoài đó là những cái sản phẩm đồ bộ ở nhà như này thì rất là dễ mặc. Và mùa nào thì các chị mình cũng phải cần đồ bộ để mặc ở nhà đúng không ạ? Đặc biệt là trong thời gian giãn cách như này thì chị nào mà có thời gian nhiều ở nhà này, mình nên lựa chọn thêm một vài mã sản phẩm đồ bộ mặc vừa mát vừa tốt cho kiểu như là cho da. Và những cái sản phẩm này thì đều là những sản phẩm rất là không có gây kích ứng hay là nhạy cảm với làn da của chị mình, nên là mình yên tâm giúp em Hoài nha. Với lại là size số những em này đang rất là ít đấy ạ. Dạ có nhá chị Bích Châu Võ ơi, đây khách VIP đây rồi. Ấy chào chị Bích Châu Võ nhá. Hoài vẫn đang làm nhưng hiện tại Hoài đang nghỉ một thời gian với các chị mình, tại vì thời gian này thì em đi rất là khó khăn nên Hoài chỉ làm được một shop đến hai shop là quá nhiều rồi. Tại vì nhà gu thì hơi xa đối với địa điểm của Hoài ở nên là Hoài sẽ xin ốp một thời gian các chị mình ạ. Chắc chắn là các chị nhà mình này, mình nhớ Hoài thì mình có thể là ghé livestream của Mark để xem các chị yêu nhá. Rồi ok, lên mã sản phẩm cho em Hoài chị Ánh Quyên. À cái này cho em Hoài là IB các chị mình nhá. IB5 không phải là AB5 ạ. Các chị lên đúng cú pháp giúp Hoài nhá. AB5 là mã khác các chị ơi. AB5 Hoài cũng có luôn. Các chị nhà mình cẩn thận là lên đúng mã, không lên sai mã giúp Hoài nha.
Mẫu sản phẩm áo của Hoài đang mặc sẽ là IB4, quần sẽ là IB5. Còn đối với đầm của Như lúc nãy mặc thì Như là IB3 đấy các chị. Mình cố gắng mình lên đúng cú pháp giúp Hoài. Rồi ok chị Hồng Lan Phạm ạ. Các chị yêu ơi, mẫu này Hoài chỉ còn cho mình đó là 1 phút cuối thôi nha. Hoài tiếp tục qua mẫu, tại vì đối với những set đồ bộ để em Hoài không có lên quá lâu đâu, Hoài chỉ lên khá là nhanh. Và mẫu này cho em quần sẽ có túi ạ, mặc siêu mát và siêu mềm mịn luôn. Các chị nhà mình thích mẫu này lên mã sản phẩm kèm cho lại cho em Hoài. Rồi ok, Hoài đọc lại mã một lần nữa và em tiếp tục qua mã nhé. Áo cho em Hoài sẽ là IB4 với mức giá cho Hoài đó là 199.000. Quần sẽ là IB5 với mức giá cho Hoài cũng là 199.000 luôn nha. Size số hiện tại Hoài vẫn đang còn đủ cho các chị mình, nên là chị nào thích mẫu này là chốt ngay. Mã sản phẩm kèm số Hoài cho Hoài trên cùng một dòng comment. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn. Hôm nay mức giá giảm này, à cái sản phẩm này là không phải của MAC mà nó là của IBZIC các chị mình nhá. Cái sản phẩm này là của nhà IBZIC Hàn, nên là các chị nhà mình có thể là tham khảo trên trang page của shop, hoặc là mình có thể là inbox trực tiếp nhà em, nhà em sẽ đưa cả data cho các bạn nhà mình hỗ trợ các chị mình. À, sản phẩm này không phải là của MAC nhưng mà là một trong những sản phẩm thương hiệu đồng hành cùng nhà MAC, và chất lượng sản phẩm thì luôn luôn là rất là ok, nên các chị yên tâm giúp Hoài nhá. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ để Như qua luôn set mới các chị mình, và một cái set rất là xinh để các chị có thể mặc đi làm, đi chơi này, và đồ đi kiểu như là đồ ở nhà thì đã có Hoài lo rồi, tại vì phía sau em vẫn là còn rất là nhiều concept cho các chị mình nhá. Rồi tiếp theo là em Như sẽ chuyển qua một cái set nó sẽ hơi gọi là trẻ trung và năng động một tí nha. Chị yêu nào mà nãy giờ mình gọi là lên công sở có nè, ở nhà có nè, mà những cái áo kiểu hay là những cái quần kiểu thì mình chưa có, thì bây giờ là mình tranh thủ mình sang giúp em Như nha. Rồi bây giờ em Như báo mã, tại vì hiện tại là em Như sẽ lên nhanh cho các chị yêu nhà mình luôn. Với mã sản phẩm sẽ là AB8 giúp em Như nhá. Màu áo này với giá gốc là 455.000, hiện tại em Như đang lên với giá sale cho các chị là còn bao nhiêu đây, 299.000 em này thôi. Form này kiểu là chất liệu là cotton nha các chị nha. Đó, và nó sẽ là form crop top thì các chị rất là dễ mặc ha, nó rất là trẻ trung. Đây. Đúng không này? Tay của mình sẽ là có bao phồng này ở trên vai, các chị có thể mặc rớt vai hoặc là mặc lên vai cũng được luôn. Em thấy là phần trên gọi là phần trên này này nó sẽ có độ bo thun để các chị có thể điều chỉnh mặc, nó không có bị khó chịu. Với lại các chị sợ là nó bị rộng ngực hay là bị lộ phần vùng một của mình thì không có nha. 299.000 cho em là mã là AB. Máy đi các chị AB8 giùm cho em nha mọi người ơi. Ok nè, em thấy đâu có chị đang lên nè, tại vì cố gắng là sẽ like nhanh cho các chị, hiện tại cũng đang còn rất là nhiều sản phẩm luôn. Ngày hôm nay là một cái like rất là lâu đúng không nè, cho nên là cố gắng ở lại với em một xíu, tại vì like nếu nó lâu lâu xíu các chị có thể mua được tất cả các sản phẩm luôn trong một cái live stream ha. Rồi mã quần của em sẽ là AB9 cho em nhé. Cái form quần này với chất liệu là cotton, cái lưng của mình sẽ là cái lưng lưng cao và nó sẽ có phần bèo lên như thế này nè các chị, để cảm giác là mình mặc nó sẽ che được cái khuyết điểm ở phần bụng dưới nếu mà chị nào có nha. Cái họa tiết của mình là sọc sọc như thế này rất là xinh. Với một em chiếc quần short này thì em thấy các chị có thể phối cho em một em áo kiểu nè, mình đi chơi cũng được, hoặc là các chị muốn đi làm thì phối cho em một em áo sơ mi, hoặc là những cái kiểu áo mà cách điệu hơn một xíu cũng xinh nha. Form quần short này em thấy các chị lên lấy cho em, tại vì nó không có bị kén dáng nha. Dáng ngày hôm nay chỉ có 100 bao nhiêu đấy chị, 189.000 thôi, và em chỉ có đúng một tông màu quần này duy nhất thôi. Một tông quần duy nhất với giá 189.000. Các chị yêu nào mình thích là tranh thủ lên đơn liền cho em nha. Form này xinh quá các chị. Cái lưng của mình nó siêu cao luôn đó, các chị thấy không? Cái áo crop top của mình là nó kiểu như là xuống tới kiểu dưới phần một của màu xíu, còn cái lưng quần cái rốn của mình tới đây nó lên cái lưng chắc cũng phải là 3-4 phân nữa cho các chị, cho nên cảm giác cái người của mình nó không có bị thấp đó, mà nó sẽ siêu hấp dáng. Những chị yêu nào mình cao rồi thì mình dễ mặc, còn những chị nào mà mình hơi nhỏ con một xíu đúng không, chịu cao kiếm tốn, thì mình có thể mặc những cái quen buồn short này để mình phối là đi chơi nè, đi làm đều được nha giúp em nha. Tại vì cái này nó cũng không quá ngắn nè các chị ha, chiếc quần của mình nó cũng không quá ngắn đó, nhà MAC rất là tinh tế may cái chiếc quần này, nó cũng sẽ vừa phải thôi đó, để cho các chị mặc trông nó rất là lịch sự. 189.000 em thấy đơn của chị Hoàng Yến nhé, AB8 giúp em. Các chị mình muốn tư vấn size có thể comment chiều cao cân nặng giúp em. Áo bao nhiêu ạ? Áo của mình là 299.000 nha chị Giang Võ nha. Hai tông màu giúp em Như. Kiểu như cái này nó cũng là một cái tông màu trắng thôi, nhưng mà cái họa tiết thì nó sẽ khác. Ví dụ cái họa tiết này là họa tiết xanh đỏ, đó hoa xanh hoa đỏ, còn cái màu Enoman là nó chỉ là full hoa hồng thôi. Đó này là hoa nhí nha, mình để lại gần cho các chị có thể xem giúp em nè. Họ tiết hơi nhí và những cái gọi là những cái đường may của mình nó rất là đẹp luôn, nó sẽ nổi lên như thế này rất là xinh. Thật ra các chị mặc những mẫu này thì các chị không có sợ là nó bị mỏng quá đâu, tại vì cái chất liệu nhà MAC cũng đã may đường viền cho các chị rồi, thì các chị tinh tế mặc trên bên trong giúp em á là màu nu hoặc là trong màu nó sáng sáng một tí giúp em nha. Rồi AB8 giúp em Như là 299.000.
em free ship hết các chị ơi. Ngày hôm nay tất cả các đơn hàng của chị bao nhiêu cũng được free ship hết nha. Rồi, 299 chị Vân Nguyễn là trả lời giúp em nhiều luôn. Đó, dễ thương quá trời, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, em sẽ chốt nhanh cái set này thôi các chị, tại vì ở xong còn rất là nhiều mẫu nha. Giới thiệu lại cho các chị nè. Một lát nữa em còn các chị em còn like bên túi xách và lại giày cho các chị yêu nữa, cho nên đợi em một xíu. Có sản phẩm với giá 99k luôn nha. Rồi, hiện tại này em thấy là đơn của các chị đang lên. Nhiều khi nó bị ẩn quá thì em không có thể thấy được, mình thông cảm. Chỉ cần đúng mã, đúng sản phẩm, đúng số điện thoại cho em là có đơn ha. Ui, cái quần này nhìn xinh các chị ha. Mặc lên rất là trẻ trung nè. Em thích cái lưng quần này ghê luôn á các chị. Đó, cái lưng quần là một cái điểm nhấn. Nếu mà nó chỉ là lưng quần bình thường thôi thì nó cũng không có quá nhiều điểm nhấn để mà mình thu hút. Nhưng mà với cái form quần này, họ tiết kẽ sọng như này, cảm giác người mình rất là thon và cực kỳ ốm nữa. Và cái lưng quần cảm giác là nó cao lên á, nhìn cái eo của mình nó được che khuyết điểm rất là tốt luôn. Đó. Rồi bây giờ nè, mã sản phẩm là AB9 189.000 cho em thấy đơn của chị Mỹ Duyên C nhé. Rồi các chị ơi, AB9 này chỉ có một tông màu quần này duy nhất thôi. Nếu thực sự cái quần này 189.000 mà các chị còn đắn đo thì em không biết là phải nói gì hơn đúng không nè. 189.000 thôi các chị ơi. Nhanh tay lên đơn, hiện tại có size là S, M và L cho các chị yêu nhà mình. Áo cũng có đa size cho mình ha các chị ha. Với form áo này thì em thấy là co giãn thoải mái mới mà cũng dễ chịu nữa. Rồi bây giờ em Như sẽ dành khoảng tầm 1 phút 30 giây nữa để chị chốt đơn, rồi em Như chuẩn bị qua mẫu tiếp nha. Còn rất là nhiều sản phẩm cho các chị yêu nhà mình luôn. Rồi nè, các chị ơi, mình vào xong mình nhớ chia sẻ like giúp em Như nha. Áo này bao nhiêu vậy em? Áo này là 299.000 em free ship nha cả nhà. Mà sản phẩm là AB9 giùm em. Em thấy là hai tông màu này nó cũng khác cái họa tiết hoa thôi, thành ra các chị lấy màu nào cũng được. Em nghĩ là riêng về cái mẫu này, khi mà các chị bên gọi điện chốt đơn á thì các bạn cũng sẽ nói với các chị là họa tiết, nhưng mà cái này em thấy họa tiết là họa tiết hoa nhí mà đúng không nè. Những phong hoa nó chỉ khác một cái màu này là màu đỏ nè với tông màu xanh. Còn này là full là màu hoa hồng nhẹ nhẹ hơn thôi. Nó cũng không có quá khác biệt gì đâu, cho nên các chị yên tâm giúp em nha. Đây là cả set là 299 hả? Dạ không chị ơi, bán cả set 299 là không có cháo mà húp luôn nha người đẹp Nguyễn Hiền nha. Nói chứ cái sản phẩm này của em cả set này nếu mà tính ra là 299 nè, cộng cho 189 nữa, các chị cộng giúp em nha. Bây giờ đầu em nó hết nhảy số được rồi mọi người. Em báo lại mã cho nè. AB8 là mã áo giúp em nha. Còn AB8 là mã áo giá 299, còn quần của em là AB9 với giá là 189.000 cho chiếc quần này. Xuất sắc, chốt đơn lẻ giúp em, còn size là mình còn chốt nha. Rồi nhanh tay giúp em, hoặc là các chị cảm thấy là cái set này, cái phong cách mình về mình phối không biết là phối được cái kiểu gì, thì các chị em thấy là riêng cái mẫu này áo crop top, các chị có thể phối cho em chân váy cũng được nè. Tại vì chân váy cũng là lưng cao đúng không, hoặc là những quần lưng cao nè. Còn chiếc quần short này thì các chị phối cái gì cũng xinh hết trơn á nha. Rồi bây giờ em Như sẽ qua mẫu luôn nha cả nhà yêu ơi. Bây giờ các chị tranh thủ chốt đơn cho em nha. AB8 là áo giá 299k, còn quần là AB9 giá 189k giùm em Như nha. Ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu, các chị mình nhớ chờ em một xíu ha. Rồi các chị mình ơi, bây giờ mình sẽ qua một chiếc đầm đen nha các chị mình, siêu xinh luôn ạ. Em lên một chiếc đầm các chị mình có thể mặc đi làm, đi chơi và kể cả đi tiệc cho em Hoài ha. Mã sản phẩm đầm này cho em Hoài sẽ là AB10 các chị ha. AB10 đang có một cái mức giá gốc cho em Hoài đó là 595.000. Thì trong live Hoài giảm tiếp cho mình còn 399.000 mẫu đầm của em đang mặc thôi ạ. Một mẫu đầm thiết kế khá là đơn giản và tối giản cho các chị mình, nhưng mà che khuyết điểm hoàn toàn và những cái điểm đẹp của trên cái kiểu như cái sản phẩm của mình nó sẽ được tôn lên hoàn toàn. Thì đầm này hiện tại Hoài đang có khá là nhiều màu để các chị mình lựa chọn. Em Hoài vẫn đang có tông màu cho mình này, đó là tông màu đen Hoài đang mặc. Và em này sẽ có thêm hai tông màu căn bản cho các chị nhà mình nữa, đó là màu kem sữa và màu trắng kem các chị mình nhá. Em này không phải là màu trắng tinh mà nó sẽ là kiểu dạng màu trắng kem ấy, còn em này sẽ là màu cream các chị ha. Đa phần những cái tông màu này đều là những tông màu các chị nhà mình dễ mặc mà cực kỳ ưa chuộng. Hoài khuyên thật là nếu như chị yêu nào mà da ngăm này, hoặc là những làn da của mình bình thường khó mặc đồ, thì hôm nay ba cái tông màu Hoài mang đến chắc chắn sẽ là những cái tông màu gọi là ăn điểm hoàn toàn cho các chị mình luôn, và mức giá siêu mềm cho em Hoài nhá. Rồi để Hoài sẽ lên giá cho các chị mình 399.000 chị yêu ơi. Sẽ có size số đầy đủ cho Hoài đối với đầm này. Đầm này Hoài có size S, size M, size L và mẫu này cho em 65 cân đổ lại mặc đẹp, eo dưới 75 thì mình sẽ ok các chị yêu nhá. Để chờ Hoài một xíu nào, để em sẽ lên cái trang của nhà em và mình sẽ đọc comment của chị mình. Tại vì là nhiều lúc Hoài sẽ thoát ra để đọc một cái vài gọi là thông số của sản phẩm ấy, nên các chị mình nhớ là bây giờ mình thích mẫu nào là mình chốt luôn cho em Hoài nha. Cái form đầm siêu sang các chị ha. Hôm nay thì đa phần là Hoài mặc màu đen, tại vì các bạn mình chọn màu đen, nhưng mà màu đen thì sẽ hơi khó thấy họa tiết một xíu. Hoài sẽ để gần cái tông màu B để các chị mình dễ dàng chốt đơn hơn nhá. Màu B thì nhìn nó sẽ ok hơn các chị ha.
form đầm cho Hoài này. Sẽ may theo kiểu dạng cúp ngực của em này sẽ là giả cúp ngực các chị nhà mình nhá. Không có mút ngực sẵn, nó sẽ may theo kiểu dạng giả cúp ngực và em này sẽ làm rúng ở phần phía trước ngực nữa. Thì đối với cái phần rúng này nó sẽ cho em Hoài tầm là 10 cm. Thì cái em này nó sẽ làm cho mình cái vòng bột nó sự được ăn gian rất là nhiều và mặc lên thì siêu tôn vòng bột. Và đấy là cũng là điểm nhấn của đầm. Phần tay bồng dáng dài và em này thì sẽ là kiểu tay dáng lỡ các chị mình nhá. Tay bồng dài dáng lỡ cho em Hoài rất là đẹp, không có phải là form quá ngắn hay là form quá dài. Và phần bên rã của mình thì sẽ là rã từ ở phía trên xuống dưới hết đầm luôn. Thứ nhất là nó sẽ làm cho cái phần eo của mình nó sẽ được tạo điểm nhấn và cái hốc eo mình nó sẽ tròn đầy, kiểu như là nhìn nó sẽ kiểu như che khuyết điểm tốt mà nhìn nó sẽ nhỏ hơn và cái phần hông của mình sẽ được đẩy ra tròn đầy hơn rất là nhiều các chị yêu nhé. Đây là cái form đầm của Hoài và mức giá hôm nay chỉ có 399.000 thôi. Nên là chị yêu nào thích AB10 nhanh tay chốt AB10 và cần tư vấn mẫu sản phẩm nào thì comment cho em mã sản phẩm kèm ngoại, đặc biệt là những mẫu sản phẩm ở phía trước nhé. Tại vì là livestream của nhà Mark thì mình có thể tời lại xem được đấy ạ. Tùy hôm các chị nha, nhưng mà riêng hôm nay thì mình sẽ tời lại xem được. Là các chị nào mình trong lúc mà Hoài đang live mình có thể xem lại những sản phẩm cũ và chốt đơn luôn. Trong livestream ngày hôm nay khi mà các chị nào mình mua đầm của em đang mặc thì mình sẽ được free ship hoàn toàn luôn. Đầm này mình có thể mặc đi làm, đi chơi và kể cả đi tiệc cho em Hoài đều rất là sang. Form đầm cho em Hoài sẽ là form đầm ngắn ở trên gối các chị mình nhé. Đối với form đầm ở trên gối như thế này thì các chị mình mặc sẽ không bị đứng tuổi này. Và Hoài nghĩ là đối với làn da như thế nào hay là cái vóc dáng của mình như thế nào mình đều có thể mặc đầm này được. Là chị nào quan tâm mã AB10 chốt ngay AB10 kèm ngoại size số hiện tại thì Hoài vẫn đang còn đủ. Nên các chị cứ lên mã sản phẩm kèm ngoại cho em Hoài. Cái đầm này chất liệu cho em là cô tông chị yêu nhá. Cô tông mềm và lên cho Hoài 2 lớp. Bên trong sẽ kèm lớp lót cho chị mình nữa là mình không có sợ gọi là bị kích hay là bị không vừa. Tại vì là size số hiện tại thì Hoài vẫn còn đầy đủ cho các chị mình. Và các chị dưới 65 cân mình cứ để lại cú pháp cho em Hoài. Bên nhân viên nhà em sẽ có các bạn nhà mình tư vấn ha. Như các chị nào mình xem trên cái form dáng này, nếu như chị nào hơi tròn người mình có thể lựa cho Hoài màu đen để có thể là giảm thiểu cái khuyết điểm của mình trên cơ thể nhá. Còn nếu chị nào thích tông màu sáng hơn thì Hoài nghĩ là hai cái tông màu này là tông màu các chị mình nên chọn. Tại vì màu đen là màu khá là an toàn và Hoài thấy là các chị mình có rất nhiều trong tủ rồi. Thì hôm nay Hoài nghĩ là mình nên thử lựa chọn lại cho em Hoài cái tông màu đó là tông màu trắng sữa hoặc là tông màu kem trên Hoài nhá, là hai cái tông màu siêu dễ mặc luôn. Và cuối live thì nếu còn thời gian Hoài sẽ review lại tất cả các mã sản phẩm cho các chị mình. Là nếu như chị nào bỏ lỡ livestream của nhà em hoặc bỏ lỡ sản phẩm thì mình cứ cố gắng là ở tới live từ cuối cùng. Và nếu như lượt chia sẻ cuối live mình ok hơn thì Hoài sẽ tiếp tục sẽ là tặng voucher 300k cho các chị mình vào cuối live. Các chị nhà mình nhớ đồng hành cùng em Hoài từ cuối live luôn các chị yêu nhá. Rồi AB10 kèm ngoài ạ. AB10 là mẫu đầm. Hiện tại Hoài đang ở phút thứ 44 và đúng cho em Hoài đó là phút 47, là 3 phút nữa nhá. 3 phút nữa thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu với chị yêu nào đang thích mẫu của Hoài đang mặc là lên ngay mã sản phẩm kèm ngoài cho em Hoài. Hôm nay mình sẽ vẫn còn voucher phía sau nên các chị nhà mình không rời khỏi livestream ha. Tại vì cuối live Hoài sẽ tiếp tục tặng voucher. Mà nếu như mà mình vụt mất cái voucher thì sẽ đi rất là tiếc. Sản phẩm của nhà Mark các chị mình đa phần là đơn giản, tối giản, dễ mặc, nhưng mà điều đặc biệt là vải rất là đẹp nha. Tại vì cái sản phẩm đẹp hay là không nó sẽ thuộc cuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như cái form dáng thì đã rất là đẹp rồi, nhưng mà vải không đẹp tự nhiên cái sản phẩm nó sẽ bị mất đi cái độ đẹp của nó đi và cái form nó không đứng được các chị mình. Riêng của nhà Mark là luôn luôn đảm bảo các chị mình vải vừa đẹp này, form dáng vừa chuẩn cho các chị mình. Tại vì đầm này có mức giá gốc tới là 600.000 là các chị mình. 600.000 thì không thể nào là một sản phẩm gọi là không ok. Và nhà Mark không bao giờ có khái niệm đó độ giá lên các chị mình nhá. Không phải là chương trình sale thì ví dụ mức giá gốc đang là 400 thì độ lên 600 rồi giảm xuống 300 đâu các chị. Nhà em là luôn luôn giá gốc như nào là nhà em bán như thế. Các chị nhà mình có thể lên website này, lên sàn thương mại điện tử này hoặc lên những web gọi là lên những cái trang khác của nhà Mark, ví dụ như IG chẳng hạn, để mình có thể xem giá giảm của nhà em như thế nào nhá. Duy nhất ở trên live mới có cái mức giá giảm như thế này thôi các chị mình. Bình thường là nhà em không có mức giá giảm như này đâu ạ. Rồi mình ngắm lại form cho em Hoài cái tông màu trắng sữa rất là đẹp. Cái đây gọi là trắng hơi kem nhẹ các chị mình nhá, cũng không hẳn là trắng sữa đâu. Nó sẽ không phải là trắng tinh nhưng mà nó sẽ hơi ngà ngà một xíu. Và đối với cái màu này thì Hoài nghĩ là nó sẽ đẹp hơn trắng xanh rất là nhiều. Tại vì trắng tinh mà đối với đầm sẽ rất là dễ dơ. Và thứ hai nữa là mình mặc nó sẽ rất là dễ bị tròn người và rất là tệp màu da cho mình nha. Đặc biệt là chị nào da ngăm thì mặc những cái màu trắng sữa này sẽ sáng hơn rất là nhiều. Và tiếp tục cho em Hoài là màu cream các chị ha. Hoặc là màu be sữa rất là đẹp cho em Hoài ạ. Đa phần hai tông màu này khi mà để gần thì nó sẽ thấy cái điểm khác biệt. Còn khi mà Hoài để hơi xa thì các chị mình sẽ thấy là nó hơi giống nhau ha. Nhưng mà em này để xa gần vào thì nó sẽ thấy là khác biệt hoàn toàn là các chị mình nhá. Là hai tông màu. Và tông màu của Hoài đang mặc là tông màu đen ạ. Tông màu đen thì là cái tông màu mà siêu siêu dễ mặc rồi. Chắc là các chị nhà mình không cần phải quá vân cho em Hoài đối với tông màu đen. Và các chị yêu ơi, bây giờ Hoài chỉ còn duy nhất cho mình 1 phút đếm ngược nha. 1 phút đếm ngược, chốt ngay cho em Hoài mã sản phẩm là AB10. Sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới. Cảm ơn chị Mandy fan rất là nhiều. Đồ của Mark thì yên tâm đẹp rồi. Các
các chị yêu ơi, để Hoài xem lần lượt chia sẻ các chị đang là bao nhiêu. Mình nhanh tay chia sẻ đi ạ, tại vì là Hoài chỉ còn hai cái concept cuối live thôi là em đã kết thúc cả live stream ngày hôm nay rồi. Và nếu như lượt chia sẻ mình tiếp tục tăng thì Hoài tiếp tục tặng voucher cho các mình nhá. Hiện tại lượt chia sẻ của mình đang là 554 rồi. Các chị nhà mình cho Hoài lên 600 lượt chia sẻ đi ạ. 600 lượt chia sẻ đi, Hoài vẫn như tiếp tục tặng cho mình voucher 300k vào khung giờ cuối live. Tại vì bây giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi là Hoài đã bắt đầu review sản phẩm và tặng voucher rồi. Nên các chị mình nhớ đồng hành của em Hoài từ cuối live luôn các chị yêu ha. Cuối live em vẫn tiếp tục tặng voucher. Và hiện tại Hoài thấy là lượt chia sẻ mình đang thiếu trên 40 mấy lượt chia sẻ thôi. Là mình cố gắng là còn 4 mấy lượt chia sẻ thì mình chia sẻ cùng Hoài này. Và như để nó đạt được 600 cho là một con số nó khá là tròn chỉnh và đẹp thì Hoài sẽ bắt đầu là tiếp tục tung ra voucher để các chị mình lựa chọn để mình dùng cái voucher đó mình mua sản phẩm ở trong live các chị mình nhá. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu đi các chị mình ơi. Bây giờ sản phẩm là Hoài đã đứng khá là lâu rồi và bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu. Và chị nào đang thích mã 10 chốt ngay mã AB10 kèm số lại nhá. Ai chà. Rồi mọi người ơi, cái live stream ngày hôm nay lên cho các chị nãy giờ là nhiều sản phẩm lắm rồi đúng không? Và đặc biệt là hồi nãy là em như thấy là các chị hỏi em là ngày hôm nay có lên cái sản phẩm nào và với giá 99k hay không? Thì không biết là nãy giờ các chị ơi có hóng hay không? Nếu mà hóng thì comment xuống bên dưới cho em nha. Tại vì sao? Sản phẩm 99k sẽ là một trong hai cái sản phẩm em đang mặc trên người, được không? Và số lượng ngày hôm nay em chỉ chốt được khoảng tầm là 3-40 chị cho mã 99k thôi, chứ nó không có nhiều nha. Thành ra nhanh tay vào live với em nha mọi người nha, chứ không các chị săn không được là tiếc lắm luôn á. Rồi úi giời, em cảm ơn chị Vi Nguyễn nha. Rồi mọi người ơi, vào live giúp em, bây giờ em báo luôn nha mọi người, tại vì cái mẫu này thì số lượng không có nhiều cho nên em sẽ like nhanh. Rồi, mã sản phẩm em đang mặc trên người là mã áo này và AC1 giúp cho em như. AC1 áo này với giá gốc là bao nhiêu các chị biết không nè? 245.000, ngày hôm nay em sale cực sốc còn 99.000. Và em có hai tông màu, một tông màu sọc đỏ và một tông màu sọc đen. Được không cả nhà, chất liệu thun mặt rất dễ chịu và thoải mái với mùa hè này. Màu này các chị, màu đỏ mặc lên nhìn sáng da, đẹp đúng không này mọi người, trẻ trung. Với màu đen mặc siêu gọn dáng và cái họa tiết của mình cổ là cổ cao như thế này, cũng là cổ tròn nhưng mà không quá cao đúng không này các chị. Nó không phải là không dạng, phải là cổ lọ đâu. Đó, cổ tròn cao, mặc lên rất là trẻ trung và dễ thương. Với giá 99.000 và có size bao nhiêu các chị? SML, nhưng mà em thấy cái mẫu này là chất liệu là thun đúng không này. Thì các chị khoảng tầm là 60 con đổ về chốt đơn rồi, 3-40 chị nha. Chị nào mà săn được cái này em phải nói là quá tuyệt vời, cái này là chắc là phải sale tới 70% đúng không cả nhà. Rồi AC1 dùm cho em như nha, AC1 dùm cho em. Các chị mà không comment nhiều nó bị ẩn tương tác là nó bị ẩn là tiếc lắm luôn á. 99.000 là cũng free ship luôn đúng không chị? Tất cả các sản phẩm đều free ship luôn á chị ngờ. Vâng ơi, đều free ship đúng không các chị? Mua cái áo này với giá đặc biệt sốc 99.000 mà còn được free ship nữa, chỉ có tại nhà máy thôi nha. Rồi, em xin phép giới thiệu luôn cái mã quần để các chị chốt đơn luôn. Mã quần của em là AC2 với giá gốc là gần 600.000. Giá gốc của em là bao nhiêu cái gần 500.000 là 495.000. Ngày hôm nay cái form quần này là kiểu cái form mà tách tay, mà tách tay mềm, mà các chị kiểu tách tay form lên form rất là tách tay kiểu gấm cái gì tự nhiên quên cái chất liệu các chị. Tách tay lụa đúng không ta? Em quên mất cái chất liệu. Mà nói chung là cái form này các chị nhìn cho em nè, form cực kỳ chuẩn, không cần phải làm bất kỳ một cái điều gì hết. Ngày hôm nay lên với giá bao nhiêu? AC2 339.000 free ship, lấy cả set chìm cho em như nhá, đừng bỏ lỡ. Em nói thật, với cái form quần mà cái này là quần nha cả nhà, mặc y chang cái váy, cái này là quần nha các chị yêu ơi. Nhìn cho em nè, hai tông màu đen với một cái tông màu màu cam đất đây các chị, hai set luôn. Các chị phối cho em một cái set màu đỏ này, sọc đỏ với lại chân váy quần đen, rồi màu đen với lại chân váy cái quần, cứ nói chân váy Hoài, cái quần màu cam đất luôn. Rồi 339.000 thôi. Cái này là còn size SML và cái quần này hiện tại mà chị nào không chốt là tiếc lắm. Chị Vi Nguyễn có số điện thoại chứ chị, nếu mà có rồi thì nếu mà chưa có thì bổ sung giúp em như nha. AC2 là mã quần. Cái chất liệu là cái tắp tay này các chị. Đây, các chị nhìn cho em cái số vải này, đẹp xuất sắc luôn. Ở trên phần lưng của mình nó sẽ có những cái đường kiểu như là giả giả viền lên á, để cho cái form mình nó thẳng. Và chất liệu này thì em thấy là mặc lên rất là chuẩn form và cực kỳ hát dáng. Cái này là quần có túi, đi làm, đi chơi, đi tiệc đều được cho em nhé. Ngày hôm nay nhanh thủ chốt cả set cho em luôn. Em ơi, em Vy Huyền ơi, cho xin lỗi nha em. Cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều nha. AC1 màu trắng đen, ok các chị. Nên lấy cho em ít nhất là kiểu như là màu áo với lại màu váy này, chân váy này.
cái này là quần mà cứ kêu là chân váy mã cái chị, tại vì cái form nó y chang như cái chân váy luôn. Cái này là một cái quần short ống rộng nha. Một em quần short ống rộng như thế này 339.000 chất liệu này. Các chị đi mua ở bất kỳ sản phẩm, bất kỳ chỗ nào cái giá cực kỳ cao đúng không này. Đã nói lên form quá chuẩn này các chị ơi, đẹp xuất sắc. Áo 99.000 còn quần của em xịn sò chưa, 339.000 và free ship tất cả các đơn hàng ngày hôm nay cho các chị yêu nhà mình luôn. Rồi tranh thủ giùm em nha, 59kg là mặc giúp em là size, nếu mà eo của các chị mà kiểu như là bây giờ này các chị, cái phần mà eo hay là size số kích cỡ á, các chị cứ lên đơn đi. Rồi khi đó các bạn gọi điện tư vấn size cho mình sau. Nếu mà vừa thì chốt, còn không vừa thì bên em sẽ hủy đơn, không sao hết. Bây giờ cứ comment cho em có cái đơn trước cái đã, chứ bây giờ em chưa gửi hàng đi liền đâu. Cho nên các chị yên tâm, nhiều khi ở trong live một mình em không tư vấn được hết tất cả các chị yêu nhà mình ha. Cái quần này của em thì em có tới size L là khoảng tầm 58 cân. Cái này thì vào cái số eo của mình thì để các bạn tư vấn kỹ hơn giúp em nha các chị yêu nhà mình nha. Còn bây giờ cứ lên đơn cho em là AC2 kèm màu kèm số điện thoại cho em chiếc quần này, được không nè. Free ship nha, cứ lên đơn trước cái đã để mình có đơn chứ em đâu có giao hàng liền, được không? Rồi, lên áo là AC1 giùm em 2 phút cuối cùng. 2 phút cuối cùng cho cái này, em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều. Chậm tay là hết các chị ơi, áo 99.000. Áo sale 70 chắc 70% luôn á các chị ha. Còn có 99.000 mà free ship nữa. Còn quần này chị nào chưa có lấy luôn cho em. Cái quần short này của em các chị biết không, này là một cái em quần mà cực kỳ chạy, tại vì bán rất là nhiều, các chị rất là dễ mặc, từ công sở, từ học sinh, từ giáo viên, từ đi chơi, từ đi tiệc đều được với em cái form quần này. Và cái chất liệu của em thì em khỏi phải bàn, dài dặn nhưng không có hề bị nóng, được không này các chị yêu. Rồi nhanh tay lên đơn cho em là AC2 là quần nè, AC2 là quần, còn áo là AC1 cho em 99.000. Rồi một phút nữa em qua luôn, một phút nữa em qua luôn nha các chị. 46kg size gì, 46kg mặc size S giúp em Như, được không nè. 46kg mặc size S giúp em Như nha. Eo của mình 66 đổ về thì mặc size S giúp em, được không các chị. Rồi bây giờ chị yêu nào mình đang lên đơn, mình tranh thủ chốt giùm em Như liền. Bây giờ em sẽ dành cho các chị 5 giây cuối cùng, em review lại cái sản phẩm em đang mặc trên người rồi em qua luôn. Áo là AC1 với giá 99.000 nha các chị yêu nha. Hai màu đen với lại màu sọc đỏ giùm cho em. Quần là AC2 với giá là 339.000 nha. Quần thần thánh rồi, free ship hết đầy đủ size S, ML. Chị nào nhanh tay là có hàng mà chậm tay là hết nha. Rồi bây giờ em Như xin phép qua mẫu luôn nha các chị yêu ha. Ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu 10 các chị mình nhá. Em Hoài sẽ lên một cái mẫu đầm form dáng dài các chị mình ạ. Nãy giờ thì Hoài chưa có lên mẫu nào mà form dáng dài hoặc là hai dây như em đang mặc. Thì bây giờ mình sẽ lên luôn, và cái sản phẩm này sẽ là sản phẩm cuối live các chị mình nhá. Cuối live thì Hoài và Như sẽ còn cho các chị mình đó là khúc review lại tất cả các mã giày này, hoặc là kể cả những mã sản phẩm túi sách hay là đồ ngủ hoặc là sản phẩm của MAC nhé. Em sẽ dành tầm 15 đến 20 phút để review cho các chị mình nữa, là mình không rời khỏi livestream cùng em nhá. Mã sản phẩm của Hoài đang mặc là AC3 các chị mình nhá. AC3 là mẫu đầm của Hoài đang mặc, và em này đang có mức giá cho em Hoài là 595.000 và đang được giảm trực tiếp cho Hoài còn là 449.000 các chị yêu ơi. Rồi chị nào mà đang thích mẫu này thì nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm cho Hoài, đó là AC3 các chị mình nhá. AC3 kèm loại, AC3 Hoài sẽ có cho mình đó là hai màu ạ. Em này Hoài có cho mình đó là tông màu hoa đỏ và tông màu hoa xanh các chị mình nhá. Mẫu này lên chất liệu cho em Hoài là cô tông lụa các chị ha. Mẫu đầm thiết kế cho mình là hai dây, phía trước sẽ phối cho em Hoài phần ben rã siêu đẹp luôn ạ. Các chị nào mình xem giúp em Hoài này, mẫu này là một trong những mã sản phẩm đó là trong bộ tập mới nhất của nhà MAC ở thời điểm hiện tại, và mức giá giảm đang rất là mềm, từ 600.000 giảm tiếp còn 449.000 các chị yêu nhá. Size số còn đầy đủ cho các chị mình là S, M, L, eo dưới 75, cân nặng dưới 65 là sẽ vừa ạ. Chất liệu cotton và em đầm này đặc biệt là phía sau sẽ có tăng đơ giúp em Hoài. Cái form đầm dài như thế này mình có thể mặc mùa hè này, mặc đi biển này, mặc ở nhà, mặc đi du lịch, và kể cả là mặc ngủ cho em Hoài cũng rất là ok. Tại vì cái form đầm này các chị mình che khuyết điểm rất là tốt nha, không có bị lộ mỡ bụng như các chị mình nghĩ đâu. Tại vì em này là một cái form đầm dạng hơi body nhẹ nhưng mà nó không phải là quá ôm sát, nên là Hoài nghĩ là chị nào mà ví dụ có phần mỡ bụng của mình khá là tròn ấy thì mình cũng có thể mặc những cái mẫu đầm này được các chị yêu ha. Rồi AC1 cho các chị mình này, chị Bích Ngọc ơi bổ sung số điện thoại cho em Hoài chị yêu nha. AC1 kèm thoại cho em Hoài ha. Còn mẫu của Hoài đang mặc sẽ là AC3 với mức giá cho Hoài đó là 449.000. Các chị ơi mình không rời khỏi livestream nhá, tại vì cuối live Hoài và Như còn có thể là sẽ tặng voucher nếu như lượt chia sẻ mình tiếp tục tăng. Và Hoài và Như còn cái khúc để review sản phẩm cho các chị mình nữa. Nếu như các chị mình chưa mua được giày này, chưa mua được túi sách này, chờ Hoài một xíu, Hoài sẽ review lại tổng cộng tất cả các túi sách, mã giày của Sapland
k luôn, và thêm đó là mẫu quần áo của Abyssic nữa các chị mình nhá, nên là mình cứ ở trong livestream của em Hoài ạ. Rồi ok, mẫu này thì Hoài sẽ chỉ chốt cho mình thêm tầm đó là 2 phút nữa thôi các chị mình ơi. Bây giờ Hoài đang ở phút thứ 55 và đúng phút thứ 57 thì chắc là Hoài sẽ review lại sản phẩm cho các chị nhà mình luôn. Là mình nhờ đồng hành của em Hoài nhá. Đây các chị nhà mình, nếu như chị nào thích tươi mới mình có thể lựa màu xanh, thích ngọt ngào hơn mình mặc cái tông màu đỏ giống em Hoài đang mặc. Và điểm đặc biệt của đầm này thì nó sẽ là nằm dây kéo khóa một bên hông nha, không nằm ở phía dưới, ở phía sau, tại vì là cái em đầm này á nằm ở phía bên hông thì nó sẽ không gọi là không có ảnh hưởng tới form đầm và nó sẽ không bị gãy form các chị mình nhá. Còn nếu như đối với cái form dáng mà mình dễ nó là lên cái form đầm trên Hoài là phía bên này thì nó sẽ không có đẹp lắm, đằng sau nó sẽ không đẹp lắm. Thì đây là cái thiết kế rất là đặc biệt của nhà MAC, và đầm này các chị mình nhanh tay chốt mã cho em Hoài đó là AC3 các chị yêu nha. Ok chị Bích Ngọc, em đã thấy đơn của mình rồi ạ. Các chị yêu bổ sung mã sản phẩm kèm thoại thì sẽ được chốt đơn hàng trước các chị yêu ha. Hoài sẽ ưu tiên cho những chị nào chưa sẻ livestream nữa đấy ạ. Là mình cố gắng là tương tác và chia sẻ livestream và chốt đơn thật là nhanh chóng giúp em Hoài ha. Rồi bây giờ hiện tại là em Hoài chỉ còn 1 phút cho mã sản phẩm em đang mặc thôi, nên các chị mình thật là nhanh tay chốt cái mã sản phẩm AC3 này. Đầm này siêu dễ mặc và mình có thể mặc đi biển các chị mình. Em đây mình phối cho em Hoài thêm túi sách hoặc là mũ cói này, là mình đã có thể có một sản phẩm siêu hách dáng để đi biển rồi. Bây giờ các chị nhà mình đã sẵn sàng để chuẩn bị review lại chưa? Em Hoài sẽ để các chị mình xem cái tông màu này thêm một lần nữa nha, để gần các chị xem cái tông màu hoa. Và Hoài sẽ trước khi mà Hoài review á, thì Hoài sẽ đưa ra một vài cái á điều ở trong livestream là như thế này. Cái sản phẩm ngày hôm nay á, thì nhà em sẽ có sản phẩm của MAC, và đồng hành thêm cùng MAC nữa sẽ có sản phẩm đồ ngủ của Abyssic, và sẽ có của thêm là Sắc Lan Ca ở trong livestream ngày hôm nay thêm, đó là túi sách và giày dép nữa. Nên là các chị nhà mình bây giờ thì chắc là Hoài và Như nhá. Bây giờ Hoài và Như sẽ review trước cho các chị mình đó là sản phẩm túi sách trước ha chị ha. Bây giờ mình sẽ review trước sản phẩm túi sách. Và các chị yêu này, hôm nay mình đã có mua được sản phẩm quần áo rồi, thì tất cả các sản phẩm trong livestream Hoài sẽ free ship hoàn toàn cho các chị mình luôn. Và điều thứ hai nữa là nếu như mà trong live các chị nhà mình mà thích những cái sản phẩm gọi là thích những cái sản phẩm thêm để phối thêm phụ kiện, ví dụ túi sách, giày dép, thì mình nhớ là hôm nay mình chốt ở trong livestream luôn để có mức giá giảm nha. Ok bây giờ thì Hoài sẽ nhờ Như cùng với Hoài và mình sẽ vào để giới thiệu, mình sẽ giới thiệu túi sách trước đi. Mình sẽ lên túi sách trước để tránh bị loãng ha, tại vì là bây giờ nếu như mình vừa lên giày vừa lên túi sách thì Hoài nghĩ sẽ rất là khó luôn. Đầu tiên cái sản phẩm này là hình như là nhà em chưa có lên đâu các chị ha, nãy giờ là chưa có lên luôn. Sản phẩm này cho Hoài thì em này sẽ là ba lô các chị mình ạ. Ba lô mà theo kiểu làm dạng túi sách cũng được, và mang theo kiểu ba lô cũng được các chị mình nhá. Em này bây giờ Hoài sẽ lên mã cho mình luôn nhá. SA7 là mã sản phẩm ạ. SA7 là mã sản phẩm của em này, và em này đang có mức giá gốc cho em Hoài đó là 785.000. Trong live em giảm trực tiếp cho mình còn là 300. Cái này là còn cho mình đó là 588.000 nhá. Bây giờ sẽ để Như giới thiệu kỹ hơn cái form cho các chị mình, tại vì em này là chưa có lên live đâu các chị mình, nãy giờ là chưa có lên live nhá. Cái này là bây giờ là em sẽ kiểu như là đưa ra cho các chị đúng xem rồi. Là ngăn để chị cầm cho một cái chắc. Ok, quá nhiều sản phẩm các chị ha. Cái này là form kiểu là ba lô nha các chị nha. Nếu mà chị yêu nào mà kiểu như là học sinh, em thấy học sinh sinh viên cũng có thể, nhưng mà cái phong cách mà các chị mà đi làm văn phòng công sở mà thích cái mẫu như thế này á, mình cũng có thể đi và gọi là xách tay như thế này cũng xinh nữa, rất là dễ thương. Và em thấy là cái màu này thật rất là đẹp đúng không nè. Ba lô thì cái màu này em thấy là nếu mà các chị mà phối đồ cũng rất là dễ, tại vì cái tông màu này cũng một tông màu nâu cam kèm với một tông màu đen. Thiết kế kiểu này thì để em mở cái ngăn bên trong ra nha các chị nha. Đây, cái ngăn là siêu rộng luôn đó các chị thấy không nè. Thành ra nếu mà chị yêu nào mình đi làm văn phòng công sở mà kiểu như là nhiều cái giấy tờ này hay là nhiều phụ kiện mà mình không có thể để được những cái túi mà nhỏ nhỏ thì mình có thể lấy cho em mẫu này. Chứ ở phần trước là nhà sách Lanka đã có in khắc lên cái thương hiệu cho mọi người rồi nhá. Với giá sản phẩm này là chị cho em xin 588.000 ạ. 588.000, tất cả các sản phẩm ngày hôm nay đều đã được free, gọi là giảm giá trực tiếp trong live rồi, và còn được free ship nữa. Bây giờ em sẽ like nhanh, còn nếu mà các chị yêu nào mà kiểu như là mình thích xem lại hoặc là review chi tiết lại thì các chị comment bên dưới cho em nha. Size của em này sẽ là 25 x 11 x 27 chiều nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua tiếp tục mã khác, tại vì một mẫu Hoài chỉ giới thiệu với các chị mình đó là 1 phút 30 giây cho một mã thôi ha. Rồi em lên tiếp mã sản phẩm tiếp theo thì mình đó là một chiếc ba lô tiếp theo này. Mã sản phẩm cho em Hoài đó là SA8 ạ. SA8 đang có mức giá gốc là 865.000, thì trong live đang được giảm trực tiếp cho mình còn cho em Hoài đó là 688.000 ạ. Em này hiện tại mình có kích thước là 22 x 12 x 25, chất liệu cho Hoài là da tổng hợp, và em này đang có cho mình đó là 3 màu các chị mình nhé. Cái chất da kiểu này da mềm các chị ha, nhưng mà em thấy cái da này kiểu lên rất là sang, nó không quá kiểu chững chạc nhưng mà cũng không phải là quá trẻ trung. Này là form này là kiểu ở trên nó sẽ có dây kéo được, các chị kéo ra giúp em cầm rất là đẹp, chị cầm giúp em cái này ba màu quá chị ha. Đây, cái ngăn của mình nó sẽ như thế này nè các chị, một cái ngăn rồi một cái một này, hai này, hai
ba ngăn chính giúp em, và trong cái ngăn ở giữa là sẽ có hai cái ngăn nhỏ nữa các chị yêu ha. Đây, những cái túi như thế này em thấy là chất liệu da mà kiểu như là da mềm thì các chị lên form rất là đẹp luôn đó. Đi mà kiểu nút là cài lại, trên này là có in logo cho các chị ở phần dưới này chứ, dưới này là có in logo. Nếu mà các chị nào mà kiểu như là mình thích cái form nó sang hơn thì có thể lấy cho em cái màu hồng, màu hồng này rất là sang. Còn các bạn kiểu như là các chị mà thích trẻ trung hơn thì lấy cho em màu trắng, màu đen là hai cái tông màu quá cơ bản nha. Và các chị mình ơi, tất cả nếu mẫu này đều là da tổng hợp và da rất xịn sò nên các chị mình không sợ bị bong chóc hay là khi gặp nước nó sẽ bị bong ra các chị mình nhá. Yên tâm giúp Hoài là cái độ kháng nước của em này cũng khá là ok đấy ạ. Rồi nó có cái tặng thêm kèm cái dây xích này các chị ha, để ho chắc là để tạo kiểu thêm các chị ba màu giùm em, trắng, đen và tông màu hồng nha. Ok, Hoài sẽ lên tiếp mã sản phẩm tiếp theo cho mình nhá. Em này lên mã sản phẩm cho em Hoài này, đây chị hỗ trợ em cầm một chiếc ha. Mã sản phẩm cho em Hoài của em này sẽ là SA9 các chị mình nhá. SA9 này sẽ có kích thước cho mình đó là 28 này nhân 13 và nhân 22. Mẫu sản phẩm này đang có mức giá gốc cho em Hoài đó là 865.000, đang được giảm tiếp cho mình còn 488.000. Và bây giờ sẽ nhờ Như sẽ giới thiệu bên trong nhé chị mình nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ giơ cái màu hồng để các chị mình xem ạ. SA9 nha. Tại các chị biết sao, ở trong này chưa có tháo cái giấy ra thì các chị không có nhìn rõ. Cái này là đã lấy cái giấy độn ra rồi để các chị nhìn cái form này. Không còn độn nhưng mà form thì cực kỳ chuẩn nha. Cái này y như là chất dạ vậy các chị. Ừ, cái này sẽ là chất liệu cho em Hoài là phối với da và vải tweed các chị mình nhá. Tinh tế đẹp mắt này, chất liệu da tổng hợp cao cấp, mềm, bền và đẹp. Rồi ok, các chị mình thấy không ạ? Cái form dáng thì Hoài thấy là đối với size 25, 28 thì mình rất là dễ dàng phối đồ luôn. Và em này thì sẽ có thêm dây chị Hoài nhá. Ví dụ mình có thể xách xương xương này và mang với vest hoặc là mang những form quần ống rộng sẽ rất là đẹp chị yêu ha. Cái tại em này đang có hai tông màu đó là màu xanh xám và màu hồng ạ. Các chị mình thích mẫu này nhanh tay chốt cho em là SA9 kèm ngoại ha. Hoài sẽ lên tiếp mã sản phẩm tiếp theo với mình ạ. Em này thì Hoài sẽ lên tiếp mã sản phẩm cho mình đó là SA10 nhá. SA10 mẫu này Hoài đang có mức giá gốc cho các chị nhà mình đó là 845.000 và trong line Hoài giảm trực tiếp cho mình có 588.000. Em này cho mình sẽ là cỡ trung và mẫu này sẽ có hai màu cho em là trắng và vàng nha. Bây giờ Như sẽ vừa hỗ trợ các chị mình mở bên trong xem cái form dáng bên trong các chị yêu ha. Mẫu này cho em Hoài kích thước sẽ là 21 x 10 và x 17.5 nhé. Cái này nó cặn kèm thêm cái lụa để quấn cái đai. Kiểu như các chị em thấy là cái xách tay thì cũng rất là sang kiểu như thế này. Còn không mình đi làm văn phòng công sở các chị có thể đeo dây cho nó thoải mái ha. Rồi tiếp theo em qua tiếp mại sản phẩm khác nha. Ok, đối với cái những form nhỏ này các chị mình có thể mặc đi chơi đi làm hoặc là phối thêm, bỏ thêm phụ kiện ở bên trong cũng không có bị chật quá các chị mình nhá. Ok, mã sản phẩm tiếp theo cho chị mình này. Em này lên mã duyên Hoài nhạc. Mẫu sản phẩm cho mình sẽ là SA11 ạ. Kích thước của em này sẽ là 18 x 6 x 14 nha các chị yêu nhá. Số ngăn cho mình sẽ là 1 ngăn ở bên trong. Và mẫu này thì Hoài đang có cho mình 3 màu luôn các chị yêu ha. Cái mẫu này thì có thể là xách tay hoặc là gọi là mình có thể xách như thế này hoặc là đeo dây đều được. Lúc nãy hình như là đầu like là em Như với chị Hoài đã có gọi là đã có xách rồi. Nó phối giữa hai tông màu, cái cài màu vàng rất là xinh này các chị ha. Toàn bộ nhà gọi là sản phẩm của nhà sách Lenka sếp Lenka đều có gọi là lên cho các chị một cái tông màu cực kỳ chuẩn luôn. Các chị thấy không nè, là một hồi cái kiểu như là lẹo lưỡi hết, các chị thông cảm với em Như nha. 588.000 là rồi. Mức giá giảm cho em này các chị yêu ha. Và mình đang có 3 gam màu phối thì mình đó là cam, màu baggy và màu cho em Hoài đó là màu tím nhất. Này là phối giữa hai màu các chị nha. Cái này kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh đúng rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ lên mã sản phẩm tiếp theo các chị mình ạ. Em này sẽ là mã sản phẩm SA12. SA12 thì Hoài sẽ có cho mình đó là 3 tông màu các chị mình nha. Em này sẽ có màu xanh này, màu vàng và tông màu hồng cho chị mình nhá. Em này mình sẽ có mức giá cho em Hoài đó là 765.000 và đang được giảm trực tiếp ở trong line còn cho em Hoài đó là 388.000 thôi ạ. Ui mức giá khá là mềm. Mà em này còn phối thêm cái đồng ở phía trước nữa các chị mình nhá. Rất là xinh cho em Hoài ha. 388.000 mẫu này cho em Hoài. Và em này sẽ có size cho mình này 17 x 6 và x 11 các chị mình ha. Bây giờ thì để cho Như sẽ giới thiệu cái phần dây của túi và kể cả là form dáng bên trong. Và chất liệu này em này sẽ là da tổng hợp các chị nhé. Rồi cái phần túi này em thích nhất là cái phần đá ở bên trước này. Cảm giác nó không quá gọi là đơn điệu quá đúng không nè. Nhìn vô rất là sang trọng. Và em thấy cái phần dây này, đặc điểm của phần dây này em thấy là rất là trẻ trung á các chị ha. Mình có thể kiểu như là mình xách, lúc đầu em nói là mình xách kiểu xách tay như thế này cũng được, không là mình có thể đeo. Một ngày đấy mình thích cái phong cách nó năng động, nó trẻ trung thì mình cũng có thể đeo như thế này. Và cái dây này đã khắc lên cái chữ sách Lanka của thương hiệu rồi đó đúng không nè. Và các chị có thể tháo ra được và cài vào được giúp em Như nha. Dưới cái mẫu này thì các chị có thể phối được với nhiều cái túi khác cũng được. 3 tông màu giúp em, tông màu vàng, tông màu hồng và tông màu xanh. Màu xanh này dễ thương các chị ha, màu lạ ghê. Rồi giá báo giá là mẫu này sẽ là 388.000 nha.
Rồi, tiếp theo. Rồi, bây giờ là cái mẫu túi sách cuối cùng ở trong line luôn các chị mình nhớ. Tại vì là túi sách thì nhà em chỉ có tầm cho mình đó là 13 mẫu thôi ạ. Túi sách này thì xinh ha. Cái mẫu này phiên bản rất là đẹp cho em Hoài, và mình sẽ có hai màu cho em, đó là màu đen và màu vàng. Nhưng các chị nhà mình lưu ý là bên trong nó sẽ tặng một cái túi nhỏ nữa. Cái này bên trong sẽ tặng một cái túi nhỏ nữa cho mình nha. Mã sản phẩm cho em là SA13. Túi này đang có mức giá giảm trời siêu mềm luôn. Tính ra mua 2 chiếc mà mức giá giảm từ 785.000 anh giảm tiếp còn 588.000 thôi. Size số cho mình đó là 26 x 11 x 19 nhá. À, đối với cái mẫu này thì chất liệu cho mình sẽ là da tổng hợp. Và điểm đặc biệt là em này sẽ được tặng thêm một cái túi nhỏ đi kèm nữa. Cái túi này thì nó sẽ có một ngăn thôi các chị yêu ha. Nhưng mà em thấy là nếu mà chị nào mà để mà được nhiều đồ á thì cũng có thể cái túi này cũng bản mà kiểu như là trung trung, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Cái phần dây này là phối giữa hai tông màu vàng với màu đen, nó phối với nhau. Còn cũng màu vàng cũng y chang như vậy giúp em nha. Có logo thắt gọi là khắc của thương hiệu Sách Lan Ca rồi, cho nên các chị yên tâm, mình mua hàng có được kiểm gọi là kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên các chị cứ thoải mái giúp em nha. Những mẫu này ngày hôm nay sale quá trời luôn. Đúng rồi, bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu, các chị mình coi túi sách đã kết thúc rồi và bây giờ Hoài sẽ lên giày luôn cho các chị mình nha. Giày đầu tiên là đôi giày của Như đang mang ha. Mã sản phẩm cho Hoài là SA1 ạ. SA1 đang có mức giá gốc cho em là 545.000, thì trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 188.000 thôi. Giày sẽ có cho em Hoài đó là hai tông màu là tông màu đen và tông màu kem của Như đang mang các chị mình ha. Mẫu này cho em sẽ là cao 9 phân ạ. Da tổng hợp cho mình phối với họa tiết da rắn ở phía sau rất là đẹp nhá. Cái này mai không hề bị đau chân chút xíu nào luôn nha các chị yêu nha. Rồi chị yêu nào lấy thì lên đơn kèm mã, kèm màu, kèm sắc điện thoại. Bây giờ thì sẽ nhờ Như đi, Như đọc đi xong rồi chị sẽ giới thiệu để gần để các chị mình dễ xem hơn, tại vì giày xa như thế này thì chắc là không có thấy được. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu cho các chị mình nha. Cái này có size đầy đủ từ 35 cho đến 39 nha các chị rồi, yêu nha. Ok. Rồi mã sản phẩm tiếp theo sẽ là SA2 giúp cho em Như nha. Cái mẫu này em sẽ có 3 tông màu đen, da và xám, với giá ngày hôm nay sale cho các chị chỉ còn 388.000 thôi mọi người ơi. Với cái độ gót là sẽ là 7 phân cho các chị nhà mình nha. Nhưng mà em thấy rất là dễ mang, tại vì gót của mình nó không có quá cao đâu nha. Với chất liệu của mình sẽ là chất da tổng hợp. À cái này 6 phân chứ. À, gót này là 6 phân dùm cho em Như. Em thấy ba cái tông màu này rất là không sợ đúng không nè. Kiểu như là mình đi các chị mà thích cái phong cách sang thì cũng xinh. Rồi, cái dòng này thì các chị lên cho em là mã là BSA2 kèm màu kèm số điện thoại dùm em nha. Hôm nay còn nhiều mẫu lắm các chị. Tiếp theo sẽ là SA3 dùm cho em Như nha. SA3 cái mẫu này thì là có độ gót là 7 phân, nhưng mà gót của này là gót kiểu gót trụ thì mình rất là dễ mang. Gót vuông này, mũi kèm với một cái điểm nhấn là cái hình da rắn ở phía sau đó, cực kỳ sang chảnh luôn. Em thấy là cái mẫu này thì các chị mà kiểu như là văn phòng nè, mình đi mặc công sở hay là bạc ti mà đi mang lên rất là tự tin và cực kỳ đẹp luôn. Với giá chỉ có bao nhiêu? 188.000 nha các chị nha. Quá rẻ luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là mẫu dép nha các chị nha. Dép SA4 dùm cho em Như. Với 4 tông màu đen, màu xanh lá cây và màu trắng. Giá ngày hôm nay lên cho các chị là 288.000. Chất liệu là da tổng hợp và độ gót của mình sẽ là 3cm cho các chị yêu nhà mình luôn. Rất là đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ tinh tế và đẹp mắt các chị ha. Độ gót 3 phân thì cũng rất là nổi bật nữa. Rồi, qua mẫu tiếp theo nha các chị. Hiện tại em còn đủ size từ 35 đến 39 cho nên các chị cứ để lại mã rồi tư vấn sau nha mọi người nha. Tiếp theo là mã giày kiểu như này, sneaker nha các chị. Một đôi giày thể thao SA5 dùm cho em với chất liệu là vải nha mọi người nha. Chất liệu vải và độ cao của giày này sẽ là 3cm cho các chị yêu nhà mình luôn. Hai tông màu xám và tông màu đen. Giá ngày hôm nay đang sale cho cả nhà mình là 488.000 giúp em Như nha. Thiết kế này cực kỳ ôm chân nè, và cái đệm á cực kỳ êm ái cho các chị luôn. Thông thoáng nhẹ nhàng, cái chất cao su như thế này thì mình mang rất là trẻ trung và cực kỳ năng động giúp em Như. Tiếp theo sẽ là mã sản phẩm SA6 giúp em, là một em giày kiểu dáng là đan chéo phối bánh mì rất là trẻ trung và năng động nha. Mẫu này thì các bạn học sinh sinh viên này mình cũng có thể mang, hay các chị thích mà đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà dễ thương á thì cũng có thể lái cho em mẫu này với 4cm. Giá ngày hôm nay là 388.000. Màu xanh navy với lại màu hồng giúp em Như nhé. Ok, đối với đầm của Hoài đang mặc, Hoài đang thấy chị Hoàng Kha comment này, đầm trắng của Hoài đang mặc sẽ có mức giá là 449.000 nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào cái khoảng khắc đó là review lại tất cả các mã sản phẩm của MAC, và mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy của MAC trước đúng không? Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ review sản phẩm của nhà em luôn các chị yêu ha. Bây giờ là cây nhà lá vườn này các chị mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu review lại tất cả các mã sản phẩm, và chị yêu đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ Hoài sẽ đọc luôn mã sản phẩm đầu tiên cho các chị mình nha. Em mã sản phẩm đầu tiên cho mình đó là mẫu đầm AA1 ạ. Mức giá gốc của đầm này là 595.000. Trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 339.000 thôi. Mức giá rất là mềm, và các chị mình xem cái phong dáng giúp Hoài. Em này sẽ có tới tận 3 màu các chị yêu nha. Màu be này, màu vàng này, và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là tông màu xanh xám. Và em đầm này chỉ có mức giá là 339.000 thôi, mà đang có đầy đủ size các chị yêu ha. Rồi, tiếp theo nha cả nhà.
Ok, bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu tiếp mã tiếp theo cho mình nhé. AA2 là mã sản phẩm mẫu áo này các chị mình nhé. AA2 mức giá gốc của đồng áo này sẽ là 495.000 và trong line em giảm trực tiếp cho mình còn 339.000 ạ. Em áo này có đầy đủ size và lúc nãy mình có phối với cái mã chân váy đó là AA3 các chị mình nhé. Em này có mức giá đó là 425.000 thì trong line mình được giảm trực tiếp cho cái em AA3 này còn là 119.000 các chị. Tính năng nguyên cảnh mức giá rất là mềm. Áo thì mình sẽ có hai màu và chân váy cho Hoài sẽ có một màu thôi chị yêu nhá. Chiều thích set này mình có thể chốt mã trên Hoài luôn. Rồi ok, lên mã tiếp theo cho chị mình nhá. Em này sẽ là IB. À cái này không phải các chị mình nhá. Cái này là AA4 ạ. AA4 295.000 và mẫu áo mình đang có 3 màu này, màu be, màu đen và màu tím cho em Hoài thì mẫu này mình đang có mức giá giảm chỉ còn 139.000 thôi. Chị nào thích cái áo này chốt ngay cho em Hoài là AA4 kèm thoại nhá. 139.000 chị yêu ha. Hôm nay mình có kết hợp cho các chị thêm một cái mã chân váy jean đó là AA5 các chị ha. AA5 hiện tại Hoài đang có cho mình đó là 3 tông màu. Ba tông màu đó là màu xanh nhạt, màu xanh đậm và màu xanh xám ghi các chị mình nhá. Và mẫu này đang có mức giá gốc là 495.000 thì trong live chị 495 trong livestream giảm tiếp còn 399.000 ạ. Chị nào thích set lúc nãy mình chốt cho em là AA4 cộng AA5 để chốt nguyên set chị yêu ha. Rồi mình lên tiếp mã sản phẩm tiếp theo cho các chị mình. AA6 325.000 giảm trực tiếp còn 159.000. Áo này mình có tới tận 3 tông màu với chất liệu cô tông siêu đẹp nha. Xíu nữa các chị mình có thể kéo lại form đồ để mình xem lại giúp em Hoài, tại vì bây giờ mình review thì review khá là nhanh. Và chị nào thích mã sản phẩm đó là AA6 chốt ngay cho em Hoài mã sản phẩm AA6 ha. Hồi nãy mình có kết hợp cái mẫu AA6 với mã sản phẩm quần đó là AA7 ạ. A7 mình đang có mức giá trên Hoài khá là mềm, 300. Mẫu này đang giảm tiếp còn 299.000 và em đang có các tông màu cho các chị này. Màu be, màu cam đất, màu xám ghi và màu đen và màu xanh đậm các chị nhé. Form quần siêu đẹp luôn. Chị nào đã bỏ lỡ các mã sản phẩm AA7 này, bây giờ trong live mình cố gắng mình chốt luôn cho em Hoài này. Cái quần này là nó dài hơn cái người yêu luôn á các chị. Rất là đẹp và rất là sang và mức giá siêu mềm nhé. Rồi lên tiếp mã sản phẩm tiếp theo cho các chị mình nhé. Mẫu này cho em Hoài sẽ là AA8 các chị ơi, 595 giảm tiếp còn 399.000 ạ. Chiều thích mẫu đầm này chốt ngay cho em AA8 kèm số ngoại ha. Rồi, cái mẫu này là họa tiết khôi nhí thì các chị mặc lên rất là trẻ trung và cực kỳ gọn người luôn. Em đang review nhanh cho nên các chị cố gắng nghe đúng mã lên kèm mã số điện thoại giúp em như nha. Rồi. Rồi ok, lên mẫu tiếp theo cho các chị mình, mã sản phẩm cho em Hoài này là AA9 là mẫu áo ạ. AA9 đang có mức giá giảm cho em Hoài là 555.000 giảm tiếp còn 369.000 ha. Phối hợp cho mình với mã chân váy cho em Hoài sẽ là AA10, mẫu chân váy còn 269.000. Chân váy mình có 3 màu, áo có 2 màu giúp em Hoài ạ. Cái áo của mình là một sản phẩm có hai món, bên trong là sẽ có áo dây, áo lụa hai dây giùm em, bên ngoài sẽ là áo tơ cắt nơ rất là tiểu thư và điệu đà, chân váy tần lưng thun rất là dễ mặc và không có quần bên trong nhưng mà sẽ có lớp lót nha các chị yêu ha. Rất là đẹp luôn ha. Thực ra thì mẫu này mức giá khá là mềm đấy chị ơi, áo trên ngoài chỉ có là 369, còn chân váy cho em là 269.000 nhá. Chị yêu là quan tâm mẫu này chốt mã sản phẩm kèm số điện thoại cho Hoài ạ. Rồi tiếp theo mình sẽ lên mã sản phẩm cho mình là AB1 725.000, giảm trực tiếp cho các chị mình còn cho em là 339.000. Đầm sẽ có hai màu giúp em đó là đen và màu trắng các chị ha. Các chị chốt mẫu này chốt cho em AB1 kèm thoại chị yêu ha. AB1 kèm thoại để chốt đơn hàng thành công. Size số có đầy đủ cho các chị mình luôn ạ. Trắng và đen giúp em Hoài nha. Có độ ống ao ngành ấy, rất là đẹp. Rồi cái mẫu này các chị mình này, áo ren nha. Áo ren này Hoài đang lên mã cho các chị mình đó là em này thì sẽ là AB2 với mức giá cho Hoài. Cái mẫu này cho em Hoài là AB2 với mức giá cho em Hoài đó là 269.000 là mẫu áo. Còn AB3 là mã chân váy với mức giá cho em Hoài là 339.000 nhá. Chân váy có hai màu và áo cũng sẽ có hai màu để các chị mình săn. Cái mẫu đẹp ha, nhìn rất là dễ thương. Cái chân váy kiểu như là cái chất liệu xốp nó nổi lên rất là xinh. Các chị ha, mặc cái set này em thấy rất là trẻ trung và dịu dàng luôn. Rồi mình lên mã, mình lên cho em Hoài là AB2, còn chân váy cho em là AB3 các chị nhá. Tiếp tục lên mẫu đầm của Như mặc lúc nãy ạ. Cực kỳ dễ thương luôn. Cái form đầm này thì các chị kiểu như là một tông màu đen này và một cái tông màu màu kem đậm á, thì mình mặc lên rất là trẻ trung. Và tại vì cái họa tiết này là họa tiết hoa nhí các chị, phù hợp cho cái mùa này đúng không nè. Tay thì tay dài và cổ thì cũng là rất là lịch sự và tinh tế. Các chị có thể mặc đi làm, đi chơi đều được giúp em Như nha. Form này thì mặc lên không bị lộ khuyết điểm chút nào hết. Lên cho em mã sản phẩm và giá luôn nè. Mã sản phẩm của em Như sẽ là AB4 đúng không nè. AB4 với giá gốc là 600.
95.000. Ngày hôm nay giảm trực tiếp trong live chỉ còn là 449.000 em như free ship toàn quốc nha. Chất liệu là von hàng phối chứ lại ngọc viền cô tông giúp em rất là đẹp luôn. Đây các chị mặc lên rất là mát. Đầm này thì nó sẽ có hai lớp, bên trong có lớp lót lụa để cho các chị thấm mồ hôi, không có sợ bị mỏng nè, và cũng không có sợ là tay dài như thế này, đầm dài như thế này thì có bị nóng hay không, đúng không nè. Rồi 449.000 free ship hai tông màu giúp em như mã sản phẩm là AB4 giúp em. Hai tông màu siêu dễ mặc và chất liệu cho em Hoài là cô tông lụa nhá. Các chị yêu ơi, nếu như mà Hoài qua mẫu nhanh á, các chị nhà mình mà cần phải tư vấn lại mẫu nào thì mình cứ comment lại cho em Hoài, và Hoài và Như sẽ hỗ trợ mình dơ lại sản phẩm ha. Bây giờ mình sẽ lên mã sản phẩm tiếp theo cho các chị mình ạ. Mã sản phẩm tiếp theo sẽ là mã áo vest AB5 cho em Như, giá gốc là 595.000. Đúng không nè, bình thường các chị mua một em áo vest như thế này là gần 600.000. Hôm nay nhà mát sale cho các chị con là 449.000. Với cái chất liệu của mình là cốt tông, mặc lên rất là mát. Phần vai là có độn vai nha, mặc lên cái cầu vai của mình rất là thẳng và kiểm giác là người mình rất là gọn luôn. Cái form này kiểu như là nó là cơ phông rộng á chị ha, mặc lên rất là trẻ trung luôn, không nhất thiết là phải là ôm xiết vào người giống như là áo vest cơ bản. Tại vì cái em này các chị mình để ý này, cái phần cầu vai và kể cả là cái form của nó không phải là form quá dài, nó sẽ không bị đứng tuổi các chị mình nhá. Mặc áo vest này form dáng của nó sẽ khá là hiện đại. Và em này thì mình sẽ có cái chân váy cùng màu luôn, nhưng mà chắc là bây giờ để mình giới thiệu trước cái áo thun đi. Giới thiệu trước cái áo thun để các chị mình dễ dàng chốt đơn hơn nhá. Rồi, áo thun sẽ là mã AB6 giúp cho em Như với giá gốc là 255.000. Ngày hôm nay lên cho các chị giá chỉ có 189.000, xuất sắc cả nhà yêu ơi. Hai tông màu trắng và tông màu xanh với chất liệu cô tông mặc lên rất là mát mẻ luôn. Và cái mẫu này thì các chị có thể mặc được kiểu gì cũng xinh nè, đi chơi, đi làm, ở nhà, đi dạo đều được giúp em Như. Và tất cả những mẫu này đều còn size, 3 size là S, M và L giúp em. Riêng về cái áo vest này thì em thấy là các chị khoảng tầm 60 cân độ về cũng có thể chốt. Em Như sẽ like luôn cái chân váy đi kèm với mã sản phẩm này nha. Đây, chân váy lên mã cho em Hoài nhá. Em chân váy này sẽ là AB7 các chị mình nhá. 355.000 là giá gốc và đang được giảm trực tiếp cho mình còn là 269.000 thôi. Chân váy sẽ có đầy đủ size và nó sẽ đi cùng với tông màu áo vest các chị mình nhá. Hoài khuyên thật là nếu như chị yêu nào đã chốt áo vest rồi thì mình chốt luôn chân váy, là có một cái concept đi cùng nhau thì nó sẽ xinh hơn rất là nhiều. Chị nào thích tươi mới mình có thể mặc màu xanh, thích an toàn có thể mặc màu beige da, hoặc là với cái tông màu đen các chị yêu nhá. Vest thì mặc màu đen sẽ rất là quyền lực đấy ạ. Rồi, cái mẫu này của em thì không có quần bên trong nhưng mà sẽ có lớp lót cho nên các chị yên tâm là nó không có bị mỏng nha. Form chân váy này thì mặc lên là cực kỳ tôn da tôn dáng rồi. Nên là các chị nào mà thích, hàng gọi là bình thường các chị thích vest á, phải chốt cho em cái set này, mặc lên rất là trẻ trung luôn. Có đấy chị Vân Nguyễn nhá. Nói chung là các chị mình chốt ở trong live, chốt mẫu nào thì em cũng hoàn toàn là sẽ chốt đơn cho mình hết, nên các chị yên tâm nha. Theo dõi live stream mình cứ yên tâm lên mã sản phẩm kèm thoại trên Hoài, có đơn hàng thì em sẽ gọi là chắc chắn là sẽ chốt cho mình. Nhưng mà trong live thì nhiều lúc là đơn hàng lên nhiều quá là Hoài và Như sẽ không đọc đơn hàng được của các chị mình nhá. Đầm hồi nãy Hoài đã trả lời chị Hoàng Kha rồi chị ơi, đó là mẫu sản phẩm trên Hoài sẽ là 449.000 nha. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ lên tiếp mã sản phẩm tiếp theo cho chị mình nhá. Em Hoài lên chiếc áo cho các chị rất là xinh này. Áo mẫu này sản phẩm cho em Hoài sẽ là mẫu sản phẩm cho em là AB8. AB8 là mẫu áo này các chị xem họa tiết cho em Hoài cực kỳ yêu luôn. Cái mẫu này mình sẽ có cái phần nơ phía trước cho em Hoài và form dáng sẽ là form dáng crop top các chị ha. Vải cho em Hoài sẽ là cô tông gân siêu đẹp. Em này thì khá là mềm mỏng cho các chị mình nhưng mà nó không bị mỏng quá ha. Mức giá giảm của em này chỉ có 299.000 thôi ạ. Còn với chiếc quần lúc nãy em có mặc chung với cả set này cả nhà ha, là AB9 dùm cho em Như với giá gốc là 395.000. Hiện tại em quần này đang sale cực kỳ sốc, chỉ còn là 100 bao nhiêu các chị, 89.000 thôi. Hiện tại còn size S, M, L. Em thích nhất là cái phần lưng của mình là lưng thun này, mình có thể rất là dễ mặc, không có bị lộ khuyết điểm cũng như là những cái họa tiết sọc như thế này thì các chị mặc nó không có cảm bị lõi sợi, gầy hơn nữa. Rồi, bây giờ chị yêu nào là cái quần này của em chỉ có một tông màu thôi nha, là mã AB9 189.000. Lúc nãy em la là các chị cũng chốt rất là nhiều rồi. Thành ra bây giờ em review lại, chị nào thích thì phải lên đơn mã sản phẩm kèm cho em số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha. Đúng rồi các chị ơi, và mình cần tư vấn mẫu nào mình nhớ comment luôn mã sản phẩm kèm thoại thì nhà em sẽ tư vấn cho các chị mình kỹ hơn. Và nếu như mình đã bỏ lỡ cái mã sản phẩm nào rồi á thì mình cứ lên trên mã sản phẩm kèm thoại nhà em sẽ, hoặc là mình cứ comment lại mã mình muốn xem lại thì Hoài sẽ tư vấn kỹ lại cho các chị mình hơn nhá. Mẫu sản phẩm cho Hoài sẽ là AB10 ạ. AB10 đang có mức giá gốc trên Hoài đó là 495.000 thì AB10 này đang có là 595.000 thì trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình có 399.000 mỗi đầm này thôi chị yêu ha. Đầm này nhìn trông có vẻ là đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà em thấy là rất là sang luôn. Kiểu như là khi mà các chị thích những cái mẫu đầm mà ngày hôm nay mình muốn là đi làm nè, với những cái mẫu đầm nhìn nó trẻ hơn, đúng nhìn rồi, nó dễ thương hơn nhưng mà không quá cầu kỳ và nhiều họa tiết chi chít thì có thể lên cho em mã đầm này. Chất liệu thì rất là dày cảm, rất là nặng tay nhưng mà không hề bị nóng nha mọi người. Cái phần bầu gọi là cái phần vòng một của mình là xếp ly á, khi mà mặc vào cảm giác cái vòng một của các chị được gọi là hắt cái vòng một, cảm giác rất là đầy đặn luôn. Các chị mình muốn xem chân váy xanh ở chị mình ok. Chân váy xanh là cái mã sản phẩm đối với cái áo vest hay là cái chân váy xanh kia ta, các chị chờ em một xíu đi.
qua mẫu này đi ha. Tại vì Hoài chỉ còn cho mình đó là một cái set sau nữa thôi, là em Hoài đã hết các sản phẩm live rồi. Và mình sẽ giới thiệu lại cái mã chân váy xanh, tại vì Hoài đang có hai mã chân váy xanh nhá. Chị yêu chờ em Hoài một xíu nha. Chị Thu Hương Phạm ha, chờ Hoài một xíu, Hoài sẽ giới thiệu lại chân váy xanh cho mình. Đó là set của Như đang mặc này. Rồi cái set này thì khỏi phải nói với mọi người nha, với chất liệu là một em áo thun gân. Đó, thiết kế rất là mát mẻ và cực kỳ dễ thương luôn cho em. Ngày hôm nay lên cho các chị với giá là bao nhiêu? AC1 99.000 và free ship cho các chị yêu luôn. Em có hai tông màu này. Đó này, nãy giờ là chị nào vào sau thì mình tranh thủ mua chốt, tại vì lúc mà em lên hàng sale 99.000 mà free ship cho các chị là đã lên đơn rất là nhiều rồi. Số lượng thì không có nhiều cho nên mình cố gắng mình lên đơn nhanh. 99.000 thôi và có size SML. Các chị 60 con đổ về thì có thể mặc, tại vì cái chất thun này có độ co giãn. Còn với em quần này sẽ là AC2. Cái này gọi là cái vải mà kiểu tách tay mà rất mềm đúng không chị? Lên form cực kỳ chuẩn nha các chị thấy không nè. Em có hai tông màu nha, cái quần này là cảm giác khi mình mặc vào y chang như cái chân váy đúng không? Cái này là các chị mặc thoải mái cho em luôn, lưng siêu cao và mặc siêu hách dáng. Với giá ngày hôm nay chị có là bao nhiêu các chị ơi? 339.000 thôi, mã là AC2, hai tông màu và có ba size S, M và L giúp em Như nha. Rồi các chị yêu, chờ em một xíu nha, áo crop top tay vòng chờ em luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên luôn mẫu cuối, và bây giờ Hoài sẽ tí nữa Hoài sẽ dành thời gian tầm 5 đến 10 phút để giới thiệu lại các sản phẩm mà mình cần xem nhá. Mẫu đầm của Hoài đang mặc mình đang có hai màu ạ. Nhờ Như sẽ lấy lại cái màu tiếp theo của chị ha. Cái đâu được ta? Cái em này mình sẽ có hai màu luôn các chị mình nhá. Mã sơ của chị Hoài sẽ là AC3 với mức giá là 595.000. Trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình còn 449.000. Đầm sẽ có hai tông màu để các chị lựa chọn, đó là tông màu xanh và tông màu Hoài đang mặc là cái tông màu hoa đỏ các chị mình. Nền thì đều là nền trắng nhưng nó sẽ khác nhau ở màu hoa, và em này đang có size số đầy đủ các chị săn. Chưa thích mẫu này nhanh tay chốt mã trên Hoài là AC3 kèm thoại nha chị yêu ha. Rồi, em thấy cái áo đầm này là mình sẽ có tăng đơ để mình điều chỉnh phần thiết kế ở phần trước, nó sẽ có độ thun gút để mà các chị cả khi mà mặc vào á mình thắt lại, cảm giác cái nơ của mình nó rất là an toàn và cảm giác cực kỳ đầy đặn luôn. Rồi các chị cứ yên tâm mà chốt cái em đầm này, mặc siêu mát luôn các chị ơi. Mà đầm này thì em thấy là có hai lớp này các chị, đó, hai lớp xịn sò cho mình không có sợ là bị mỏng nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu lại cho chị mình mẫu áo crop top tay bồng nhá, là cái mẫu hoa đúng rồi, là cái em này. Cái mã sản phẩm này cho em Hoài là mã mấy nhá? Cái này là Như mặc đúng không? Bây giờ không nhớ. AB8 hả? AB8 giúp em Như nha mọi người nha. AB8 này của em, sản phẩm này là giá là 339.000. Form áo crop top chất liệu là có tông mà kiểu là có tông chạy viền rất là xinh ha. Cái mẫu này cái chị mặc đó, nó không có kiểu như là bị ngắn quá đâu, tại vì lúc này em Như có phối chung với chiếc quần này là mã là AA9 giúp em Như nha, cho nên AB9 rồi, AB9 giúp em. Các chị có thể kéo lại xem like giúp em nhìn cái form dáng, còn cái này thì lên cho em là AB8 giùm cho em Như đúng không nè. AB8 giúp cho em Như nha. Rồi cho thiệt sự các chị, AB8 với là AA8 AB8 giúp em Như là giá có 299.000 thôi. Còn cái này là hồi nãy em báo lộn nha mọi người nha. AB8 giúp em hai tông màu. Cái này nó cũng là nền trắng nhưng mà nó chỉ khác cái màu hoa thôi. Đúng mọi rồi. Người. Màu này là hoa hồng, cái này là màu hoa xanh với lại hoa đỏ. Giá là 299.000 em Như free ship nha. Các chị mình muốn xem cái mã đó là mã chân váy xanh đúng không ạ? Chờ Hoài một xíu nhá. Chân váy xanh Hoài đang có hai mã, thì bây giờ Hoài sẽ giới thiệu cái mã chân váy dáng xòe trước cho chị mình nhá. Rồi, mã này sản phẩm này của em là AA10 giúp em nha. Mức giá gốc là 355 và đang được giảm tiếp còn 269.000. Đây có phải là chân váy xanh mình yêu cầu không chị yêu ha? Mình thích chân váy xanh thì chút ngay nhá, tại vì là rất là đẹp, tại vì chân váy dáng bồng mà kiểu dáng là dáng xòe 3 tầng nữa thì Hoài rất là ưng cái chân váy này, và khi mà các chị mình mặc á, phối với áo sơ mi sẽ rất là đẹp các chị nhá, đặc biệt là sơ mi trắng đấy ạ. Rồi, lúc nãy em đã phối rồi, bây giờ các chị ơi, em với chị Hồi đã review hết là tất cả các sản phẩm từ nhà mát này đến IBSIC. Còn IBSIC em sẽ bây giờ sẽ tiếp tục review. Ngày hôm nay là một cái livestream rất là nhiều sản phẩm cho nên các chị cố gắng ở lại live với em nha. Bây giờ em xin phép là sẽ chân váy chữ A, vậy là cái chân váy này các chị. Rồi. Đây chân váy xanh chữ A này đúng không ạ? Mình lên mã sản phẩm cho Hoài là AB6 chị yêu nhá. AB7 là mã chân váy đấy chị yêu nhá. Mức giá cho Hoài là 269.000. Không biết là có đúng chân váy mình yêu cầu không chị yêu ha. AB7 trên Hoài đó là 269.000. Lên mã sản phẩm AB7 kèm số thoại cho Hoài nha chị yêu ha. Thu Hương Phạm nhá, chân váy này Hoài chỉ còn mỗi chân váy này là màu xanh thôi ạ. Còn trong live thì em không còn mã chân váy nào màu xanh nữa chị yêu ơi. Rồi mình xem lại chân váy nâu. Chân váy nâu là mã này hả ta? Bây giờ là mọi người đây. Các thấy được một lát nữa là mình sẽ review lại cái này đúng không? Trong váy nâu này hai màu luôn. Tại vì mà em đã review lại rồi và cái livestream này có thể kéo lại xem được có mọi người, cho nên là mọi người cố gắng là khi mà em Như với lại chị Hồi mà nói sản phẩm mọi người cố gắng nghe đúng mã giùm em, chứ không là mọi người em qua rồi cái mọi người hỏi lại qua rồi và mọi người hỏi lại là cái livestream này rất là lâu, còn tại vì còn của ABC với lại rất là nhiều sản phẩm nữa. Thôi bây giờ mình nói lại đúng cái rồi. Sản phẩm này một lần nữa nha.
Rồi cái chân váy này của em sẽ là mã gì đây? Một em chân váy công sở, mã sản phẩm là AA3 giúp cho em nha mọi người nha. Em rất thích là hai cái phần bèo, gọi là hai cái phần viền nó sắp ly như thế này vô này, cực kỳ dễ thương. Công sở một tông màu nâu tay này duy nhất với giá là 199.000 giúp em nha. 199 ba size S, M và L. 119.000 giùm em. 119.000 mã sản phẩm là AA3 giúp em nhiều nha. Rồi. Ủa cái này xong chưa? Xong rồi đó. Cái này là cái mẫu A sản phẩm là AB7 đó mà nó rồi. Có cùng thêm màu nâu thôi. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là sẽ review của sản phẩm AB6 các chị mình nhớ là những mã sản phẩm đồ ngủ rất là đẹp chim Hoài luôn. Thì hiện tại này bây giờ Hoài sẽ mang đến sản phẩm đầu tiên cho chị nhà mình, đó là một chiếc đầm dây rất là sang. Mã sản phẩm chim Hoài sẽ là IB1 ạ. IB1 em này điểm đặc biệt của nó sẽ có tới size XL luôn. S, M, L và size XL có nghĩa là 70 cân đổ là mình vẫn mặc vừa mà. Cái tông màu quá đẹp luôn ha. Cực kỳ sâm màu luôn các chị mình nhớ, màu rất là ngọt ngào. Và hiện tại em này đang có đồng giá. Hôm nay đồ ngủ sẽ đồng giá 199.000 hết. Là Hoài sẽ chỉ báo giá là 199.000 và mã sản phẩm cho mình sẽ là IB1 các chị mình nhớ. Đây này, tổng cộng sẽ là 5 tông màu giúp em, tông màu xanh họa tiết, tông màu tông màu tím này giúp tông màu hồng họa tiết, rồi tông màu hồng trơn, màu hồng cánh sen trơn với lại tông màu vàng nha mọi người nha. Chất liệu là lụa Latin hết nha. 199.000 giúp bao nhiêu. Rất là mềm mịn và mát cho em Hoài luôn. Thì mã sản phẩm tiếp theo Hoài lên cho chị mình đó là một cái set mới các chị mình nhá. Mã sản phẩm cho em Hoài là IB2 với mức giá cũng là 199.000. Cái set này siêu đẹp luôn các chị mình ạ. Thực ra thì màu quần nó sẽ đi cùng với màu áo các chị mình nha. Em này mình sẽ có cho em Hoài đó là 4 tông màu cả quần và cá áo. Màu đầu tiên cho em Hoài sẽ là tông màu xanh lá này, màu xanh dương, cho em cái màu xanh minh chứ. Màu tiếp theo cho em Hoài sẽ là màu tím và màu hồng. Điểm đặc biệt là phía sau của em này rất là đẹp luôn. Cái mẫu này thì rất dễ thương ha. Nó rất kỳ xinh. Đúng rồi, viền ren thì lại là sang các chị mình. Hoài nghĩ là cái mẫu này thì rất là dễ mặc và không có kén tuổi đâu ạ. Cái màu sắc cũng siêu dễ mặc cho chị mình luôn. Nếu như chị yêu nào mà thích mẫu này mình chốt cho em Hoài là IB2 nhá. Rồi, cái này là lưng thun giúp em và áo thì có tăng đơ đằng sau nha các chị ha. Rồi mình lên sản phẩm đầm tiếp theo cho các chị mình này. Em để lên mã sản phẩm cho em Hoài đó là IB4 ạ. À cái mẫu sản phẩm cho em Hoài là IB3 199.000. Rồi 199.000 một em đầm rũ, gọi là cái em đầm rũ này cũng hơi viếng rũ nhẹ nhẹ các chị ha. Thì em thấy là các chị nên sở hữu cho mình một em đầm như thế này, gọi là chồng mà gọi là xem mặc những cái mẫu này ở nhà nó vừa sang, nó vừa thoải mái nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Hàng lụa đầm lụa là các chị mua giá rất là cao đúng không nè. Ngày hôm nay nhà IBX lên cho các chị giá cực kỳ ưu đãi luôn. Cái này em có rất là nhiều màu nè, một tông màu xanh dương đậm nè, một tông màu trắng nè, một tông màu đen, một tông màu xanh mực nè, một tông màu tím với lại một tông màu hồng giúp em như nha. Phần cổ viền ren và ở dưới này cũng viền ren nhẹ cho các chị ha. Có tăng đơ điều chỉnh hết giúp em như nha. Size đầy đủ S, M, L và XL giúp em như. Một chiếc đầm lụa rất là sang, mức giá siêu mềm. Bây giờ Hoài sẽ lên luôn cái concept cho mình. Mã áo cho em Hoài sẽ là IB4 ạ, 199.000. IB4 là mã áo này sẽ là 199.000 và em này sẽ có hai phiên bản cho chị mình nhé. Đối với tông áo Hoài sẽ có màu cho mình này. Em này sẽ có màu hoa là màu đầu tiên, màu tiếp theo chị Hoài sẽ là màu hoa xanh đen. Màu xanh đen và màu be chị Hoài có nghĩa là mình sẽ là như thế này các chị mình nhé. Có nghĩa là em này sẽ có hai tông màu hoa, màu be và hai tông màu xanh đen cho em là màu trơn và màu hoa các chị mình nhé. Thì mẫu áo này lên mã sở cho Hoài là IB4 với mức giá cho Hoài 199.000. Quần thì mình sẽ có hai phiên bản là cùng với mẫu áo, một mã quần dài và một mã quần ngắn chiều nhá, đều là có mức giá 199.000. Đối với quần ngắn mình lên mã cho sản phẩm cho Hoài là IB5, còn quần dài cho em sẽ là IB6. Vải này thì siêu mềm luôn, siêu mềm và siêu mịn luôn rồi các chị mình ạ. Thì là nguyên set này chỉ có 398.000 thôi chị ơi nhá. Chính xác luôn, quá trời mẫu luôn các chị ha. Cái này là hai phiên bản, các chị có thể kéo lại livestream để mà xem cái form dáng giúp em như nha. Rồi, ui ui còn nữa không ta? Hết rồi đúng không chị? Rồi. Nãy giờ không biết là các chị nào mình đã gọi là nghe review lại và đặt được cái sản phẩm chưa? Nếu chưa thì các chị ngay sàn gọi là khi mà em kết thúc live các chị có thể kéo lại xem livestream để mình có thể thích những cái sản phẩm nào mình đặt ngay trong live giúp em. Tại vì mình đặt càng sớm thì cái đơn hàng của mình sẽ được ưu tiên chốt hơn. Bây giờ thì cái livestream của mình cũng đã kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các chị đã đồng hành cùng với Mark này, AD6 cũng như là Sáp Lanka nha các chị yêu nha. Rồi hiện tại thì thời gian livestream em đã kết thúc rồi. Chắc Hoài và Như sẽ xin phép ở livestream tại đây và chúc tất cả các chị yêu sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ này. Và mình có thể kéo lại livestream thích mẫu nào chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em, hoặc là mình có thể lên mã ngày trên livestream để được chốt đơn hàng thành công với mức giá cực kỳ ưu đãi. Và hôm nay thì Hoài cũng gửi lời cảm ơn đến hai thương hiệu đó là IBX và tới Sáp Blanka đã có ở trong livestream và đồng hành cùng nhà Mark. Và chúc tất cả các chị nhà mình sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ và săn được nhiều sản phẩm hot nhé. Bây giờ thì Hoài và Như xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo của nhà Mark vào tuần sau ạ. Rồi, chúc sức khỏe các chị yêu nha.